chương 1541 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dùng ngón tay vuốt ve dấu ấn màu vàng một lúc sau đó hàn lập lại hạ tay xuống, trầm ngâm trong chốc lát rồi lại lần nữa lấy ra vài loại đan dược mà ăn vào. Hắn tuy rất có hứng thú đối với liệt dương đan, hơn nữa hiệu lực của nó theo lời phụ nhân kia thì vô cùng kỳ diệu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thực sự đem mọi hy vọng ký thác vào cái này. Sau đó không lâu hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại mà chìm vào nhập định. Hai ngày sau, trên trời cao phía chân trời đột nhiên có một đóa bạch vân đang phi hành rất nhanh, trên đóa bạch vân này đang có hai người đang đứng, đó là một phụ nhân và thiếu nữ Châu Nhi nọ. Trên lưng thiếu nữ này vẫn đang mang theo cây đại cung màu vàng và ba cây bạch cốt tiễn còn trên tay phụ nhân thì cầm một cái hộp ngọc màu đỏ thẫm. Một lát công phu sau hai người dừng lại trên không, đứng lơ lửng bất động. Người nọ thì ra lại ở đây, tựa hồ đã bày ra cấm chế gì đó. Hừ, người này vẫn hoàn toàn không yên tâm đối với chúng ta đôi mắt đẹp của Châu Nhi nhấp nháy hiếu kỳ nhìn xuống phía dưới giò xét vài căn nhà gỗ, rồi ánh mắt lập tức tập trung vào một căn phòng trong đó được bạch quang bao phủ, trong mũi hừ một tiếng. Hàn tiên sinh pháp lực bị hao tổn, hơn nữa đối với chúng ta lại không có thâm giao nên làm như thế, cũng không có gì kỳ quái. Nếu đổi lại trong tình huống trốn tránh này mà lại không có bất kỳ cấm chế nào, thì ta lại có chút kỳ quái. Phụ nhân khẽ cười một tiếng tỏ vẻ không e ngại. Rồi lập tức nàng khu động Bạch Vân lập tức đem hai người hạ xuống, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn tiền bối, thiếp thân đã mang liệt dương đan đến đây. Mong được gặp qua tiên sinh. Phụ nhân hướng về phía cửa phòng thi lễ ung dung truyền âm nói. Nguyên lai like là hỏa đạo hữu, hàn mỗ không tiện đứng dậy đón chào, mời đạo hữu vào A, thanh âm của một nam nhân từ trong phòng nhàn nhạt truyền ra. Vừa dứt lời, màn bạch quang lóe lên, thoáng một chút đã tan đi đồng thời cửa phòng từ từ mở ra. Phụ nhân thấy tình hình này thì cũng không hề chần chờ, lập tức mang theo thiếu nữ cùng nhau đi tới tiến vào trong cửa. Ồ, đây là... Phụ nhân sau khi tiến vào trong phòng thì có nhìn lướt qua, sau đó trên mặt bỗng nhiên khẽ biến đổi lộ ra vẻ giật mình. Trên đầu một cái giường gỗ ở trong phòng đang có hai gã hàn lập cùng ngồi song song. Một tên trong đó đang mỉm cười nhìn bọn họ, một tên khác thì mặt vô biểu tình nhắm chặt hai mắt thiếu nữ cũng khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt quét qua trên người hai gã Hàn Lập, nhưng cũng không biết có phát hiện ra cái gì hay không. Đạo Hữu mời ngồi, vị này chính là. Tên Hàn Lập mở mắt kia chỉ vào một cái ghế nói đồng thời lại nhìn thiếu nữ này, liếc mắt một cái lộ ra một tia thăm hỏi. Đây là tiểu nữ Bạch Châu Nhi, trước kia một mực ở bên ngoài tu luyện, hai ngày trước vừa mới quay về trong tộc phụ nhân vẻ mặt mang theo một tia kính cẩn trả lời đồng thời thần nghiệm hướng tới trên người hai gã hàn lập mà quét qua một cái trong nội tâm nhất thời thầm giật mình hai gã hàn lập này tuy có một gã khí tức rất yếu một gã khí tức mạnh hơn nhưng cả hai nàng đều vô pháp khám phá ra tu vi cảnh giới trong khi đó hết lần này tới lần khác hai người vô luận là về phục sức hay tướng mạo đều tuyệt đối độc nhất vô nhị điều này làm cho trong lòng nàng có chút sợ hãi tuy nhiên bên ngoài có thần thông hóa thân thuật điều này nàng cũng đã nghe nói qua nhưng cũng không phải một tên tế tự của một chi nhánh tiểu tộc như nàng có thể học được nhưng chỉ dựa vào một điểm này đã có thể khẳng định thần thông của đối phương không phải bình thường lúc này có nên để cho thiếu nữ tiến hành thử hay không điều này làm cho nàng có chút do dự bất định đúng lúc này thiếu nữ châu nhi kia lại thướt tha tiến lên một bước xông tới phía hàn lập thi lễ đồng thời ngon ngọt cười nói châu nhi nghe ra mẫu nói trong tộc mới có một vị thượng tộc tiền bối đến cho nên đặc biệt đến bái kiến một lần mong tiền bối ngàn vạn lần không nên trách tội nguyên lai like là thiên kim của hòa đạo hữu tuổi còn trẻ mà tu vi đã cao như vậy thật sự là thật đáng mừng a à. vị hàn lập mở mắt nọ cười hắc hắc rồi thuận miệng tán thường hai câu đâu có điểm tu vi ấy của tiểu nữ đâu có đáng để tiền bối để ở trong mắt đúng rồi không biết tiền bối trong này có chỗ nào không quen không nếu có chỗ nào không ổn thì cứ việc nói ra vãn bối lập tức đổi cho tiền bối một chỗ ở khác. Phụ nhân tạm thời đem tâm tư trong lòng bỏ qua, trên mặt tươi cười nói ra, chỗ này linh khí không tệ, không cần phiền toái như thế. Vật trong tay đạo hữu chính là liệt dương thần đan sao. Vị hàn lập nọ không nói thêm gì, mà nhìn chăm chằm vào cái hộp ngọc màu đỏ sẫm trong tay phụ nhân, có phần cảm thấy hứng thú nói. Không sai, đúng là vật ấy. Đan dược này là do đại tế ti đời thứ nhất của tộc ta tại phụ cận hải vực, chém giết một trận mà lấy được, phu nhân đem hộp ngọc nâng lên sau đó cười thừa nhận nói đồng thời cũng giới thiệu sơ qua về lai lịch viên đan dược này trong lòng hàn lập tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn bất động thanh sắc lẳng lặng nghe tiếp đúng lúc này thiếu nữ đứng một bên trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt hai bàn tay nhỏ giấu ở trong tay áo đột nhiên trên một tay xuất hiện một mảnh là xanh biếc dị thường còn tay kia thì đột nhiên niết nấn một cái cái pháp quyết cổ quái lập tức một cỗ thần niệm vô hình nhằm hướng hai gã hàn lập lặng yên đánh tới nhưng hai gã hàn lập phản ứng hoàn toàn bất đồng gã hàn lập hai mắt nhắm nghiền thì vẫn đang không chút cử động phảng phất như không nhận ra cái gì tỏ vẻ không có gì xảy ra nhưng thiếu nữ dùng bí thuật thúc giục thần niệm rơi trên người hàn lập lại cảm thấy phảng phất như rơi trên vật chết cũng không phát giác bất luận cái gì thần niệm chấn động trên người đối phương trong lòng thiếu nữ khẽ giật mình không khỏi cảm thấy kỳ quái loại tình hình này không biết là do đối phương biết một loại bí thuật không thể tưởng tượng nổi có thể đem thần niệm của chính mình triệt để che đậy hoạt hoặc đối phương thật sự chỉ là một cái nhục thân mà thôi chưa đợi nàng hiểu chuyện gì xảy ra, thì kết quả thần niệm dò xét một vị hàn lập, khác lại khiến cho thiếu nữ thần sắc đại biến, đột nhiên miệng khẩn cấp hớp hớp vài cái, trên mặt thoáng một chút đã tái nhợt không còn chút máu. Thần niệm của nàng thúc giục đến gần thân thể đối phương thì phảng phất như tiến vào trong một cái vòng xoáy khổng lồ, tất cả thần niệm thoáng một chút không tự chủ được nhằm hướng thân thể đối phương mà bị cuốn vào. Lần này làm cho thiếu nữ kinh hãi hồn phi phách tán vội vàng đem bí thuật thu lại, điên cuồng thu thần niệm của mình về, Tuy nhiên thần niệm nhìn, như không có cách nào cứu trở về lại rất dễ dàng được nàng thu trở về, cũng không gặp chút trở ngại nào. Điều này lại làm cho thiếu nữ khẽ giật mình, mà đúng lúc này, vị Hàn Lập đang nói chuyện cùng thiếu nữ nói ánh mắt lại liếc một cái nhìn thiếu nữ, trong ánh mắt lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười. Thiếu nữ nhìn thấy vậy thì cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé ra, có chút không biết làm sao, thoạt nhìn quẫn bách dị thường. Phụ nhân tự hồ đối với việc này hết thảy không phát giác ra chút nào trong miệng lại tiếp tục nói giới thiệu với Hàn Lập về đan phương liệt dương thần đan cùng một số vấn đề cần kiêng kỵ khi sử dụng, rồi liền đem cái hộp ngọc màu đỏ dâng lên cho Hàn Lập. Hàn Lập nghiêm nghị cảm ơn một tiếng, rồi mới khẽ vẫy một tay đem hộp ngọc thu vào trong tay. Kế tiếp phụ nhân không hề muốn nán lại lâu, thập phần thức thời nói ra lời cáo từ, rồi lôi thiếu nữ đứng bên cạnh thần hồn vẫn, còn có chút kinh hãi bất định ra khỏi phòng. Để hồn, người cũng đáo để thật, như thế nào lại vô duyên vào cơ hù dọa nhà đầu kia nhảy dựng lên, vị hàn lập ngồi nhắm mắt một bên sau khi phụ nhân và thiếu nữ vừa lui ra thì đột nhiên dương đôi mắt nhàn nhạt, nhạt nói một câu tiếp theo đó hắn vung tay lên cả căn nhà gỗ lập tức bị bạch quang bao phủ bên ngoài chủ nhân nhà đầu kia lá gan không nhỏ tu vi bất quá chỉ có kết đan ký mà cũng dám dò xét chủ nhân nên ta tự nhiên muốn làm cho nàng biết khó mà lui một gã hàn lập khác hì hì cười trả lời lập tức gã hàn lập này trên người hắc quang chợt lóe lên hình thể co rụt lại rồi hóa thánh một con hắc tiểu hầu con khỉ nhỏ này thân hình nhảy trồm lên, nhảy lên đầu vai Hàn Lập, rồi có chút nịnh nọt đem hộp ngọc dâng lên trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập mỉm cười lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, đem hộp ngọc nhận lấy. Đề hồn từ sau khi linh trí sơ khai tại Thiên Uyên thành lại được Hàn Lập đem các loại tri thức và điển tịch trong thần thức của hắn rót vào. Sau một thời gian dài dần dần tiêu hóa thì ngay cả thân hình cũng biến thành giống hình dạng của hắn, càng ngày càng không cách nào phân biệt được thiệt giả. Hàn Lập đem hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra, một phiến hồng hà phát ra mang theo một cỗ nhiệt khí ập tới trước mặt khiến cho hắn phảng phất như đang ở cạnh lò nướng hàn lập không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ngưng thần nhìn lại chỉ thấy trong phiến hồng quang có một viên đan dược to cỡ ngón tay cái phía trên có xích mang chói mắt chớp động không thôi đây là liệt dương thần đan quả nhiên có chút kỳ lạ hàn lập thì thào một tiếng duỗi hai ngón tay ra không chút hoang mang nhằm hướng hộp ngọc tiến vào phốc phốc một tiếng vang nhỏ khi hai ngón tay vừa mới tới gần viên đan dược, thì trong nháy mắt có một đoàn xích diễm phóng ra, thoáng một chốc đã đem bàn tay hàn lập bao trùm trong đó. Nếu là tu sĩ bình thường, thì chỉ sợ lần này đã bị ngọn lửa quỷ dị làm bỏng không nhẹ nhưng hàn lập, hôm nay thân thể cường hoành, tự nhiên không xem điểm ngọn lửa ấy vào đâu. Trên ngón tay ngay cả tia sưng do bị phỏng cũng không xuất hiện, rồi liền đã đem viên châu kẹp trong tay. Để hồn ngồi sổm trên đầu vai hàn lập, hai tròng mắt cũng chằm chằm nhìn vào viên châu chớp chớp không ngừng bộ dạng tự hồ đối với viên thuốc này cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Hàn lập ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào viên thuốc này, sau một lúc lâu trên mặt hiện ra vẻ đánh giá. Nếu như lời phụ nhân nói thì viên thuốc này có tính hòa trúc vô cùng bá đạo, quá trình và thủ tục phục dùng thập phần phức tạp, hơn nữa cũng chỉ cần không cẩn thận là dễ dàng bị thuốc cắn trả, theo đó mà bị thiêu cháy. Tốt nhất là trước tiên dùng đại lượng hàn trúc linh đan linh dược trung hòa viên thuốc này, sau đó mới dùng là tốt nhất. Đúng vậy, hắn tinh tường cảm thấy trong viên thuốc này chứa cực hòa chi lực rất lớn, thật sự không nhỏ, nếu cứ như thế mà dùng thì không khỏi có chút lãng phí. Trong lòng nghĩ xong, hàn lập không lưỡng lự há miệng phun ra một đoàn hòa cầu màu bạc. Đúng là phệ linh thiên hỏa. Ngọn lửa này kêu phanh một tiếng rồi thoáng cái hóa thành đầu hỏa điểu, màu bạc to cỡ nắm tay bay quanh hàn lập mấy vòng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hàn lập nhướng lông mày, ngón tay khẽ ngúc nhích thoáng một chút, viên châu màu hồng đỏ thẫm trong tay chậm rãi bay ra. Trong miệng hỏa điều màu bạc lập tức kêu lên một tiếng thanh minh, hai cánh mở ra rồi lập tức nhào tới chỗ viên châu trên. Sau một khắc, ngọn lửa màu bạc liền đem liệt dương thần đan triệt để bao vây vào trong đó. Bên kia, cách quả núi nhỏ hơn mấy chục dặm, phía trên bầu trời, phụ nhân và thiếu nữ đang khống chế Bạch Vân phi phi độn đi. Đột nhiên Bạch Quang lóe lên, đóa Bạch Vân thoáng một chút tự nhiên chậm lại châu nhi thần niệm có bị hao tổn không phụ nhân khẽ thở dài mở miệng hỏi mẫu thân ta không sao con chỉ bị một chút kinh hãi thôi thiếu nữ hiển nhiên còn có chút nghĩ lại mà sợ không thôi miễn cưỡng cười nói đúng vậy thiếu nữ hai mát đỏ lên tựa hồ muốn nói gì đó nhưng phụ nhân lại tựa hồ như không muốn nói cái gì nữa hai tay bấm pháp quyết bạch vân dưới bàn chân sau khi quay cuồng một cái thì lập tức đem hai người bao phủ vào trong đó lập tức bạch vân hóa thành một đoàn bạch quang bắn đi, không lâu sau đã biến mất vô ảnh vô tung nơi chân trời. Chương 1542 căn nhà gỗ nhỏ, dưới chân núi được bao phủ trong bạch quang từ sau khi phụ nhân và thiếu nữ rời đi, thì liên tiếp trong 10 ngày sau vẫn chưa mở ra lần nào nữa. Lúc này, sự đề phòng trên Hỏa Vân đảo đã trở nên xâm nghiêm gấp mấy lần. Chẳng những hỏa dương tộc, xà nhân trên đảo không hề rời đảo đi săn thú hay tìm kiếm tài liệu, mà hơn 10 vạn tộc nhân tất cả đều có cụm lại ở trong thổ thành, mà mấy tòa đại hình cấm chế trong thành cũng không tiếc linh thạch mà đều mở ra. Tưởng đất nguyên bản nhìn, như không chịu nổi công kích nhất thời được ba tầng quần sáng xích hoàng lục bao phủ, trong đó, mà trong thổ thành còn có mấy ngàn xà nhân tinh nhuệ, và một đám võ trang hạng nặng thay phiên nhau tuần tra các nơi trong thành. Mà ở chỗ trung tâm thành, tất cả tế tự của hỏa dương tộc đều tế tụ cùng nhau, dưới sự dẫn dắt của phụ nhân cùng thiếu nữ, cả đám đều kéo đến đại điện ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại điện này đồng dạng cũng được một tầng ngũ sắc quang hà bao phủ trong đó, tự hồ có một sự huyền diệu khác mà nơi phát ra ngũ sắc quang hà rõ ràng là cái pháp khí hình nón ở giữa sân kia. Về phần đám xà nhân bình thường trong thổ thành đã được cao tầng trong tộc phân phó, nên rất ít khi xuất môn, đại bộ phận đều ở trong nhà không ra. Dưới sự đề phòng, như thế làm cho cả thổ thành bất giác sinh ra một cỗ sát khí kinh người một ngày trong đại điện phụ nhân thiếu nữ cùng đám tế tự có liên quan đang ngồi tĩnh dưỡng thì bỗng nhiên có một âm thanh thản nhiên trực tiếp xuyên qua cấm chế vang vọng vào trong đại điện nói hòa đạo hữu tại hạ đã luyện hóa xong đan dược mà xuất quan xin mở cấm chế cho hàn mỗ tiến vào thanh âm đàm thoại này đúng là thanh âm của hàn lập vừa nghe thấy thanh âm này đám tế tự áo bào trắng ở đây đều xôn xao một trận ngay cả phụ nhân vẻ mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ nếu nói nàng lúc trước không lo lắng việc hàn lập hủy ước thì tự nhiên là có chút giả dối nhưng lúc này nguy cơ diệt tộc đang như lửa xém lông mày căn bản không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đem đan dược cấp cho đối phương thì mới có thể mượn một cánh tay đắc lực nếu không ngay cả một đường cơ hội cũng không có lúc này có vẻ như nàng đã thành công hàn lập quả nhiên không phải hạng người xuất ngôn phản ngữ phụ nhân vui sướng một tay vừa lật chuyển trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cắt ngọc bàn màu hồng một tay nhắm ngọc bàn điểm chỉ vài cái ngũ sắc quang hà bảo vệ đại điện chợt lóe lên rồi nhất thời tách ra, để lộ ra một cái khe hở nhưng chỉ trong mấy cái hô hấp, quang hà lại chợt lóe lên rồi hợp lại như lúc ban đầu. Mà trong một khắc công phu này, chỗ cửa điện chợt có ánh kim quang lóe lên, một đạo nhân ảnh quỷ dị đã hiện ra tại nơi đó, và từ từ hướng vào trong điện không chút hoang mang tiêu sái đi đến. Bóng người này mặc thanh bào, khuôn mặt bình thường nhưng hai mắt oánh quang lưu chuyển, đúng là hàn lập. Khí tức của hắn so với hơn 10 ngày trước hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên dược lực của liệt dương thần đan hoàn toàn bất phàm đa tạ tiên sinh đã đến tương trợ pháp lực của tiền bối đã được khôi phục phụ nhân chủ động đứng dậy đón chào nhiệt tình dị thường hỏi thăm thiếu nữ châu nhi kia mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể chu miệng đồng dạng đứng dậy liệt dương đan tuy rằng bất phàm nhưng thương thế của ta cũng thật sự không tầm thường mới chỉ khôi phục được bảy tám phần mà thôi bộ phận còn lại không phải chỉ dùng đan dược là có thể chữa khỏi Bất quá nếu địch nhân của quý tộc không phải là quá mạnh mẽ mà nói, thì tại hạ tự hỏi là còn có thể xuất ra một chút khí lực." Hàn Lập mỉm cười nói. Phụ nhân lúc mới đầu nghe nói pháp lực của Hàn Lập chưa khôi phục toàn bộ, thì sắc mặt khẽ biến đổi một chút, nhưng sau khi nghe được khẩu khí tự tin của Hàn Lập thì trong lòng lại vui vẻ. Xem ra thần thông của đối phương hẳn là con trên phòng trừng của nàng, nếu không như thế nào lại có khẩu khí lớn như vậy? trong điện có không ít tế tự hòa dương tộc đã từng gặp qua Hàn Lập, nhưng cũng có một số khác lại là lần đầu tiên nhìn thấy vị Hàn tiên sinh này. Hàn Lập đã đến tự nhiên khiến cho họ vang lên một trận thảo luận khe khẽ. Hàn Lập không để ý đến đủ loại ánh mắt vui mừng lẫn kinh nghi ở hai bên. Hắn được phụ nhân nghênh đón tới ngồi bên cạnh, sau khi khách khí vài câu thì liền nhắm mắt không nói thêm câu nào nữa. Ánh mắt của phụ nhân lành lạnh hướng sang hai bên đảo qua một vòng, đám xà nhân đang xì sầm thảo luận lập tức cả kinh ngậm miệng lại, Cả tòa đại điện lại hồi phục sự yên tĩnh, nhưng vào lúc này, Hàn Lập lại cảm thấy một đạo ánh mắt vẫn đang thật cẩn thận nhìn vào mình, thì hắn nhướng mày, bỗng nhiên dương đôi mắt nhìn thấy một đôi song nhãn đen dị thường. Dĩ nhiên đây là Châu Nhi ngồi cạnh phụ nhân đang chăm chú nhìn lén lại đây. Vừa thấy Hàn Lập nhìn lại, trong mắt thiếu nữ nhất thời hiện lên vài phần kinh sợ, và lập tức đem ánh mắt rời đi. Xem ra lúc trước khi tặng đan dược, một màn đề hồn thiếu chút nữa đã đem thần niệm hút đi đã làm, cho thiếu nữ chấn kinh không nhẹ. Hàn lập khóe miệng nhếch lên, trên mặt hiện lên một tia cười khẽ rồi lại khép hai mắt lại sau đó, âm thầm cân nhắc suy nghĩ về hết thảy mọi việc trước mắt. Viên liệt dương, thần đan kia đã bị hắn dùng phệ linh hỏa điều đem hỏa linh lực hấp thu hết, theo đó liền bị hắn dễ dàng luyện hóa. Dược lực của đan dược này xem ra phụ nhân cũng không có quá mức khoách đại, tuy rằng không có thể làm cho hắn lập tức hồi phục như thường nhưng xác thực là, không phải đan dược trên người hắn có thể sánh bằng vô luận là tổn thương về máu huyết hay là thần niệm thực sự trong khoảng thời gian ngắn đã có thể khôi phục hơn phân nửa về phần khôi phục pháp lực cho dù không có đan dược tương trợ thì chỉ cần mấy ngày này cũng đủ cho hắn hoàn toàn phục hồi như cũ nếu linh đan của đối phương thật sự thần hiệu thì hàn lập tự nhiên sẽ không cố ý bội ước không đến hắn đã tiến giai lên luyện hư kỳ hơn nữa nhiều loại thần thông đại tiến nên cho dù có đụng tới tồn tại cấp hợp thể kỳ cũng có lực tự bảo vệ mình nhất định cho nên đối với chuyện của hòa dương tộc tự nhiên hắn không có gì phải sợ hãi cũng không biết có phải là trùng hợp hay không hàn lập mới đến chỗ này bất quá được nửa ngày thì địch tung rốt cục xuất hiện ầm ờ một tiếng như động đất thanh âm này bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng thổ thành đồng thời vang lên giống như có đại đàn quái vật thân hình to lớn nhằm hướng thổ thành chạy như điên mà đến đám tế tự hỏa dương tộc nguyên bản đang ngồi tĩnh tọa trong điện cơ hồ đồng thời lập tức đứng lên trong đó hơn phân nửa đều biểu hiện biểu tình cực kỳ khẩn trương tuy phụ nhân vẫn chưa để lộ ra tin tức cụ thể về ô la tộc nhưng lần này địch nhân rất cường đại nên bọn họ cũng có thể tự đoán được vài phần nhưng biểu hiện của phụ nhân lại bình tĩnh dị thường cho dù cảm nhận được mặt đất chấn động không ngừng thì cũng chỉ là nhíu mày một chút hoảng cái gì mà hoảng bản tộc sớm đã làm tốt toàn sách phía ngoài có ba tầng cấm chế phòng hộ ngay cả địch nhân thế mạnh thì cũng quyết khó mà nhất thời công kích được vào trong thành trước tiên xem rõ ràng địch nhân là ai đến đây bao nhiêu người rồi nói sau phụ nhân gia uy trưởng lão bộ tộc, lớn tiếng trách mắng. Hàn lập đuôi lông mày vừa động, cũng dương đôi mắt nhìn nhưng mặt lại không chút thay đổi. Hắn trải qua quá nhiều đại trận trượng giống như thế, nên việc trước mắt căn bản không thể làm cho hắn phải động tâm. Mà lúc này, tay áo bào của phụ nhân run lên, rồi đột nhiên, trong tay xuất hiện một cái lệnh bài màu hồng nhắm ngay trung gian đại điện nhẹ nhàng khua, lên một vòng. Nhất thời mặt ngoài lệnh bài hồng mang chợt lóe, một đoàn hồng quang kích bắn ra, lập tức chui vào trên mặt đất đại điện biến mất không thấy bóng dáng có âm thanh vù vù nổi lên một phiến vân hà màu đỏ trên mặt đất chớp động không thôi sau đó dĩ nhiên hiện ra một tòa pháp trận màu đỏ đậm ở trung tâm lại có một ngọn lửa đang quay cuồng lệnh bài trong tay phụ nhân lại lay động nhanh vài cái thì ngọn lửa chỗ trung tâm chợt ngưng lại đồng thời hiện ra một viên xích tinh cầu đường kính đến một trượng tinh cầu này mặt ngoài trong suốt để lộ ra hỏa diễm đang từ từ chuyển động bên trong tám gã xà nhân mặc áo bào trắng đột nhiên men theo hai bên đi ra khi đến cạnh pháp trận thì đồng thời ngồi xuống tiếp theo trong miệng lẩm bẩm hai tay thì liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết vào tinh cầu nhất thời trong pháp trận ánh lửa đại thịnh vô số ngọn lửa hóa thành vô số hỏa xả to cỡ đầu ngón tay rồi đều chui vào trong tinh cầu một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện chỉ thấy tinh cầu nguyên bản đang hồng lóng lánh mặt ngoài đột nhiên chợt lóe lên vài cái sau đó trong ánh lửa bỗng nhiên hiện ra hình ảnh trông hết sức sống động hình ảnh này quen thuộc dị thường rõ ràng là các nơi trong thổ thành đang xảy ra chuyện trong hình ảnh xuất hiện một đội xà nhân được võ trang hạng nặng đang hướng lên tường thành mà đi ngoài ra còn có một đội xà nhân cưỡi thằn lằn đang từ các nơi tụ tập lại trong đội ngũ ở đây có một số xà nhân địa vị cao trong miệng không ngừng quát lớn mặt mang đầy sát khí trong nháy mắt mấy ngàn xà nhân đã tập kết xong xem đến nơi đây trong mắt hàn lập hiện lên một tia kỳ lạ pháp trận và tinh cầu này cũng không tệ nhưng thật ra thì cũng chỉ tương đương với vạn lung châu của hắn vấn đề là một cái hỏa dương tộc nhỏ nhỏ mà cũng có vật huyền diệu này điều này thật là có chút ra ngoài dự đoán. Đem cảnh tượng chuyển đến phía ngoài tường thành. Phụ nhân thần sắc âm trầm, trong miệng phân phò nói. Thanh âm làm cho mặt đất run rẩy càng lúc càng lớn, hiển nhiên đám quái vật này còn cách thổ thành không xa. Tám gã xà nhân phụ trách thúc dục tinh cầu mặc áo bào trắng kia nhất thời, đều gia tăng thúc dục pháp quyết, trong tinh cầu các hình ảnh hơi mờ đi như bị một mảnh phiến hồng hà bao phủ, một lát sau thì hiện ra hình ảnh mới. Rõ ràng đây là cảnh tượng bốn phía bên ngoài thành, Lúc này trời đã chạng vạng tối, nên hình ảnh trong tinh cầu nhìn từ xa rất là hôn ám, chúng xà nhân đều ngưng thần chăm chú nhìn vào, nhưng nhất thời đều không thể phát hiện ra cái gì. Nhưng hô hấp của đám xà nhân trong điện lúc này lai cũng không khỏi đình trệ lại. Chỉ có Hàn Lập vẫn lạnh lùng nhìn hết thảy cảnh này, biểu tình so với lúc trước thì không có gì thay đổi. Mọi người chờ đợi không bao lâu thì mặt đất bỗng nhiên chấn động một chút, ở ờ một tiếng vang động rồi đột ngột yên tĩnh một cách quỷ dị không bao lâu sau hơn phân nửa xà nhân áo bào trắng trong miệng phát ra thanh âm hít thật sâu một hơi lương khí một nửa khác thì sắc mặt đều đại biến chỉ thấy từ trong bóng đêm mờ mịt bỗng nhiên chui ra một đàn cự ngưu cao ước chừng bảy tám trượng thân dài vài chục trượng cả người mặc hắc lân giáp mà ở trên lưng quái vật này lại có một cái bành to như cái nhà bên trong đều có một bóng người cao thấp bất động đang đứng, mà trên lưng mỗi một đầu cự ngưu đều có rất nhiều cái bành, như vậy mà hình thể cự ngưu này, tuy rằng thật lớn nhưng giờ phút này lại đang chậm rãi mà đi, dĩ nhiên cả đám giống như u linh một chút tiếng vang cũng không có phát ra, từ từ tiếp cận tường thành thổ thành. Cái này hình như là ô giáp thú, chẳng phải phía trên chính là một gã xà nhân áo bào trắng hai mắt trợn lên, có chút nói lắp bắp thì thào. Ô la tộc, điều đó không có khả năng. Chúng nó no sớm đã bị oa thị tộc chúng ta diệt sát sạch sẽ rồi mới đúng một gã xà nhân khác dưới tình thế cấp bách lớn tiếng phủ nhận nói đúng vậy như thế nào có thể là tộc nhân này đúng rồi chúng nó sớm đã nên biến mất cách đây mấy vạn năm rồi đám xà nhân áo bào trắng bên cạnh dường như đều có thêm can đảm liên thanh đồng ý nói nhưng lúc này bóng người trên lưng cự ngư hoàn toàn thoát ra khỏi bóng đêm tiếp cận đến tường thành hình dáng mỗi người trên lưng đều có thể nhìn thấy rõ ràng thì đám tế tự xà nhân đang nói chuyện nhất thời đều ngậm chặt miệng không nói gì nữa vẻ mặt khó coi dị thường Chương 1543 nhân ảnh ở phía trên ô giáp thú, nửa người phía trên nhìn kỳ thì đúng là một nữ tử có làn da màu tím nhạt phai, hai mắt màu hắc lục. Đám người này đều có tóc dài, thân mặc chiến giáp màu đen, trong tay cầm các loại binh khí đen thui, bộ dáng mi thanh mục tú. Vừa lúc này, nữ tử ở phía trên ô giáp, thú không tiếng động nhảy xuống nên để hiện lộ ra toàn bộ thân hình. Hàn Lập nhìn về phía thấy vậy thì đồng tử chợt co rụt lại. Nữ tử này từ phần eo trở xuống rõ ràng là nửa thân con rết thân hình của nữ tử với hơn 10 cái chân thật nhỏ phối hợp nửa trên hình người, cho dù là Hàn Lập khi nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy nổi lên một trận da gà, trong lòng hơi phát lạnh. Đám dị tộc nữ tử này giống như mỗi người đều đã được huấn luyện qua, chỉ tốn một khắc công phu đã sắp thành hàng chỉnh tế. Trong đó một nữ tử tựa hồ có thân phận đột nhiên tiến lên vài bước, đi lên phía trước những người khác hướng về phía trước, nhìn bức tường đất rồi đột nhiên cười một tiếng, miệng mở rộng để lộ ra đầy răng nanh rất nhỏ phía trong, hơn nữa còn thè ra một cái lưỡi giống như lưỡi rắn. Khuôn mặt nữ tử nguyên bản mi thanh mục tú mềm mại lúc này chợt trở nên hết sức dữ tợn. Sự tương phản này làm cho những ai nhát gan mà lần đầu nhìn thấy cảnh này trực tiếp bị dọa mà ngất đi cũng không phải là không có khả năng. Hàn Lập tuy rằng không đến mức kinh ngạc như thế nhưng đồng dạng cũng hoảng sợ, khóe mắt khẽ run rẩy một chút. Những người khác tự nhiên đều thấy được cảnh này, cô gái sắc mặt âm trầm dị thường, còn đám Hỏa Dương tộc xà nhân còn lại đều lặng ngắt như tờ, cả đám trong mắt đều lộ ra ý sợ hãi hừ cho dù là Ola tộc thì như thế nào chẳng qua là một ít dương nghiệt mà thôi năm đó Oa thị tộc chúng ta có thể đem bọn họ diệt trừ sạch sẽ hiện tại chúng ta đồng dạng cũng có thể làm được mặt khác hai tộc kia sở dĩ bị diệt tộc là do bị chúng nó no đánh lén mà thôi nếu đã có phòng bị thì bản tộc chẳng lẽ lại sợ hãi một ít tàn binh bại tướng này hay sao phụ nhân hừ lạnh một tiếng tay áo bò hướng về phía thủy tinh cầu run lên nhất thời hồng quang trượt lóe, ánh lửa bốn phía tinh cầu đều tắt cả tòa pháp trận đình chỉ vận hành, tất cả hình ảnh trong nháy mắt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đám xà nhân áo bào trắng vừa nghe được lời này thì tinh thần chấn động, đồng thời khom người xưng phải. Vẻ kinh sợ trên mặt bọn họ thoáng cái đã biến mất hơn phân nửa, trở nên phấn chấn dị thường. Hàn lập nhìn thấy cảnh này thì thần sắc vừa động, khóe miệng lộ ra một tia cười thâm ý sâu sắc. Vừa rồi phụ nhân nhìn như chỉ hừ nhẹ bình thường một chút, nhưng kỳ thật đã sử dụng một loại bí thuật chi phối tinh thần nào đó, bí thuật này tuy bí ẩn dị thường nhưng đối với người đã tu luyện qua đại diễn quyết như hàn lập mà nói thì lại dễ dàng bị phát hiện ra nếu không đám tế tự cấp thấp nào có thể dễ dàng bị ảnh hưởng mà phát ra chiến ý như thế nếu đã biết hành tung địch nhân là tốt rồi các ngươi chia làm bốn đội phân biệt đi đến bốn cửa thành đốc chiến nếu đụng độ với ô la tộc tế tự thì nhất định phải ngăn lại nếu có kẻ nào dám lùi bước vào lúc này thì lập tức lấy tộc quy trừng trị đương trường phụ nhân đứng dậy lành lạnh phân phó nói hai bên xài nhân liền nghiêm nghị đứng lên cùng thi lễ tuân mệnh sau đó dựa theo an bài ban đầu quay đầu chia làm bốn đội đi ra khỏi đại điện trong nháy mắt trong điện chỉ còn lại có phụ nhân cô gái cùng với hàn lập và bốn gã xài nhân khác bốn gã xài nhân này tuổi cũng không nhỏ đều có tu vi kết đan sơ kỳ xem như tồn tại có tu vi gần với phụ nhân trong tộc hàn lập thản nhiên đưa mét nhìn quét bốn gã xài nhân này một cái sau đó liền không thèm để ý đến nữa phụ nhân thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn Hàn Lập muốn nói cái gì đó nhưng ngay tại giờ phút này, bỗng nhiên tứ phía nổi lên tiếng nổ kinh thiên động địa, rồi âm thanh bạo liệt lập tức liên miên vang lên không dứt, mặt đất một lần nữa chấn động phát ra thanh âm ầm ầm. Đã bắt đầu công thành. Sắc mặt phu nhân khẽ biến một chút, cười khổ một tiếng nói. Như thế nào, hỏa đạo hữu không tính toán đi ra ngoài sao? Hàn Lập trên mặt lộ ra một tia kỳ quái hỏi. Đi ra ngoài căn bản là không cần thiết, nếu ta không đoán sai thì cao tầng của Ô La tộc sẽ chủ động tìm tới nơi này." Phụ nhân lắc đầu nói, "Nga, có loại sự tình này, Hàn Lập thực sự có chút ngoài ý muốn. Hoa thị bộ tộc chúng ta cùng Ô La tộc là sinh tử đại địch nên đối với tập tính của chúng nó cũng hiểu biết một ít. Tuy rằng ta đã xem tất cả cấm chế mở ra, nhưng hơn phân nửa là không thể ngăn chặn được thần thông giả chân chính trong tộc này." bọn họ tối am hiểu bí thuật ẩn nặc lèn vào, nên khi đối địch bao giờ cũng hoan hỉ trước tiên đem người có tu vi cao, nhất bên đối phương đánh chết, sau đó thông danh hành hạ đến chết các đê giai đối thủ khác. Phụ nhân miễn cưỡng cười giải thích hai câu. Thì ra là thế. Hàn lập sờ sờ cầm, lộ ra vẻ có chút suy nghĩ, nhưng một lát sau khẽ cười một tiếng, nói một câu làm cho sắc mặt phụ nhân lập tức đại biến. Nói như vậy, vị ẩn nấp ở bên cạnh đạo hữu này, đều không phải là người do hỏa đạo hữu bố trí đến để trợ giúp. Vậy để ta đây thỉnh hắn đi ra, cái gì, chúng nó đã đến đây. Phụ nhân thất thanh đứng lên. Nhưng nàng vừa dứt lời thì hàn lập, đột nhiên vung tay hướng tới phía một cây cột gỗ phụ cận hư không đánh ra một chảo. Nhất thời một cái bàn tay to, trong suốt từ hư không hiện ra nhằm hướng cây cột gỗ hung hăng chụp tới. Phốc một tiếng, bàn tay to chưa chụp chúng được gì, thì từ cây cột đã liền có một đao hắc quang kích bắn ra, sau khi chợt lóe ra xa hơn 20 trượng thì linh mang chợt lóe, độn quang này liền hóa thành một gã ô la tộc nhân hiện ra phụ nhân cùng hòa dương tộc nhân vừa thấy người ô la nhân này, thì nhất thời kinh hãi đều làm ra tư thế đề phòng. Bàn tay phụ nhân vừa lật chuyển thì trong tay liền có một thanh đoàn con màu đỏ đậm, trông giống như là làm bằng đá. Bốn gã xà nhân áo bào trắng khác nhau trong tay cũng nhoáng lên một cái, trong tay đều xuất hiện một cái ngân trường nhận, hàn quang lóng lánh giống như một con rắn bạc nhỏ đang lúc lắc đầu. Hai tay cô gái hạ xuống, hoàng đại cung trên lưng không biết khi nào đã tới trong tay, và một mũi bạch cốt tiễn cũng chợt lóe lên, tên đã lên cung, Ô la nhân bị Hàn Lập bức ra có làn da tím nhạt, nhưng hai con mắt lại màu ngân chói mắt làm cho khuôn mặt trông có vài phần quỷ dị. Mặt nó không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, đối với hành động của đám phụ nhân thì căn bản là thờ ơ không thèm để ý, trong miệng đột nhiên lạnh như băng nói: "Khí tức của ngươi không đúng, không phải là oa thị tộc, là thượng tộc nhân của bộ tộc nào? Có thể khám phá ra ẩn nặc thuật của ta thì chỉ có thể là Bạch Nhãn tộc hay là Thiên Huyễn tộc?" Viola nhân này hiển nhiên đã nhận sai Hàn Lập thành dị tộc nhân của hai bộ tộc có linh mục thần thông nổi tiếng trên Lôi Minh đại lục. Hàn Lập mỉm cười, chưa nói gì, ngược lại ánh mắt lại hướng tới một góc tối trong đại điện đảo qua, rồi một ngón tay lẳng lặng điểm tới một cái. Phốc suy một tiếng, một thanh tiểu kiếm như tia chớp bắn ra, chợt lóe một cái đã bay tới chỗ đó mà chạm xuống. Có một tiếng vang nhỏ, rồi chỗ góc tối bỗng nhiên có một đạo ô mang bay ra cùng tiểu kiếm nhất thời đan vào nhau. Đồng thời một đạo âm ảnh từ từ bay ra, la mang trong mắt hàn lập chợt lóe lên thanh tiểu kiếm phía xa xa thanh quang đại phóng kiếm quang trong nháy mắt đem hắc mang chém nát rồi lập tức chợt lóe lên đã chém ngược về bóng đen mới xuất hiện tốc độ cực nhanh so với lúc trước còn nhanh hơn gấp bội bóng đen bị thanh quang tốc độ rất cao đánh tới nhưng kẻ này cũng thật bất phàm thân hình khẽ uốn éo một cái đã liền hóa thành một cây hắc ti bắn ra ngoài chỉ chớp lên một cái hắc ti đã hiện tại ngoài mười trượng nhưng làm cho người ta giật mình chính là tiểu kiếm cũng nhoáng lên một cái đồng dạng hóa thành một cây thanh ti mau chóng đuổi theo Hắc Ti nguyên bản muốn dừng lại nhưng thấy thanh ti chợt lóe lên bay đến trước mặt mình, thì cả kinh lại bắn ra xa. Trong phút chốc cả đại điện liên tục vang lên tiếng suy suy. Một thanh một hắc, hai đạo quang tia, một trước một sau như ẩn như hiện không ngừng truy đuổi nhau trên không trung của đại điện. Chỉ thấy một khắc trước, lưỡng đạo quang tia còn đang ở bên này đại điện, thì ngay sau đó đã thấy quỷ dị hiện ra tại một chỗ khác trong góc đại điện. Hai người độn tốc cực nhanh, chỉ thấy mọi người trong điện trợn mắt há hốc mồm, bỗng nhiên hắc ti phía trước hơi chậm lại nhưng sau đó lại hóa thành bảy tám đạo quang ti độc nhất vô nhị chợt lóe lên đồng thời bắn về bốn phương tám hướng thấy vậy hàn lập khẽ nhướng mày khẽ vung một tay đem thanh ti quay về sau một cái chớp động thì một lần nữa hóa thành thanh tiểu kiếm thu vào trong thân thể thủy chung từ đầu tới cuối trên mặt hàn lập vẻ mặt đều thong dong dị thường giống như là phủi bụi mà thôi mấy đạo hắc ti kia sau khi phân công nhau bắn đi trên không trung đại điện xoay quanh một cái rồi một lần nữa tụ lại hóa thành một cây sau đó ô mang trượt lóe, hiện ra một gã ô la nhân con mắt màu đạm kim. Nàng này hung tợn nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Vừa thấy nữ nhân mắt màu đạm kim này, phụ nhân thân hình run lên, kim ngân song đồng, quả nhiên là dư nghiệt của ô la vương tộc. Đại tế ti của lưỡng tộc cũng là do các ngươi động thủ đánh chết a. À. Nói xong lời này, nàng nhìn chằm chằm vào ô la nhân mới xuất hiện, trên mặt tràn đầy biểu tình khó có thể tin. Hừ, người thật có chút nhãn lực, nhưng nếu chúng ta tự mình ra tay thì vận mệnh của bộ tộc các ngươi nhất định sẽ kết thúc ô la nhân ánh mắt màu kim đồng thoáng nhìn trong miệng phát ra âm thanh sắc nhọn lúc này tên ô la nhân xuất hiện trước kia thân hình nhoáng lên một cái phảng phất như quỷ mị biến mất ngay sau đó lại hiện ra bên cạnh ô la nhân mắt màu kim đồng sóng vai đứng cùng nhau hàn lập nhìn thấy nhị nữ thì hai mắt híp lại một chút hai ô la nhân này trên người có một tầng linh quang quỷ dị bao phủ lấy thần niệm cường đại của hắn mà cũng vô pháp trực tiếp nhìn thấu tu vi sâu cạn của đối phương xem ra đối phương khẳng định là có dị bảo hộ thân nhưng không biết là loại bảo vật nào trong lòng cân nhắc như thế nên hàn lập không có ý tứ lập tức ra tay phụ nhân đứng một bên ánh mắt chớp động vài cái chưa kịp nói cái gì thì thiếu nữ đứng bên cạnh đột nhiên dương hoàng đại cung trong tay lên mà kéo cốt tiễn trong tay buông lỏng ra phốc suy một tiếng, một đạo hoàng bạch lưỡng quang bắn vọt ra rồi lập tức run lên, nhất thời đầy trời đều là tên vàng nhắm vào hai tên ô la nhân đối diện bắn tới. Theo suy nghĩ của Châu Nhi, dù sao trận chiến này khẳng định là không thể tránh khỏi nên tự nhiên là, không cần nói cái gì vô nghĩa, phải tiên hạ thủ vi cường. Thấy vậy, phụ nhân đầu tiên là cả kinh rồi lập tức cắn răng một cái, đâm lao phải theo lao, hồng đoàn côn, trong tay vừa động liền hóa thành một con hỏa dao đỏ đậm rời tay bắn ra, xà nhân áo bào trắng từ phía thấy vậy nhìn nhau liếc mắt một cái nhân trường nhận trong tay cùng huy động phát ra từng đạo ngân ánh hùng hổ chém thẳng ra ngoài trong lúc nhất thời mấy người hòa dương tộc liên thủ khởi xướng công kích các loại linh quang đàn vào nhau giống như trong nháy mắt có thể đem hai gã ô la nhân bao phủ bên trong dù thân ở trong thế công cuồng mãnh như thế nhưng hai nữ nhân ô la lại bỗng nhiên nâng một tay lên rồi một đoàn điều mang bạo phát ra chúng nó lập tức hóa thành hai luồng hắc quang vựng quay tròn nhanh trước người nhị nữ chương 1544 tiếng gầm rú nổi lên. Các loại công kích chợt đánh tới phụ cận vầng sáng, các loại quang đoàn màu sắc khác nhau cùng nhau bạo liệt, thanh thế cực kỳ kinh người tự hồ, như ngay sau đó sẽ đem hai luồng hắc quang vượng xé rách dập nát. Nhưng vào lúc này, phía trong hắc quang vượng chợt toát ra quang mang kim ngân thâm thúy kỳ lạ. Tuy theo đó, hai quầng sáng nọ cuồng trướng khuếch tán ra rồi hai hóa làm một một phiến hắc quang đường kính mấy trượng hiện ra, chỗ trung tâm của phiến hắc quang này có một quang mang kim ngân kỳ lạ đan vào nhau, mà chấp động liên tục, vô luận là vô số tiễn thì hay là đạo mang của bốn gã xà nhân tế tự, mà thậm chí ngay cả hỏa giao, do bảo vật trong tay phụ nhân biến thành đều bị hút vào trong đó, không thấy bóng dáng. Đòn công kích liên thủ này, thanh thế thật lớn nhưng lại giống như phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ thấy, dưới bóng hắc quang có hai cái thân ảnh đứng yên bất động cùng bốn đạo nhãn thần lạnh, như băng, tuyền linh tà quang, các người dĩ nhiên đã tu luyện thành công thần thông này. Hỏa dương tộc nhân trong điện thấy cảnh này thì trong lòng đều trầm xuống, mọi công kích trong tay bỗng nhiên ngừng lại, phụ nhân thì trong miệng lại chua sót thì thào một câu. Nhưng kim ngân song đồng ô la nhân đứng đối diện vào lúc này thân hình vừa động, hai tay bỗng nhiên đều động, một tay vừa nhấc vươn một ngón tay nhằm ra xa xa điểm một cái. Mục tiêu đúng là hai người phụ nhân và thiếu nữ. Chỉ thấy hắc quang vựng lâm run lên, rồi hai đạo kim ngân tế ti chợt lóe lên kích bắn ra. Mau tránh ra, không nên đón đỡ. Phụ nhân kinh hãi, vội vàng cảnh báo Châu Nhi đồng thời bên ngoài thân thể bạch quang, chợt lóe lập tức hóa thành một đạo bạch quang bay đi tránh né. Thiếu nữ đồng dạng trong lòng dùng mình, nhưng tu vi của nàng chỉ có kim đan kỳ, muốn phi độn thoát ra thì đã có chút không còn kịp rồi, một đạo kim ngân tế ti giống như thuấn di thoáng một cái hiện ra trước mặt. Rơi vào đường cùng lúc này hai tay nàng chỉ có thể vội vàng hành động, một cây cốt tiễn quỷ dị đã hiện ra trên hoàng đại cung, một tay đột nhiên lôi kéo rồi buông ra. Một tiếng tiễn rời cung cực lớn truyền ra, hoàng bạch linh quang đại phóng, cốt tiễn ra khỏi cung, đã lập tức hóa thành một đạo cột sáng to cỡ cánh tay điên cuồng phun ra, vừa lúc đó nhận kim ngân tế ti đã đến trước người. Hai cái này thanh thế rất lớn nhưng lúc tiếp xúc lại hoàn toàn vô thanh vô tức. Tiếp theo cũng chỉ thấy cột sáng màu hoàng bạch linh quang chợt ngưng lại, rồi liền quỷ dị bắn quay ngược trở về cho dù thiếu nữ phản ứng cực nhanh nhưng trong khoảng cách gần như thế, mà công kích phát ra lại bất khả tư nghị bắn ngược trở về nên căn bản là, không thể kịp phòng ngự cái gì, trong miệng chỉ có thể hét lên một tiếng kinh hãi, đại cung cầm trong tay theo bản năng nâng lên chặn trước người. Một tiễn vừa rồi có bao nhiêu uy lực, thì năng rất rõ nên không hề hoài nghi nếu bị trúng một kích phản về này, thì ngay cả thân thể lẫn nguyên thần đều lập tức biến thành hư ảo. Nàng trong tai thậm chí còn nghe được phụ nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó, nàng cảm thấy lòng bàn tay chấn động, đại cung một chút đã bị cột sáng đánh bay ra ngoài, nhất cổ nhiệt nóng rực trong nháy mắt đem toàn thân bao lại làm, cho châu nhi vô kế khả thi chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên có người đưa tay nhẹ nhàng túm lấy cổ áo của thiếu nữ, thiếu nữ nhất thời được bao bọc trong một mảnh thanh quang rồi biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này âm thanh một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, thiếu nữ cả kinh hai mắt mở ra thì lại phát hiện ra chính mình đã đứng cách đó hơn mười trượng cột sáng vừa rồi đã xuyên thủng vị trí nàng đứng lúc trước thưa thế còn bắn vào đại điện đánh đổ vách tường phụ cận kết quả cuối cùng sau khi va chạm với ngũ sắc quang hà trên cấm chế thì bộc phát ra một đoàn linh quang trói mắt rồi sau đó biến thành hư ảo bất quá kim ngân tế ti đi sát theo sau cột sáng đang đánh tới vách tường thì bỗng nhiên lại biến đổi phương hướng mà kích bắn tới trước người thiếu nữ a à, thiếu nữ hét lên một tiếng kinh hãi nhưng không chờ nàng kịp có hành động gì thì đã cảm thấy chỗ cổ áo căng lên chỉ thấy mơ hồ một chút rồi lại thấy bản thân mình lại một lần nữa thuấn di đến một địa phương khác phụ cận thiếu nữ lúc này mới tỉnh ngộ vội vàng quay đầu lại chỉ thấy phía sau nàng có một người một tay chắp sau lưng một tay tùy ý dị thường nắm lấy cổ áo nàng thần sắc đạm mặc dị thường không phải hàn lập thì còn là người phương nào ở xa xa kim ngân tế ti kia sau khi lại một lần nữa thất bại thì chợt lóe lên không ngờ lại tiếp tục kích bắn đến tựa hồ không đánh chết thiếu nữ thì quyết không bỏ qua ở một nơi khác trong đại điện một đạo kim ngân tế ti khác đồng dạng đang truy đuổi theo phụ nhân bay tán loạn khắp nơi mà phụ nhân dù sao cũng có tu vi nguyên anh dưới tình huống toàn lực phi động hơn nữa còn được bốn gã xà nhân mặc áo bào trắng đem ngân mang trong tay nhắm tới kim ngân tế ti riêng cuồng cản trở nên nhất thời có thể miễn cưỡng tự bảo vệ được mình có thể phản lại công kích, cái này thật có chút ý tứ. Hàn lập thì thảo nói một câu nhưng tay áo bào run lên, một mảnh hà quang màu xám nhất thời hiện ra trước người châu nhi. Nhưng kim ngân tế ti này sau khi chui vào trong đó, thì chỉ thoáng một chút liền dường như không bị ngăn cản lại xuyên thủng mà ra, bộ dáng không bị nguyên từ thần quang khắc chế. Châu Nhi vừa thấy cảnh này thì sắc mặt trắng bệch, nhưng phanh một tiếng, một tầng ngũ sắc quang diễm lại hiện ra đem kim ngân tế ti thu vào trong đó tế ti nguyên bản độn tốc kỳ khoái vô cùng vừa tiến vào trong quang diễm thì lại giống như là cá lọt lưới lập tức trở nên chậm chạp vô lực hàn lập khóe miệng nhếch lên không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười nhưng ngay sau đó vẻ tươi cười của hắn lại như động lại bởi vì trên thân kim ngân tế ti đột nhiên xuất hiện quang mang kỳ lạ đại phóng sau đó lập tức khôi phục lại sự linh hoạt ban đầu chợt lóe lên một cái đã chạy thoát ra khỏi ngũ sắc quang diễm rồi lại tiếp tục đánh tới trước người thiếu nữ kinh biến như thế làm, cho Châu Nhi thần sắc mới hòa hoãn trong lòng lại phát lạnh nghĩ lần này, thật sự tuyệt sẽ không may mắn tránh thoát được. Nhưng biến hóa kế tiếp lại làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Đạo tế ti này không có chút dấu hiệu nào nhoáng lên một cái đã lại quỷ dị tiêu thất, trước người đồng thời ngay sau đó khoảng không gian sau lưng hàn lập chợt dao động, kim ngân tế ti lóe lên chui ra kích bắn đến. Biến hóa này cực nhanh, giống như điện quang đá lửa, trên mặt hàn lập vẻ ngạc nhiên chợt lóe lên nhưng cũng không thèm tránh né chút nào chỉ thấy trong mắt hàn mang chợt lóe và há mồm ra phanh một tiếng một đoàn ngân hòa cầu chợt phun ra sau khi lóe lên thì cùng kim ngân tế ti va chạm vào nhau lại một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện kim ngân tế ti ngay cả nguyên từ thần quang và ngũ sắc hàn diễm đều không thể vây khốn được lúc này lại đang bị ngân diễm bao vây lấy liền giống như gặp phải khắc tinh chỉ thấy kêu lên tư lưu một tiếng rồi thu nhỏ lại cỡ quả trứng gà mà ngân sắc hỏa cầu sau khi thiêu đốt tế ti một chút thì lại biến hình, biến ảo thành một con chim nhỏ màu ngân sắc. Lúc này, bằng mắt thường có thể thấy bên trong kim sắc ngân quang cầu kim ngân tế ti đang tàn rã, với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngân sắc hỏa điều lập tức mở hai cánh ra, phát ra một tiếng thanh minh đắc ý, rồi bỗng nhiên thân hình chợt lóe lên biến mất một cách quỷ mị mà tiếp theo tại một góc khác trong đại điện đạo kim ngân tế ti đang đuổi theo phụ nhân khiến nàng chật vật không chịu nổi kia phía trước ngân quang chợt lóe lên rồi hỏa điều không một tiếng động chui ra thoáng cái há mồm đã đem tế ti trốn tránh không kịp toàn bộ nuốt vào trong bụng tùy theo phanh một tiếng vang nhỏ thân hình ngân sắc hỏa điều ngay tại chỗ bạo liệt rồi hóa thành nhiều điểm ngân quang mà tiêu thất lúc này hàn lập mới tựa như cười như không cười xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hai gã ô la nhân phía xa xa Tình hình giao thủ vừa rồi thoạt nhìn như phức tạp dị thường nhưng kỳ thật cũng bất quá chỉ trải qua mấy cái hô hấp mà thôi. Đám người phụ nhân đều không khỏi lộ ra vẻ may mắn như tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này, các nàng mới rốt cục mới hiểu được vì sao lưỡng tộc cao tầng lại dễ dàng bị giết giết như thế. Đừng nói là lưỡng tộc đại tế thì kia thần thông không bằng phụ nhân được ăn luyện tiên quả, mà cho dù tu vi có cao hơn phụ nhân mấy bậc thì cũng quyết không thể ngăn cản được một kích của tuyển linh tà quang này, Hàn Lập dĩ nhiên ngoài ý muốn có thần thông có thể khắc chế được tà quang này, điều này làm cho nàng cảm thấy mừng rỡ, cảm thấy may mắn, thực rõ ràng hai gã ô la tộc, nhân này cũng không phải là kẻ mấy người các nàng có thể ngăn cản được, toàn bộ phải trông cậy vào vị Hàn tiên sinh mời đến này. Nghĩ đến đây, phụ nhân không lưỡng lự lên tiếng nhắc nhở hàn tiền bối nên cẩn thận một chút linh tuyển tà quang kia chẳng những có thể hất ngược công kích lại khắc chế phần lớn các loại thần thông cấm chế hơn nữa còn kỳ độc vô cùng một khi bị bắn chúng là lập tức lan ra toàn bộ thân thể căn bản là không thể khu trừ năm đó không ít tộc nhân thần thông bản tộc đều là chết thảm dưới thứ tà quang này phụ nhân có vẻ thật sự lo lắng ngân sắc hỏa điều kia sau khi từ trong cơ thể hàn lập bay ra hấp thu linh tuyền tà quang thì về sau không biết có lưu lại di chứng gì không kỳ độc hàn lập thần sắc vừa động thực sự có chút ngoài ý muốn bất quá phệ linh thiên hỏa nếu có thể cắn nuốt cái gọi là linh tuyền tà quang này thì tự nhiên là cũng sẽ đem chất độc này tiêu hủy đi có thể nào tổn thương đến hắn mảy may đương nhiên là về uy năng của phệ linh thiên hỏa hàn lập tự nhiên sẽ không tùy tiện nói thêm cái gì chỉ nhìn nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết ánh mắt hắn vẫn đang nhìn hai gã ô la nhân đối diện lúc này cũng không có rời đi ngươi dĩ nhiên cắn nuốt linh tuyền tà quang trong đám Hắc Quang, Hàn Lập không thể nhìn ra biểu tình trên mặt của hai gã ô la, vương tộc nhưng thấy trong ngữ khí của đối phương truyền ra tràn ngập sự cực kỳ kinh ngạc. "Hắc hắc, hai loại thần thông này của các ngươi cũng thật là có chút uy lực, đáng tiếc là các ngươi chưa tu luyện đến nơi, nếu không cho dù ta linh hoạt tới mấy, cũng không nhất định có thể dễ dàng khắc chế như thế. Tốt lắm, xem ra lần này tới thật sự cũng chỉ có hai người các ngươi, nên sớm đem các ngươi đuổi đi rồi, ta còn muốn trở về tĩnh dưỡng." Hàn Lập cười khẽ một tiếng, khẩu khí dĩ nhiên một bộ căn bản không đem hai người đối diện để vào trong mắt, nói xong thân hình nhoáng lên một cái, cứ như vậy mà trực tiếp bước nhanh tới. Hàn Lập bước nhìn như không mau nhưng mỗi bước bước đi lại kéo dài đến mấy trượng, chỉ thấy chớp lên mấy cái thì đã cách hai gã Ô La Vương tộc bất quá hơn 20 trượng. Mà cùng lúc đó, trên người Hàn Lập kim quang đại phóng, một tầng lân giáp kim sắc quỷ dị hiện lên đồng thời trên đỉnh đầu, cũng có một vòng kim quang vượng từ từ trồi lên mà trong trung tâm vầng sáng này rõ ràng có một cái kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay ngồi xếp bằng trong ba khuôn mặt của pháp tướng thì có hai cái rõ ràng dị thường giống hệ khuôn mặt hàn lập mà thân mình pháp tướng tỏa ra kim sắc trói mắt cũng xấp xỉ thật thể bình thường vừa thấy hàn lập hiển lộ ra dị dung như vậy không riêng phụ nhân cùng hòa dương tộc nhân mà ngay cả hai gã ô la vương tộc cũng cảm thấy hoảng sợ cơ hồ một chút trần chờ cũng không có, trong phiến hắc quang vượng kia có âm thanh vù vù nổi lên, đột nhiên toàn thân run lên biểu hình vặn vẹo rồi chợt lóe, lên hóa thành một cái hắc cự nhận dài chừng 7-8 trượng nghênh đón phía trước Hàn Lập, hung hăng chạm xuống. Chương 1545 cự nhân toàn thân tối đen như mực, bên trong có một đạo kim ngân quang hồ chớp động không thôi, có vẻ thần bí vạn phần. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì nhíu mắt, một cánh tay vừa nhấc, hướng ra phía xa xa chộp ra một chảo, trên đỉnh đầu màu vàng pháp tướng bỗng nhiên trợn tròn bốn mắt, sau cái cánh tay vung lên đồng dạng cũng như đang ôm đồm cái gì, bộ dáng của động tác này giống hệt hàn lập phía dưới. Oanh một tiếng nổ vang lên. Một cái bàn tay to màu vàng thể tích không thua gì cự nhận hiện lên phía dưới cự nhân, rồi nâng lên trên. Hai cái va chạm với nhau, kim quang trong hắc mang điên cuồng lóe lên một trận, nhưng bàn tay to màu vàng lại không chút sức mẻ, cự nhận cứ thế mà bị chặn ở giữa không trung, Hai gã ô la nhân đối diện thấy cảnh này thì đều cả kinh, nhưng gã kim đồng ô la nhân hai tay liền bấm thần chú, thân thể trong nháy mắt cuồng trướng lên, to lớn gấp mấy lần đồng thời sau đuôi kim quang chợt lóe, huyễn hóa ra một cái vĩ câu thật lớn ánh vàng rực rỡ, vừa động một cái đã giống như tia chớp chạy nhanh tới chỗ hàn lập. Ngân đồng ô la nhân đứng sóng vai cùng nàng kia lại há mồm, sắc mặt dữ tợn, trong yết hầu phát ra một tiếng hét nhẹ giống như thú gầm, Tiếp theo, trên đỉnh đầu nàng hiện lên một mảnh xương mù màu trắng, trong xương mù thấp thoáng có ngân quang chớp động, rồi hiện ra hư ảnh một con rết mặt người thật lớn. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe lên, hư ảnh dĩ nhiên hóa thành một đạo ngân mang lao thẳng tới Hàn Lập. Chưa đến gần mà con rết mặt người này đã há to mồm phun, ra một mảnh màu bạc quang hà phủ xuống. Đối mặt với một kích liên thủ của hai gã ô la vương tộc, vẻ mặt Hàn Lập vẫn không chút thay đổi, nhưng một ống tay áo bào của hắn run lên, nhất thời hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm bắn ra, thoáng một cái đã hóa thành một mảnh thanh sắc kiếm quang nhằm hướng, về phía màu vàng cự câu. Chỉ thấy kim câu kêu lên vù vù, mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra vô số ký hiệu, tự hồ chuẩn bị thi triển ra uy năng gì đó nhưng ngay sau đó, thanh quang chợt lóe lên, vô số thanh ti chụp xuống, kim câu nhất thời gào thét một tiếng, rồi lập tức bị chém thành vô số khối nhỏ rơi xuống dưới khiến cho tên kim đồng ô la, nhân kia kinh hãi, Cùng lúc đó, đối phó con rết mặt người kia, Hàn Lập vừa nhấc tay kia, năm ngón tay mở ra, bàn tay trở nên tối đen như mực. Năm ngón tay hơi hơi vừa động, trước người Hàn Lập lập tức hiện lên một quầng sáng màu xám đem con rết mặt người, đang phun ra ngân hà ép xuống, dưới. Tiếp theo, quầng sáng mở trong lòng bàn tay hắn chợt lóe lên, rồi một tòa đen tiểu sơn đen tuyền quỷ dị hiện lên. Hàn Lập nhìn con rết mặt người đã tới phụ cận tùy ý lật bàn tay. Một màn kinh người xuất hiện tiểu sơn trong lòng bàn tay trong nháy mắt nhoáng lên một cái rồi biến mất không thấy ngay sau đó không gian phía trên con rết mặt người sáo động tiểu sơn lại hiện ra trong một phiến quang hoa màu xám nhưng giờ phút này sau khi hắc sắc tiểu sơn hiện lên thì bên ngoài lại có một trận ô mang lưu chuyển thể tích trong nháy mắt cuồng trướng gấp trăm lần biến thành một ngọn núi màu đen cao vài chục trượng ngọn núi hơi cử động cái đã bám chặt vào lưng con rết mặt người hư ảnh con rết mặt người đầu tiên hiện ra biểu tình cực kỳ thống khổ, đồng thời trong miệng phát ra một trận âm thanh tê tê quái dị, thân hình bị cự lực đè mà rơi thẳng từ trên không trung xuống. Ngân đồng o la nhân phía sau thấy vậy thì cả kinh, hai tay cuống quýt biến hóa pháp quyết giống như bánh xe nhưng trên gương mặt thanh tú, lại hiện ra một cái ngân văn trông có vẻ dữ tợn dị thường. Tiếp theo nàng há mồm phun ra một ngụm máu huyết màu bạc nhạt, Ngụm máu huyết này vừa ra khỏi miệng liền phanh một tiếng, hóa thành từng cái ký hiệu hình vòng xuyến màu bạc, sau khi chợt lóe lên, thì lướt qua nhập vào trong thân thể con rết phía xa xa không thấy bóng dáng. Phía xa xa, con rết mặt người giống như được tăng thêm uy năng gấp bội, thân hình đang đau đớn dưới tiểu sơn lúc này chợt phát ra ngân quang sáng ngời, dĩ nhiên có thể dưới sự đè nén của hắc tiểu sơn mà rung đùi đắc y đứng lên. Thậm chí nửa thân mình dưới đem tiểu sơn gắt gao cuộn lấy, bộ dáng như muốn đem tiểu sơn này trở thành vật của mình, Nhìn thấy tình hình này, trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia thần sắc kỳ quái, rồi bàn tay tối đen hướng về phía Tiểu Sơn xa xa đồng thời, trong miệng nhẹ phát ra một câu trọng. Hắc sắc Tiểu Sơn run lên, bên ngoài đột nhiên thả ra một mảnh quang mang kỳ lạ màu xám trắng, mặc dù hình thể không thấy có biến hóa gì, nhưng sức nặng một chút đã tăng vọt lên hơn 10 lần có thừa. Con rết mặt người nguyên bản, con có thể miễn cưỡng chống đỡ được lúc này lại không có chút lực ngăn cản nào, thân thể giống như lưu tinh từ trên cao nhanh chóng rớt xuống, sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả đại điện đều chớp lên một trận kịch liệt, Hắc Sắc Tiểu Sơn đã đem con rết mặt người đập lên trên mặt đất. Trong vòng 30 trượng xung quanh, mặt đất bỗng sụt xuống hơn trượng để lộ ra một cái hố to kinh người. Mà Hắc Sắc Tiểu Sơn lúc này đang vững vàng nằm ở trung tâm cái hố to, phía dưới con rết mặt người sau khi gào thét một tiếng, thì liền biến thành nhiều điểm ngân quang tán loạn tiêu thất. Nguyên từ thần sơn sau khi được hàn lập dung nhập với cái thạch đôn cổ quái kia, thì trọng lượng của nó đủ có thể so với vạn trượng cự sơn chân chính, do đó con rết kia sao có thể thừa nhận được. Mà ngay lúc hư ảnh của con rết bị diệt thì trong nháy mắt ngân đồng ô la, nhân ở xa xa sắc mặt trắng bệch há miệng phun ra một ngụm máu tươi nhưng lúc này đây, máu tươi không phải là đạm màu bạc mà có màu hắc hồng dị thường. Hết thảy việc này cũng bất quá xảy ra trong mấy cái hô hấp, một tên ô la nhân khác, bởi vì chính mình biến thành màu vàng cự câu bị phi kiếm của Hàn Lập dễ dàng chảm nát, mà có chút sợ run. Lúc này vừa thấy đồng bạn đã bị thương không nhẹ thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình bỗng nhoáng lên một cái vọt đến phía sau ngân đồng ô la, nhân đưa một bàn tay vỗ vào sau lưng hắn. Ngân đồng ô la nhân sau khi trên người ánh kim ngân đại phóng, thì khí sắc có vẻ tốt lên rất nhiều. Hàn lập lại hư lạnh một tiếng, hướng lên hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm không trung phát tay một cái, tất cả phi kiếm run lên, phá không kích bắn tạo ra vô số đạo thanh ti bắn đi. Hai gã ô la nhân thấy vậy thì trên mặt rốt cục hiện ra thần sắc kinh sợ, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thì đột nhiên đồng thời vung hai cánh tay lên, hai vầng sáng màu đen quay tràn hiện lên đem thân hình hai người bao bọc lấy. Trong nháy mắt công phu này, hơn 10 đạo thanh ti mang theo âm thanh suy suy bắn lên trên vầng sáng màu đen. Hàn lập thấy cảnh này, trên mặt lệ sắc chợt lóe lên, trong lòng không chút do dự thúc dục kiếm quyết, thanh ti sau khi run lên, thì hóa thành một khẩu thanh sắc phi kiếm dài chừng một thước, nhưng sau khi theo kiếm quang trượt lóe lên, thì tất cả đều trở nên cực kỳ ảm đạm, giống như là tồn tại thành từng đạo hư ảnh. Đây đúng là hàn lập, sau khi tinh luyện phi kiếm mà có được thần thông kiếm linh hóa hư, mà kiếm ảnh nọ sau khi bay quanh vầng sáng màu đen một cái, thì liền giống như có tiếng nổ kích bắn xuống. Bóng kiếm ảm đạm vừa tiếp xúc với vầng sáng màu đen, thì thanh quang chợt lóe lên nhưng lại vô thanh vô tức xuyên thủng mà qua, Vầng sáng màu đen dĩ nhiên giống như không còn tồn tại nữa, bộ dáng như không thể ngăn cản. Hai gã ô la nhân phía dưới hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có loại sự tình bất khả tư nghị này phát sinh, mắt thấy bóng kiếm đã đến gần thân, hai người hoảng sợ vội vàng động thân phân biệt hóa thành lưỡng đạo hắc tuyến kích bắn, mà ra, bỏ trốn mất dạng. Nhưng khoảng cách gần như thế, mà tốc độ công kích của bóng kiếm này lại nhanh như vậy, hiển nhiên muốn đi cũng đã muộn chỉ thấy vô số bóng kiếm đan vào nhau xuyên tới đồng thời có hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thân hình hai gã ô la nhân này liền bị xuyên thủng nát bấy. Xa xa thấy hết thảy cảnh này, phụ nhân, châu nhi cùng hòa dương tộc nhân nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng trong mắt hàn lập lam mang chợt lóe, thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái, người liền lập tức mang theo một chuỗi tàn ảnh hiện ra bên cạnh tàn thi của hai gã, đưa tay tìm tòi đồng thời nhắm hướng phụ cận giống, như tia chớp hư không phát ra một trào có hai tiếng phốc suy trầm đục phát ra, trên hai bàn tay đột nhiên bộc phát ra một tầng màu bạc ngọn lửa, trong năm ngón tay đã xuất hiện hai luồng kim ngân quang mang chợt lóe lên, rồi liền bị ngọn lửa hung hăng bao vây trong đó. Đúng là một con rết màu vàng và một con rết màu bạc. Hai con rết này chỉ dài có một tấc nhưng trên đầu đều có gương mặt của nữ nhân, dung mạo rõ ràng là bộ dáng hai gã ô la nhân lúc trước. Hai con rết nằm trong sự bao vây của ngọn lửa màu bạc, trong miệng chi chi kêu lên thất thanh, trên mặt cũng đều hiện ra biểu tình kinh sợ phải biết rằng hào quang màu bạc phát ra bên ngoài hai người đúng là linh tuyền tà quang kia, nếu đổi lại là loại cấm chế khác thì chỉ sợ sớm đã phá vỡ mà đào tẩu được, nhưng lại bị hàn lập cố tình dùng phệ linh thiên hỏa là khắc tinh vây khốn nên một chốc đã thành cá trong lưới. Hàn lập cũng căn bản không có ý tứ thả nguyên thần của hai gã ô la, nhân này ra, nên liền đem hai đoàn hòa diễm màu bạc trên tay hợp lại rồi tùy ý trà sát. Hai con rết trong hỏa diễm màu bạc sau khi hỏa diễm trà sát thì thu nhỏ lại, sau một lát công phu thì ánh bạc trở nên ảm đạm, bản thể của hai con rết vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu bạc thì lập tức hóa thành hai cỗ khói xanh tiêu tán. Đến lúc này, mới tính là Hàn Lập đã hoàn toàn giết chết hai gã ô la tộc vương này. Bất quá hắn cũng thật sự không có để ý nhiều đến việc này, bởi vì mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hai gã ô la nhân này tu vi nhiều lắm chỉ có hóa thần sơ kỳ. Nếu không phải linh tuyền tà quang kia có chút cổ quái mà nói, thì sớm đã bị hắn trong nháy mắt diệt sát, Bất quá, Hàn Lập lại rất để ý, đến việc không thể trực tiếp dùng thần niệm tra xét ra tu vi hai người, ánh mắt vừa chuyển bỗng nhiên rơi xuống trên hai cái tàn thi kia. Một tay đưa ra, hai cái tàn thi bay lên không hướng về phía hắn từ từ bay tới. Hai mắt Hàn Lập híp lại, làm mang chớp động cẩn thận điều tra một lần. Chỉ một chốc hai mắt hắn bỗng nhiên sáng người đưa tay phất một cái. Có hai tiếng sư sư truyền đến, rồi hai cái khăn màu xám từ trên hai người này bắn ra, rơi xuống trong tay Hàn Lập. Hàn Lập cúi đầu nhìn vào, thần sắc bỗng nhiên vừa động, bàn tay lập tức vừa lật chuyển, hai cái khăn biến mất không thấy bóng dáng. Đa Tạ Hàn huynh ra tay tương trợ, ân cứu mạng này, nhiều thế hệ Hỏa Dương tộc chúng ta nhất định sẽ không quên. Lúc này, phụ nhân mang theo thiếu nữ kinh hỉ đi tới, không thể che giấu được hỉ sắc nói: "Về phần Hàn Lập vừa rồi lấy đi hai cái khăn đen, thì căn bản là không đề cập tới một câu." Giờ phút này nàng mới chính thức biết, thần thông của Hàn Lập còn lớn hơn dự đoán, còn muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nên trong lòng vừa cảm kích vạn phần đồng thời, cũng kính sợ dị thường. Châu Nhi vừa rồi thấy Hàn Lập đại triển thần thông, đối mặt đã đem thủ phạm diệt tộc mà các nàng cho rằng, không thể ngăn cản dễ dàng triệt sát thì trong lòng hoảng sợ. Nàng tuy thận trọng không có nói cái gì nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thì đồng dạng thêm phần kính cẩn. Về phần đám tế tự xài nhân kia cũng súng lại, thần tình tươi cười, một bộ rất là cung kính, ha ha, đây chỉ là việc nhỏ. Dù sao lần này đã ra tay thì đám ô la nhân còn lại bên ngoài kia ta, cũng sẽ giúp các ngươi đuổi đi. Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua trên người mấy người nọ, thì lại khẽ cười một tiếng nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, đám người phụ nhân tự nhiên là quá đói vui mừng, trong miệng liên thanh cảm ơn. Chương 1546 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hàn Lập mỉm cười, đem phi kiếm cùng hắc sắc tiểu sơn thu lại sau đó phát tay áo bào một cái, một đoàn kim quang bắn ra sau khi xoay quanh một cái thì hóa thành một con tiểu thú trông giống như con báo rừng ở trước người vài thước đúng là báo lân thú vừa thấy con thú này phụ nhân và các tế tự xà nhân khác đều ngẩn ra nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua trên người tiểu thú thì đều hít một ngụm lương khí trên người con thú này tản ra khí tức cực kỳ cường đại làm cho phụ nhân với tu vi như thế cũng cảm thấy trái tim băng giá đi đem tất cả ô la nhân giết chết hàn lập hướng tiểu thú thản nhiên phân phó một câu Báo lân thú nghe vậy, trong mắt hung quang chợt lóe, thân hình nhoáng lên một cái, một chút huyễn hóa ra bảy tám cái hư ảnh độc nhất vô nhị hướng ra cửa điện bắn nhanh, mà đi. Chỉ thấy thú ảnh hơi thấp thoáng một cái, đã ra xa hơn 10 trượng đồng thời chợt lóe lên cái nữa, thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Độn tốc cực nhanh làm cho người ta khó có thể tin. Sắc mặt phụ nhân có chút tái nhợt, sau một lúc mới miễn cưỡng duy trì được sự chấn định, nhưng trong lòng hoảng sợ thế nào có thể nghĩ được, Bất quá nàng lập tức nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lấy trên người ra một cái lệnh bài nhanh chóng điểm lên không vài cái đồng thời, trong miệng lẩm bẩm, nhất thời phía trên lệnh bài linh quang chợt lóe lên bắn vào ngũ sắc quang hà bên ngoài đại điện rồi biến mất không thấy. Nếu sự tình đã giải quyết xong thì Hàn Mỗ sẽ không ở lại đây nữa, ta về trước tĩnh dưỡng, đầu linh thú này các ngươi không cần lo lắng, xong việc nó sẽ trở lại bên ta. Hàn Lập bình tĩnh nói lập tức hắn cũng không nghe phụ nhân cùng đám tế tự hỏa dương, tộc nhân nói cái gì cảm kích nữa, trên người thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đạo thanh hồng phi độn mà đi. Sau mấy chớp động, thanh hồng đã bắn ra khỏi đại môn mà biến mất tung tích. Chỉ còn lại đám hỏa dương tộc xà nhân hai mặt nhìn nhau. Đại tế tự, nếu không phải ngươi ra mặt lưu vị hàn tiên sinh này lại, thì chúng ta chỉ sợ thật sự được gặp tai ương diệt tộc. Sau một lúc lâu, một gã xà nhân áo bào trắng thở dài một hơi, rất có ý may mắn nói. Ai nói không phải, lúc trước chúng ta đối việc đại tế tự đem liệt dương thần đan dễ dàng đưa cho ngoại nhân con có cảm thấy khó hiểu hiện tại xem ra đại tế tự đúng là nhìn xa trông rộng a một gã tế tự áo bào trắng khác cũng liên tục gật đầu nói phụ nhân nghe hai người khen ngợi xong thì lại nở nụ cười khổ hai vị cũng quá xem trọng ta ta lúc trước thực hiện cũng là cử chỉ bất đắc dĩ chính là trời phù hộ tộc ta hàn tiên sinh thần thông to lớn còn trên cả dự đoán của thiếp thân Châu Nhi, ngươi cảm thấy thần thông của Hàn Tiên Sinh so với sư phó của ngươi như thế nào? Phụ nhân cuối cùng quay đầu hướng cô gái hỏi, thần sắc ngưng trọng dị thường. Châu Nhi sau khi nghe mẫu thân mình hỏi như thế thì chân mày cao lại, sau một lúc lâu mới trần chờ trả lời, sư phụ ta là tồn tại thượng tộc ngũ giai, nhưng cho dù sư phó tự thân tới nơi đây, mà muốn giải quyết hai gã ô la vương tộc này cũng phải gặp khá nhiều khó khăn, không thể thoải mái diệt sát như thế. Nghe thiếu nữ hàm hồ trả lời, Phụ nhân tự nhiên hiểu được ý tứ nên sau khi gật gật đầu, thì vẫn chưa lộ ra thần sắc kỳ quái gì nhưng mấy tên tế tự áo trắng bên cạnh thì lại tỏ ra kỳ quái, thậm chí có một người lầm bầm nói, Hàn tiên sinh chẳng lẽ là thượng tộc cao giai tồn tại, nếu là như thế mà nói thì ngân sa cư sĩ cực mạnh tại hải vực phụ cận cũng có thể không phải đối thủ. Cái này khó mà nói. Ngân sa cư sĩ đồng dạng cũng là thượng tộc tam giai tồn tại, cho dù tu vi không sai biệt lắm, lúc tranh đấu còn phải xem thần thông tu tập cũng như bảo vật uy năng lớn nhỏ nữa, phụ nhân thở dài ra một hơi chậm rãi nói nghe xong lời này mấy tên xài nhân áo bào trắng kia cũng gật gật đầu trong lòng đều như tự cân nhắc cái gì nhất thời không người nào mở miệng hàn tiên sinh tính toán ở lại hỏa vân đảo bao lâu có tính toán thường xuyên ở lại đây hay không rốt cục có một người sau khi do dự một chút thì hỏi cái này thật sự khó nói bất quá phòng trừng sẽ không lập tức rời đi nhưng cũng sẽ không ở lại lâu lắm lấy tu vi của hàn tiền bối căn bản không phải tiểu tộc chúng ta có thể giữ lại tự hồ biết ý tứ của tên tế tự nọ, phụ nhân thần sắc vừa động nhưng lại lập tức lắc đầu nói. Nghe phụ nhân nói như thế, tên xà nhân áo bào trắng cho mày, mà không khí trong đại điện lại im lặng không một tiếng động. Tốt lắm, việc khác để sau hãng nói. Chiến đấu bên ngoài vẫn chưa kết thúc. Tuy hai gã ô la vương tộc đã bị đánh chết, nhưng vẫn có thể còn có cao giai ô la nhân khác tồn tại. Linh thú của Hàn Tiên Sinh, tuy lợi hại không chắc có khả năng đem tất cả nhất nhất diệt sát sạch sẽ. Chúng ta mau đi ra hỗ trợ một chút đi, phụ nhân sau khi đảo qua ánh mắt thì bỗng nhiên phân phó nói. Bốn gã xà nhân áo bào trắng vừa nghe lời này, thì trong lòng tỉnh ngộ đều khom người xưng phải. Vì thế sáu người vội vàng khu động độn quang bay ra đại điện nhằm hướng có tiếng kêu lớn, nhất mà bay nhanh đi. Không bao lâu sau Hàn Lập đã về tới chỗ ở, rồi lập tức đi vào trong căn nhà gỗ, đem cấm chế một lần nữa mở ra và khoanh chân ngồi ở trên giường. Ánh mắt hắn chớp động, trên mặt hơi hiện ra một tia trầm ngâm hai gã ô la nhân có tu vi cao nhất này đã bị đánh chết lại có báo lân thú ra tay tương trợ cuộc chiến thổ thành tự nhiên đã định kể từ đó hắn tính toán ra coi như đã trả hết nợ tình cảm phụ nhân tặng đan phía dưới liền cần tiêu tốn nửa năm thời gian đem một ít tổn thương còn sót lại chữa trị hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu sau khi cân nhắc khóe miệng hàn lập khẽ lộ ra một tia mỉm cười nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì bỗng nhiên một tay vừa lật hắc quang chợt lóe lên rồi một cái khăn hiện lên đúng là bảo vật hắn lấy được từ hai gã ô la vương tộc nhân hàn lập bắt tay vào tìm hiểu trên mặt lộ ra biểu tình cảm thấy rất hứng thú cái khăn này bề mặt hơi tối hơi mỏng nhưng sờ lên lại cảm thấy mềm mại dị thường bóng loáng mà ôn lạnh hơi thoáng động mặt ngoài có vô số hắc sắc ký hiệu hiện lên chất động vừa thấy đã biết không phải bảo vật bình thường hàn lập nhìn trong chốc lát sau đó vươn một ngón tay điểm lên bề mặt chỗ đầu ngón tay thanh quang chợt lóe đại lượng linh lực tinh thuần điên cuồng chú nhập vào tùy theo ngón tay run lên hắc xa bay lên trời sau khi xoay tròn thì hạ xuống hóa thành một vật bán trong suốt to cỡ một trượng. Hàn lập hai mắt nhíu lại nhìn vào vật ấy, một tay bắt quyết miệng niệm thần chú đánh ra một đạo thanh quang vào cái khăn. Pháp quyết chợt lóe lên lướt qua nhập vào trong hắc xa, tiếp theo nhẹ nhàng bay lên rơi xuống đỉnh đầu Hàn lập, vừa lúc đem toàn bộ thân hình hắn che đậy lại. Một màn kinh người xuất hiện. Sau khi hắc xa chụp xuống, thân hình Hàn lập nguyên bản rõ ràng dị thường, trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ dị thường. Tiếp theo hơi hơi chớp động vài cái rồi liền biến mất vô tung vô ảnh trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên vẻ kỳ quái, nâng một tay lên nhìn nhìn rồi lại cúi đầu nhìn nhìn thân thể, trong mắt La Mang đột nhiên chớp động hơn nữa càng ngày càng mạnh. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên đúng vậy, nếu hắn không đem linh mục thần thông vận chuyển cực hạn mà nói, thì đều không thể trực tiếp khám phá ra kỳ hiệu ẩn hình của Hắc Sa này. Nghĩ đến lúc trước hai gã ô la nhân kia đã dùng bảo vật ẩn hình này, lèn vào trong đại điện, trong lòng nghĩ như thế, một lũ thần niệm của Hàn Lập bỗng nhiên phóng ra ngoài muốn trực tiếp xuyên thủng qua Hắc Sa, nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với Hắc Sa thì lại giống như rơi vào mê võng, căn bản không thể đem xuyên thủng qua Hắc Sa. Xem ra hắn không thể nhìn thấu tu vi của hai gã ô la vương tộc kia, cũng là vật này. Sau khi suy nghĩ, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy một góc hắc xa, trong lòng thúc giục pháp quyết run lên. Hắc xa chợt lóe lên quang mang kỳ lạ, rồi dĩ nhiên nhập vào trường bào trên người ẩn nặc đi không thấy. Hàn lập lại một lần nữa dụng thần niệm hướng thân thể chính mình nhìn quét qua vài lần, mà trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng. Hắc xa này thật sự là nhất kiện bảo vật phụ trợ khó được. Tại phương diện ẩn hình thần kỳ dị thường, chỉ sợ không kém hóa thanh phủ kia. Hóa thanh phủ kia, mặc dù có hiệu quả ẩn nặc kinh người nhưng cũng có không hề ít hạn chế. Chẳng những thời gian phát động quá mức chậm chạp, mà còn khiến cho không ít công pháp thần thông của hắn bị hạn chế mà hắc sa mặc vào thân chính là nhất kiện pháp khí đắc lực, vận dụng phi thường phương tiện uy năng thì còn tùy vào pháp lực của người nắm giữ, pháp lực bất đồng thì biểu hiện cũng bất đồng kinh người. Lúc trước nếu không phải tu vi của hai gã ô la nhân rất thấp thì hắn cũng không thể dễ dàng nhìn thấu hành tích của hai người. Sau khi cởi hắc sa ra, Hàn Lập để trên tay thưởng thức trong chốc lát rồi đem vật ấy thu lại. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập không có bỏ lỡ chuyện của hắn, lập tức ngồi xuống nhắm hai mắt, thanh thanh thật thật tu luyện chỉ thấy bên ngoài thân hắn kim quang chợt lóe, một vòng sáng màu vàng từ đỉnh đầu phát ra, kim sắc pháp tướng lại chợt lóe lên hiện ra khoanh chân mà ngồi. Thân hình Hàn Lập vẫn không nhúc nhích. Mấy ngày công phu chợt trôi qua. Trong thời gian đó phụ nhân mang theo một ít linh dược quý hiếm, cùng một số cao giai linh thạch tự mình đưa đến trước cửa nhà gỗ. Lúc này, Hàn Lập vẫn chưa mở cửa nghênh đón, chỉ bảo nàng đem đồ vật này đặt ở ngoài cửa, bộ dáng sẽ không dễ dàng gặp khách phụ nhân thấy vậy, tự nhiên không dám có gì bất mãn theo lời mà đem đồ vật này đặt xuống rồi liền thức thời lập tức cáo từ bay khỏi nơi đây. Hàn lập lúc này mới sai đời hồn đem đám đồ vật này trực tiếp thu vào còn bản thân mình thì từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cái giường gỗ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không mở một chút. Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua, một chút mấy tháng đã qua đi. Trên đảo phụ nhân cùng đám cao tầng hòa dương tộc không một người nào dám đến quấy giày Hàn lập, nhưng một ngày. Hàn Lập đang yên lặng vận chuyển công pháp đột nhiên mí mắt vừa động mở mắt mắt ra, há mồm phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Sau khi chớp động một cái thì hóa thành một con ngân sắc hỏa điểu to cỡ nắm tay. Đúng là phệ linh hỏa điểu. Hàn Lập nhìn thấy hỏa điểu, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Hỏa điểu này thoạt nhìn tựa hồ vẫn giống như trước đây, nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua thì tự nhiên lại phát hiện ra trong cơ thể hỏa điểu tựa hồ có thêm một cái gì vậy. Trong mắt hắn lam mang chợt lóe lên, một lúc sau rốt cục thấy rõ ràng chỗ dị thường trong đó, Tại trong ngân sắc hỏa diễm rõ ràng có thêm một kim ti nhàn nhạt, nhạt, như không thấy. Mấy thứ này đúng là cái gọi là linh tuyển tà quang đã bị phệ linh thiên hỏa hoàn toàn đem luyện hóa xong mới xuất hiện. Hai cái này hẳn là có mối liên hệ. Hàn lập hơi lo nghĩ, một tay bấm quyết niệm thần chú, hướng ngân sắc hỏa điều trên không trung nhẹ nhàng điểm một chỉ. Nhất thời hỏa điều này giang hai cánh ra mà bay múa trên đỉnh đầu Hàn lập, nhưng sau khi bay hai vòng, thì hỏa điều liền há mồm phun ra một cây kim ngân tế ti, sau khi chợt lóe, kim ngân tế ti này liền đánh tới vách tường nơi có đặt cấm chế bên trên. Chỉ thấy cấm chế màu trắng mờ chợt nhoáng lên một cái, kim ngân tế ti giống như bay qua không khí xuyên thủng vách tường mà qua. Chương 1547 sau khi chợt lóe lên, tế ti có rút lại mà quay về, bộ dáng một chút trở ngại đều không có. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ trầm ngâm, lập tức lại thúc dục pháp quyết. Kim ngân tế ti lại từ trong miệng hỏa điều phun ra, mục tiêu đổi thành một cái ghế dựa bằng gỗ trong phòng một cảnh làm cho Hàn Lập dùng mình xuất hiện. Tế ti sau khi xuyên qua cái ghế, thì cái ghế nguyên bản đang phát ra mùi hương trong nháy mắt đã biến, từ màu xanh thành đen thui, tiếp theo biến thành một cỗ khói nhẹ biến mất không thấy. Kim ngân tế ti này kỳ độc vô cùng. Hàn lập thở ra một hơi, một tay bấm pháp quyết niệm thần chú, ngân sắc hỏa điều sau khi xoay quanh một cái thì hướng trên người phóng đại, sau khi lóe lên thì đã tiến nhập vào trong thân thể không thấy bóng dáng mà hàn lập lúc này lại nhắm hai mắt lại tựa hồ lại bắt đầu nhập định nhưng ngay sau đó hắn bỗng nhiên lại mở hai mắt đồng thời nhíu mày ngay lúc thần sắc dị biến thì đồng thời có một thanh âm đàm thoại từ bên ngoài từ từ truyền đến van bối thanh tiểu muốn bái kiến hàn tiên sinh mong rằng tiên sinh có thể mở cửa gặp mặt đúng là thanh âm của một nữ tử xa lạ dị thường nghe có chút trầm thấp nhưng lại dung mãn dị thường hơn nữa lại có một loại cảm giác làm cho người ta không thể cự tuyệt thanh tiểu hàn lập có chút nghi hoặc có thể khẳng định, trực tiếp xuyên qua cấm chế, đem hết cảnh tượng bên ngoài thu vào trong mắt. Chỉ thấy bên ngoài, không biết khi nào đã xuất hiện một nữ tử còn trẻ, trên thân mặc bộ quần áo màu xanh, tuổi độ chừng 25-26, dung mạo cực đẹp, cũng có chứa một loại khí phái dung dung đẹp đẽ cao quý nói không nên lời. Thần niệm của Hàn Lập sau khi đảo qua người này thì ngoài ý muốn phát hiện ra nàng này, nhìn như tuổi không lớn mà tu vi dĩ nhiên đã đến trình độ hóa thần trung kỳ, tu vi xem như không kém. Hắn khẽ ngẫm nghĩ một chút rồi liền chậm rãi mở miệng, Đạo hữu là người phương nào, hình như không phải là người của Hỏa Dương tộc trên Hỏa Vân Đảo. Sao lại biết Hàn Mỗ ở trong này? Vãn Bối sư phó của Hỏa Dương tộc Châu Nhi, nguyên bản nghe nói Hỏa Dương tộc gặp đại địch cho nên tới tương trợ, nhưng không nghĩ tới Tiên Sinh đã ra tay cứu dòng tộc của Tiểu Đồ khỏi đại kiếp nạn. Vãn Bối nghe Tiểu Đồ nói, Tiên Sinh thần thông quảng đại, có thể là tiền bối thượng tộc thượng tam giai cho nên mới đến bái kiến một lần. Mong rằng Tiên Sinh có thể chỉ giáo một phen. Nữ tử mỉm cười nói, trong lời nói có vẻ thanh khẩn dị thường, "Ngươi là sư phó của tiểu nha đầu kia? Được rồi, qua mấy ngày nữa ta nguyên bản cũng muốn xuất quan tìm đồng đạo phụ cận để hỏi thăm ít sự tình. Nếu đạo hữu đã đến đây thì ta thật cũng không thể gặp một lúc." Hàn Lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhưng lập tức khẽ nở nụ cười. Thanh Tiểu nghe Hàn Lập nói lời này thì ngẩn ra, chưa kịp trả lời cái gì thì bạch quang đang bao phủ căn nhà đột nhiên tự động tán loạn tiếp theo cánh cửa gỗ đinh một tiếng, mà liền tự mở ra nữ tử sau khi hơi cân nhắc thì liền thong dong tiến lên vài bước đi vào sau khi tiến vào nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy hàn lập đang ngồi ngay ngắn trên giường gỗ trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ lạ hiển nhiên dung nhan tuổi trẻ của hàn lập làm cho vị thanh tiểu tiên tử này cảm thấy ngoài ý muốn nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua trên người hàn lập thì trên mặt lập tức hiện ra kính sắc hướng hàn lập xa xa thi lễ nói tiền bối quả nhiên là thượng tộc thượng tam giai tồn tại xem ra bối lúc này đây tới đúng chỗ rồi Đạo hữu pháp lực cũng không kém, trước tiên hãy ngồi xuống nói chuyện đi." Hàn Lập trong mắt Lam mang chớp động đánh giá nàng vài lần sau đó, thu hồi ánh mắt lại thản nhiên nói. Thanh tiểu trong miệng cảm ơn một tiếng rồi tìm một cái ghế cạnh giường gỗ ngồi xuống. "Công pháp Thanh đạo hữu tu luyện chính là phong thuộc tính công pháp a?" Hàn Lập bỗng nhiên hỏi một câu như thế. Lời kia vừa thốt ra làm cho nữ tử sắc mặt khẽ biến, có chút giật mình nói, "Tiền bối như thế nào lại biết? Chẳng lẽ tiền bối trước kia đã gặp qua vãn bối?" Thanh tiểu nhịn không được hỏi cái này thì không phải bát quá ta thấy thân pháp đạo hữu linh động dị thường hơn nữa trên người ẩn ẩn lộ ra khí tức của bảo vật với nhiều phong thuộc tính nên ta mới hỏi như thế hàn lập nhẹ nhàng bâng quơ trả lời hàn lập trả lời thoải mái như thế nhưng trong lòng nữ tử đã có chút hoảng sợ phải biết rằng liếc mắt một cái nhìn ra tu vi của một người cũng không phải là việc khó nhưng nếu ngay cả bảo vật thuộc tính giấu diếm trong cơ thể mà cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra thì việc này cũng không phải cao dai tồn tại bình thường nào cũng có thể làm được Lúc này tâm niệm của nàng nhanh quay ngược trở lại, thần sắc trên mặt càng thêm cung kính vài phần đồng thời cẩn thận hỏi, tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Vãn bối thật sự là chủ tu phong thuộc tính công pháp. Ta nghe Châu Nhi nói, tiền bối là một kiếm tu, hơn nữa còn không phải là người thuộc quần đảo Hòa Hô chúng ta. Không biết tiền bối xuất thân từ hải vực khác hay là đến từ lôi minh đại lục. Hàn Lập nghe được câu này thì lại nở nụ cười nói, tại hạ không xuất thân từ hải vực phụ cận mà, cũng không phải đến từ lôi minh đại lục, nghe hàn lập trả lời nữ tử khẽ nhíu mày nhưng lập tức nhớ tới cái gì không khỏi thất thanh nói tiền bối vừa nói như vậy chẳng lẽ là không đến từ đại lục này thanh tiên tử thật sự là người thông minh hàn lập mỉm cười trả lời nghe hàn lập một câu thừa nhận trong lòng nữ tử quay cùng một trận một hồi lâu sau vẻ khác lạ trên mặt mới dần dần tan đi nhưng lại thở ra một hơi tiền bối có thể theo mặt khác của đại hỏa lục đến đây thì thần thông to lớn có thể tưởng tượng trách không được, hai gã ô la vương tộc kia dễ dàng bị tiền bối diệt sát như thế. Bất quá từ mặt khác đại lục đến lôi minh, đại lục chúng ta tiền bối bình thường sẽ không đi qua hỏa hô, quân đảo chúng ta. Trong vạn năm qua, tiền bối thật sự là tu luyện giả thứ nhất từ đại lục khác tới hải vực này, của chúng ta. Hắc hắc, nói như vậy. Hàn mỗ thật sự là cảm thấy vinh hạnh. Bất quá tại hạ hiện tại ở nơi này lại hoàn toàn là do một chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải chính mình muốn đến đây, Hàn Lập khóe miệng run rẩy một chút, lộ ra một tia cười khổ. Mặc Kệ Tiền Bối làm sao đến nơi này, nhưng chắc chắn rằng công pháp thần thông của Tiền Bối khẳng định là không giống người thường. Mà vãn bối gần đây tu luyện lại gặp một ít vấn đề, không biết có thể thỉnh giáo Tiền Bối một chút được không? Thanh Tiểu Thản nhiên cười nói. Thỉnh giáo thì không dám nhận. Hàn Mỗ đối với công pháp huyền ảo của Lôi Minh, đại lục đồng dạng cũng có chút hứng thú, hai người ta có thể trao đổi một chút. Hàn Lập cơ hồ không cần cân nhắc cái gì, liền bình tĩnh gật gật đầu thanh tiểu nghe vậy thì mừng rỡ lúc này trong miệng liên thanh cảm ơn nàng tự nhiên rất rõ ràng cho dù hàn lập nói khách khí dị thường nhưng do tu vi hai người cách xa nhau nên khi trao đổi kinh nghiệm tu luyện công pháp thì kẻ có tu vi thấp lại chiếm tiện nghi lớn vì thế thời gian tiếp theo nàng bắt đầu hướng tới hàn lập thỉnh giáo một số vấn đề tu luyện tuy nàng cùng hàn lập tu luyện công pháp rất là khác nhau nhưng tại bình cảnh tu luyện cùng một ít chỗ khó trong lĩnh ngộ công pháp thì khẳng định là hơn phân nửa có chỗ tương thông Hàn lập thật sự cũng không có che giấu gì. Sau khi nghe xong thì cẩn thận cân nhắc rồi thật sự chỉ điểm một ít. Tuy Hàn lập nói không nhiều lắm nhưng lấy thân phận luyện hư kỳ tu sĩ của hắn, thì tự nhiên là làm cho không ít nghi nan của nữ tử đều được khai thông. Điều này làm cho thanh tiểu vui mừng quá đỗi, ngừng thần lắng nghe, trong đôi mắt đẹp không ngừng xuất hiện tia sáng kỳ dị. Đương nhiên cũng bởi vậy, nữ tử không thể tránh khỏi đem một ít chỗ huyền ảo trong công pháp của mình tiết lộ vài phần. Có chút huyền diệu này cũng được Hàn lập hấp thu quán thông nên không phải là không có thu hoạch hai người lần này nói chuyện với nhau cũng mất ước chừng nửa ngày. Sau khi Hàn Lập đem vấn đề cuối cùng của nữ tử giải đáp xong thì Thanh Tiểu nhắm đôi mắt đẹp lại, lặng lặng lĩnh ngộ một hồi lâu sau thì bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn Hàn Lập, thi đại lễ vài cái, trong miệng cảm kích nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mấy thứ này ước chừng có thể miễn cho vãn bối hơn 10 năm khổ tu. Không có gì, cái này cũng là cơ duyên của đạo hữu, Hàn Mỗ Đồng dạng có một số việc muốn hỏi đạo hữu, coi như là tại hạ trao đổi đi. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nói, Tiền Bối có vấn đề gì cứ việc nói ra. Vãn Bối mà biết nhất định sẽ không dám giấu giếm. Nữ tử không chút do dự trả lời, kỳ thật cũng không có gì, tại hạ chính là muốn hỏi Thanh tiên tử, các ngươi ở nơi đây có truyền tống trận cự ly xa có thể trực tiếp đi tới mặt khác của Đại Hỏa Lục hay không? Lời này vừa ra khỏi miệng, thần sắc Hàn Lập có chút ngưng trọng thêm vài phần. Truyền tống trận? Tiền Bối muốn trở lại đại lục của mình. Thanh tiểu tự nhiên đoán được dụng ý của Hàn Lập, đúng vậy, thương thế của ta đã tĩnh dưỡng không sai biệt lắm mà theo kinh nghiệm của tại hạ, thì bình thường phàm là nơi có đại lượng tu luyện giả ở, thì đều có truyền tống trận cư ly tồn tại mới đúng. Hàn lập gật gật đầu nói, tiền bối, lời này tuy rằng có đạo lý, nhưng theo thiếp thân biết thì thực tế lại có thể khiến tiền bối thất vọng. Nữ tử nghe Hàn lập nói xong thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Cái gì, các ngươi nơi này không có truyền tống trận? Hàn lập trong lòng trầm xuống, trầm giọng hỏi, Tiền bối nếu đến sớm mấy ngàn năm thì hỏa hô, quần đảo chúng ta có một tòa truyền tống trận, có thể nối thẳng tới lôi minh đại lục. Nhưng mấy ngàn năm trước, truyền tống trận này đã bị một con cự thú đột nhiên theo một hải vực khác đến phá hủy. Hơn nửa ngay cả mấy tên cao dài tu luyện giả trông coi truyền tống trận này, đều bị con thú này, nuốt tươi luôn. Trừ phi hàn tiền bối tự tin có thể một hơi bay từ nơi này, trực tiếp trở về lôi minh đại lục còn bây giờ có thể nói phiến hải vực này, kỳ thật hiện tại đã là một chỗ tuyệt địa. Ta nghĩ đây cũng là lý do cơ bản khiến cho đám ô la, nhân không kiêng nề gì mà hiện thân đột nhiên công kích qua thị bộ tộc thanh tiểu, thở dài nói. Chẳng lẽ tòa truyền tống trận không thể chữa trị sao? Hàn lập giật mình hồi lâu, sắc mặt khó coi hỏi một câu. Nếu có đầy đủ tài liệu mà nói thì việc chữa trị đương nhiên không thành vấn đề. Nữ tử không lưỡng lự trả lời. Nghe ý tứ của thanh tiên tử nói thì tài liệu không thể chuẩn bị đủ. Hàn lập nhướng mày hỏi, hắn tự hỏi trên người mình có nhiều tài liệu hy hữu nên tự nhiên là, trong lòng có hy vọng. Các tài liệu khác đều có, duy chỉ có tài liệu không vân tinh sử dụng làm trung tâm pháp trận của truyền tống trận thì lại là vật quý hiếm dị thường, duy chỉ có mấy khoáng mạch ở lôi minh, đại lục chúng ta mới có sản xuất ra còn nơi này căn bản không thể tìm được. Nữ tử cẩn thận giải thích nói, không vân tinh, hàn lập vừa nghe tên vật ấy thì nhíu mày. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được loại tài liệu này, cái này cũng không có gì kỳ quái, truyền tống pháp trận huyền ảo, như thế chỉ sợ là biện pháp bố trí ở các đại lục đều khác nhau rất lớn cho nên tài liệu sử dụng tự nhiên cũng khác biệt rất lớn. Thấy sắc mặt Hàn Lập dần dần âm trầm lại, Thanh Tiểu đột nhiên nói ra một câu làm cho Hàn Lập lâm vào ngẩn ngơ rồi lập tức vui vẻ. Chương 1548 cái gì, khối không vân tinh kia bị đầu hải thú nuốt vào trong cơ thể, hơn nữa hải thú con đang ở gần đáy biển dạo chơi. Hàn Lập thật sự có chút khó có thể tin. Đúng vậy, năm đó con hải thú, kia mượn hải chiều gây sóng gió mới có thể vọt tới chỗ truyền tống trận, mà cũng một ngụm đem hơn phân nửa truyền tống trận đều nuốt vào. Không vân tinh liền rơi vào trong đó. Nguyên bản con thú này lúc ấy đã muốn ly khai hải vực này nhưng hơn trăm năm trước, không biết do nguyên nhân gì lại có người phát hiện ra nó ở đáy biển sâu phía nam. Lúc ấy số người cùng nhau phát hiện ra có hơn 10 thượng tộc, nhưng trốn thoát được chỉ có 2, số còn lại đều đã ngã xuống, sau hơn 10 năm liên tiếp, người ở hải vực chúng ta vì muốn mở ra truyền tống trận mới, nên liên tiếp mấy lần tập kết nhân thủ muốn đánh chết con thú này, nhưng con thú này thần thông thật lớn, hơn nữa lại rào hoạt dị thường. Khi thấy nhiều người thì liền trốn biệt dưới đáy biển sâu không hiện thân. Khi ít người, thì lại lén khỏi sướng công kích khiến chúng ta ngược lại tổn hại không ít nhân thủ, thanh tiểu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Con thú này có loại pháp lực thần thông gì mà khó giải quyết như vậy? Trong mắt hàn lập lộ ra thần sắc kỳ quái hỏi, Dựa theo bình thường mà nói, một con hải thú cho dù TV cảnh giới cao tới đâu, nhưng nếu bị một đám tu luyện giả đuổi giết mà nói thì tuyệt không may mắn thoát khỏi. Chủng loại của con thú này thì chúng ta bây giờ vẫn không thể phân biệt ra, tựa hồ là một con hải thú biến dị. Từ xa nhìn lại giống như một đầu cự kình, nhưng nó lại có thể đem hình thể tùy ý phóng to thu nhỏ, hơn nữa một khi thi triển một loại thủy thuật chạy trốn, do đã trải qua biến dị cường hóa, nên có thể tại trong nháy mắt ra xa ngoài ngàn dặm cho dù chúng ta có đem con thú này bước đến tuyệt cảnh, nhưng nó chỉ cần thi triển thuật này là có thể dễ dàng lao ra khỏi vòng vây, tóm lại là không thể chân chính vây chết nó. Hơn nữa hải thú này hung bạo dị thường, ngoại trừ hải vực đệ nhất nhân ngân sa cư sĩ ra, thì những người còn lại căn bản không ai dám một mình đối mặt với con thú này. Nữ tử nhíu mày nói, tựa hồ cũng cực kỳ buồn bực nghe mấy câu nói này, thì sắc trên mặt Hàn Lập chợt tắt đồng thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng hắn nghĩ lại một chút lại hoài nghi hỏi, nhiều như vậy năm, khối không vân tinh kia nằm trong cơ thể con hải thú này liệu có tổn hao gì không? Sẽ không sớm bị hấp thu hoặc là luyện hóa đi chứ? Việc này Xin Hàn Tiền bối yên tâm, không vân tinh có không gian thuộc tính, trừ phi dùng đồng dạng không gian chi lực công kích nếu không căn bản không thể phá đi. Mà con hải thú kia tuy rằng thuộc tính tạp nham, nhưng thân mình lại không thấu đáo không gian thần thông. Điểm này chúng ta trải qua nhiều như vậy năm đuổi giết có thể hoàn toàn xác định, nữ tử thập phần khẳng định nói. Hàn lập gật gật đầu, cuối cùng đem một tia băn khoăn trong lòng xóa đi mà bắt đầu trầm ngâm không nói. Thanh đạo hữu, vị trí đại khái con hải thú kia thường lui tới chắc người cũng biết chứ. Hàn lập hỏi một câu. Hàn tiền bối muốn đi đánh chết con thú này. Nữ tử ánh mắt chợt lóe, ngưng trọng hỏi. Đúng vậy, trực tiếp bay trở về lôi minh đại lục tự nhiên là việc không có khả năng, cho dù là một đường không ngừng hướng lôi minh đại lục, mà đi thì cũng mất ít nhất phải hơn nửa năm. Đi qua hải vực trong thời gian dài như thế trừ phi thần thông của ta gia tăng gấp bội, nếu không 89 phần 10 là sẽ ngã xuống trên đường. Nhưng nếu muốn trở lại phong nguyên đại lục thì trước tiên lại không thể không đi lôi minh đại lục một chuyến. Ở nơi nào mới có thể có siêu cấp truyền tống trận kéo dài qua đại lục? Các ngươi tam phiên năm lần mưu đồ con hải thú, kia cũng là muốn chữa trị truyền tống trận mà thôi. Hàn lập sờ sờ cầm, thản nhiên nói, tiền bối nói cực kỳ có lý. Hải vực này tuy rằng còn có linh mạch, nhưng các loại tài liệu và linh dược phụ trợ tu luyện đã cực kỳ thiếu thốn. Không ít người tu vi bị vây tại bình cảnh không thể tiến thêm. Trải qua mấy ngàn năm nữa là, có thể thấy được còn tồn lại nơi đây ít ỏi thế nào. Nếu tiền bối thực sự có ý muốn diệt sát con thú này thì không bằng, cùng chúng ta liên thủ. Nói tới đây, nữ tử hạ thấp thanh âm một chút rồi cười cười nói, tiếp theo còn thản nhiên nói thêm, ta cũng không gạt tiền bối, ta lúc này tới động phủ cũng chính là bởi vì bản hải vực đệ nhất, nhân ngân xa cư sĩ muốn một lần tổ chức nhân thủ đi đánh chết con hải thú kia. Vãn bối đến bái kiến tiên sinh kỳ thật cũng có ý nhờ và. Nếu các ngươi thật sự có thể chữa trị được truyền tống trận kia, thì hàn mỗ tự nhiên là không ngại liên thủ một lần. Hàn lập cười không cần suy tư trả lời. Tiền bối yên tâm, về mặt các tài liệu cùng trận pháp sư thì chúng ta cũng không thiếu. Chỉ cần có không vân tinh là tuyệt đối có thể đem truyền tống trận chữa trị, như lúc ban đầu. Thanh tiểu nghe vậy mừng rỡ, thật có thể như vậy là tốt nhất. Hàn Lập gật gật đầu. Lần này có tiền bối ra tay tương trợ mà nói là có thể thành công. Ngân xa cư sĩ đã ước định 4 tháng sau tụ tập tại phía Nam Lam Hồ, đảo để đi tìm hải thú kia. Tiên sinh nếu thực sự để ý đến việc này thì cầm ngân xa lệnh này. Thanh tiểu bàn tay vừa lật, lấy ra một khối ngân lệnh bài đưa tới. Hàn lập một tay đưa ra, lệnh bài lập tức lóe lên rồi bị nhiếp tới trong tay rồi cúi đầu đánh giá vật này toàn thân lóng lánh giống như được tạo ra từ bạc tinh khiết mặt ngoài có một chữ to xa trên mặt hàn lập không có gì khác thường đem lệnh bài thu lại thấy hàn lập đáp ứng thống khoái như thế trong lòng thanh tiểu cũng cao hứng dị thường sau khi cùng hàn lập hàn huyên trong chốc lát thì rốt cục cung kính đứng dậy cáo từ sau khi nữ nhân này hóa thành một đạo bạch quang theo từ trong viện bay vụt lên trời thì cấm chế linh quang trên căn nhà gỗ lại chợt lóe sáng lên đồng thời cửa gỗ từ từ khép lại hơn hai tháng sau, một tiếng thét dài từ tiểu sơn truyền ra, thanh âm liên miên không dứt thẳng hướng lên chín tầng mây. Xà nhân hòa dương tộc trên đảo cơ hồ ai cũng nghe được tiếng huyết gió này, vô luận địa vị cùng cấp bậc cao thấp thế nào đều kinh nghi nhìn lại. Phụ nhân đang ở, trong đại điện cùng một ít cao giai xà nhân thương lượng nghị sự nghe được thanh âm này, thì thần sắc vừa động, đi ra đại điện đứng ở quảng trường đồng dạng nhìn về hướng tiểu sơn. Ánh mắt nàng chớp động, thần sắc biến hóa không chừng một lát sau, tiếng thét dài dừng lại, lập tức một đạo thanh hồng từ dưới chân núi bắn nhanh ra sau khi chớp động một cái bay lên chỗ cực cao thì tiếp theo xoay quanh một cái hướng về một phía hải đảo bay đi không có bao lâu sau thanh hồng đã ra khỏi hỏa vân đảo hơn ngàn dặm bay trên mặt biển không chút không ngừng lại một đường theo hướng nam mà đi trong độn quang sắc mặt hàn lập không chút thay đổi biến đổi khu động độn quang bay nhanh đi một bên yên lặng cân nhắc chuyện tình của mình lúc này nếu có thể liên hợp với người ở hải vực này thuận lợi chém giết được hải thú là tốt nhất như vậy có thể đến được lôi minh đại lục sau đó tìm phương pháp phản hồi phong nguyên đại lục nếu không đắc thủ mà nói hắn cũng chỉ có thể tạm dừng lại ở hải vực này sau này tìm cơ hội khác hoặc là về sau sẽ tiếp tục đuổi giết hải thú kia dù sao lấy cái bình nhỏ cùng đại lượng linh dược tùy thân của hắn thì đủ có thể duy trì tu luyện một đoạn thời gian thật dài nhưng nói về nhân tộc sau khi ra đi thời gian dài như thế Hàn Lập còn thật không biết nhân tộc hiện tại tình hình ra sao, có bùng nổ chiến tranh cùng liên quân dị tộc khác hay không, Thiên Uyên Thành có bình yên vô sự hay không. Thân là thành viên nhân tộc, mặc dù hắn chỉ ở Thiên Uyên Thành không lâu, nhưng cũng quyết không nguyện nhìn nhân tộc xuất hiện ngập đầu tai ương. Bất quá hắn muốn trở lại nhân tộc cũng do một nguyên nhân trọng yếu khác là quan tâm đến việc Nam cung Uyển có thể phi thăng linh giới. Tuy rằng dựa theo phòng đoán, Nam Cung Uyển cũng sẽ dùng tiết điểm chi lực để phi thăng đến linh giới, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là không có thể, nhưng có một số việc cũng không ai có thể thập phần khẳng định. Vạn nhất vị kiều thê này, của hắn có cái cơ duyên gì khác khiến cho trong khoảng thời gian ngắn, cũng tiến dai lên hóa thần thì hiện tại đã hiện ra trong nhân tộc cũng không phải là, không có khả năng. Mà lấy tu vi thần thông hiện nay của hắn đã muốn đủ để tự lập trong nhân tộc, có thể trực tiếp che chở Nam Cung Uyển, tưởng tượng đến giọng nói và dáng điệu tướng mạo của ái thê cho dù hàn lập tu luyện đến mức tâm trí kiên định như bàn thạch mà cũng không khỏi có chút thất thần nhưng một lát sau hắn lại thu liễm tâm thần hết sức chăm chú chạy đi lúc này đây chạy đi lại thuận lợi hơn hàn lập dự đoán chư bỏ trên đường chém giết hai con yêu cầm không biết tốt xấu ra thì dĩ nhiên một con hải thú cũng không đụng tới hơn một tháng sau hắn dựa theo hải đồ rốt cục đã tới một hải vực xa lạ hiện giờ hắn vừa bay nhanh đi vừa dùng thần niệm điều tra mọi nơi mặt biển dựa theo hải đồ thì hắn hẳn là đã tới nơi gọi là lam hồ đảo kia rồi mới đúng nhưng xa xa nhìn lại mặt biển phụ cận vẫn trống rỗng nơi nào có tung tích đảo nhỏ xuất hiện đâu trong lòng hàn lập hơi có chút kỳ quái sau khi bay về phía trước hơn trăm dặm thì đột nhiên thần sắc vừa động liền điều chỉnh phương hướng và độn tốc thêm màu kết quả thời gian gần một bữa cơm sau hàn lập dĩ nhiên tiến vào một mảnh hài vực kỳ quái Thời tiết chợt thay đổi đột ngột, mặt biển tự nhiên nổi lên tuyết lớn, vô số bông tuyết trắng bị gió thổi hỗn loạn gào thét mà đến, làm cho người ta cảm thấy một cỗ khí tức băng hàn bút đến xương. Mà quỷ dị chính là, mặt biển phía dưới lại không có dấu hiệu đóng băng chút nào mà lại ẩn hiện có một cỗ nhiệt khí cuồn cuộn trồi lên, hai loại không khí nóng lạnh quỷ dị đan vào nhau quay cuồng, mạch sắc hải vụ dần dần nồng đậm lên. Hàn Lập phi hành trong gió tuyết một khoảng cách sau đó hư không đánh ra một chảo, một khối nước biển trực tiếp bị cuốn lấy trong tay, dĩ nhiên nóng hầm hập, độ ẩm thập phần cao. Hàn Lập nhíu mày, nhìn sương mù nồng đậm màu trắng phía xa nhưng độn quang vẫn không đình chỉ chút nào, chợt lóe lên chui vào sâu trong vụ hải. Hàn Lập xâm nhập càng sâu thì gió tuyết trong không trung lại càng băng hàn, phía dưới nước biển tương phản, giống như nước sôi nóng bỏng dị thường, thậm chí có những nơi trên mặt biển nước biển trực tiếp quay cuồng dựng đứng lên nhưng Hàn Lập đối với dị tượng này lại như không nhìn thấy, một đường đi về phía trước. Sau khi phi hành hơn 10 dặm thì bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, sương mù biến mất, mặt biển phía trước xuất hiện một tòa băng đảo trong suốt. Gió tuyết trên không trung đã ngừng lại, nhưng nhiệt độ trong không khí so với lúc trước còn lạnh hơn 3 phần. Mà nước biển cũng bắt đầu ngưng kết thành băng, hiện ra một tầng băng hơi mỏng, bộ dáng như nhiệt khí đã mất đi toàn bộ, Hàn Lập không có nghĩ nhiều, nhất nhất thúc dục độn quang nhằm thẳng đến băng đảo bắn nhanh đi. Xa xa nhìn lại, đảo này diện tích cũng không nhỏ, thậm chí so với hỏa dương tộc hỏa vân đảo còn lớn hơn mấy lần. Chỗ đảo nhỏ này hẳn đúng là Lam Hồ đảo mới đúng. Lấy độn tốc của Hàn Lập tự nhiên là chớp mắt đã đi tới băng đảo, nhưng chưa chờ hắn bay vào trong đảo, bỗng nhiên từ chỗ sâu trong đảo đã truyền ra một tiếng gầm trầm thấp. Hàn Lập vừa nghe thấy tiếng gầm này thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, máu trong cơ thể giống như sôi trào cuồng động lên, Chương 1549 đây là, ánh mắt Hàn Lập chớp động, lộ ra sắc mặt kinh nghi nhưng lập tức hai tay bấm quyết nghiệm thần chú, trên người kim quang liên tiếp chớp động đem Phạm Thánh chân ma công vận hành lên. Một lát sau, hắn dựa vào công pháp uy năng đem dị trạng của máu huyết trong cơ thể mạnh mẽ chấn áp xuống, nhưng không chờ cho cơ thể hắn hoàn toàn khôi phục bình thường, da thịt phía sau lưng đột nhiên như bị thiêu đốt một trận, cảm giác giống như bị lửa hong khô nóng rực. Hàn Lập nhướng mày, đưa một tay cởi trường bào, trên người để lộ ra nửa người phía trên trần trụi tiếp theo giơ tay lên, một đoàn kim quang từ trong tay bay ra, nhoáng lên một cái lập tức hóa thành một cái tiểu kính bề mặt vàng rực rỡ. Cái kính này sau khi quay tròn một vòng thì hiện ra trên đỉnh đầu, trên mặt kính có linh quang lóe lên rồi lập tức đem tất cả tình hình trên lưng Hàn Lập lộ ra rành mạch. Trên lưng Hàn Lập lúc này xuất hiện bốn cái hình xăm đồ án rõ ràng dị thường một con là thái phượng diễm lệ, một con là thanh sắc đại bàng, một là ngũ trào kim long cùng với một con ngũ sắc khổng tước. Đây rõ ràng là bốn loại chân linh chi huyết mà hàn lập, lúc trước đã dung nhập vào trong cơ thể, lúc này đang ngưng tụ hiện hình mà ra. Mà giờ phút này bốn cái đồ án đang sáng lập lòe, các đồ án chân linh trên lưng hắn lấp lóe không thôi, giống như sống lại. Nếu không có phạm thánh chân ma công, chấn áp thì đám thực huyết ngưng tụ cùng nhau này rất có thể phá cơ thể bay ra. Hàn lập trong lòng hoảng sợ như thế nào thì có thể nghĩ, hắn tự hỏi đã vận dụng bí thuật kinh chập thập nhị biến đem tứ loại chân linh chi huyết hoàn toàn luyện hóa sao lúc này lại xuất hiện tình hình quỷ dị như thế mà nguyên nhân tạo thành hết thảy điều này lại chính là một tiếng giống to xa xa kia mà thôi hàn lập tâm niệm chuyển động còn chưa nghĩ ra cái gì rõ ràng thì từ xa xa lại có một tiếng giống nữa chuyển đến chân linh đồ án trên lưng lại phóng ra một trận quang mang kỳ lạ rồi bắt đầu chạy vòng quanh không ngừng giống như muốn tìm chỗ thoát ra từ da thịt trên lưng mà rời khỏi cơ thể hàn lập hư lạnh một tiếng một tay bấm quyết niệm thần chú trên thân thể kim quang đại phóng chân linh đồ án lập tức bất động phía ngoài da thịt hàn lập hít sâu một hơi bỗng nhiên một tay vung lên sau khi có tiếng vang phanh một tiếng thì cái kim sắc tiểu kính kia liền bạo liệt hóa thành nhiều điểm kim quang biến mất mà trên mình hàn lập thanh quang trượt lóe rồi hóa thành một đoàn thanh hồng bắn nhanh mà đi nhằm thẳng hướng phát ra tiếng giống to trong băng đảo mà đi tiếng giống này quỷ dị, như thế lại có thể quấy nhiễu chân linh chi huyết trong cơ thể hắn đã luyện hóa, mà hắn lại không thể hiểu được ngọn nguồn trong đó, thì như thế nào có thể an tâm. Đương nhiên cái này cũng là do Hàn Lập tự cho mình hiện giờ thần thông tiến nhanh, ngoài tồn tại cấp hợp thể, khi ra thì nguy hiểm bình thường căn bản không đáng để hắn để vào trong mắt. Nếu như là trước khi hắn tiến dai lên luyện hư, khi thì nói không chừng trước khi hành động còn phải do dự một lúc. Sau mấy cái chớp động, Thanh Hồng đã biến mất phía chân trời vô tung vô ảnh mà tiếng giống kia nhìn có vẻ như không xa lạ lắm nhưng hàn lập, một hơi độn ra xa ba bốn mươi dặm, mà vẫn không nhìn thấy nơi phát ra tiếng giống đó. Mà tòa băng đảo này cũng có chút quái dị, tự hồ như bị một loại thiên nhiên từ lực bao phủ, nên thần niệm chi lực bị làm cho suy yếu rất nhiều, với thần niệm của hàn lập mà cũng chỉ có thể dò xét được khoảng cách hơn mười dặm. Bất quá, hàn lập đi thêm về phía trước một lát công phu, thì thần sắc vừa động rồi bỗng nhiên dừng độn quang, một lát sau, trên không trung phía trước linh quang chợt lóe, có bảy tám đạo màu sắc khác nhau độn quang hướng bên này bắn nhanh mà đến. Hàn lập hai mắt nhíu lại, lập tức nhìn rõ những người trong độn quang. Kết quả hắn thầm giật mình. Trong độn quang này nam nữ đều có, tu vi mỗi người đều chỉ có nguyên anh kỳ nhưng kẻ nào kẻ nấy thần tình, cực kỳ kinh hoàng liều mạng khu động độn quang bỏ chạy tựa hồ, như phía sau đang có yêu ma truy giết bọn hắn. Hàn lập hướng ra phía sau bọn họ đảo qua thì chỉ thấy mặt sau rỗng tuếch, nào có đồ vật gì, hàn lập nhướng mày vừa định chặn hỏi những người này thì bỗng nhiên có một tiếng gầm ẩm vang từ xa xa cuồn cuộn truyền đến tiếp theo đó là một loạt tiếng gầm một tiếng nối tiếp một tiếng liên miên không dứt nhất thời một màn hoảng sợ xuất hiện chỉ thấy theo tiếng gầm vài tên nguyên anh ký linh quang bên ngoài thân loạn hoảng một trận da thịt trở nên đỏ tươi rồi tiếp theo là vài tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra cơ hồ trong lúc nhất thời thân thể của nguyên thần của những người này đều bạo liệt hóa thành từng đoàn huyết vụ tiêu thất vô tung vô ảnh giữa hư không Hàn Lập trong lòng trầm xuống mà đúng lúc này, phía chân trời xa xa lại có linh quang chớp động, hai đạo độn quang đang bay nhanh tới. Hàn Lập ngưng thần vừa nhìn thì thấy nao nao. Trong hai độn quang này có một cung trang nữ tử, đúng là thanh tiểu, mà một người khác còn lại là một vị thiếu phụ váy đen dung mạo không thua kém gì. Thần tình hai người mặc dù giống như những kẻ vừa bị nổ tung thân thể, mặt đầy kinh hoàng, nhưng bên ngoài thân các nàng linh quang chớp động không ngừng, không giống những người trước hiển nhiên là do hai nữ nhân này đều là hóa thần trung kỳ tồn tại tu vi hơn xa đám người phía trước nhưng cho dù là như thế thì độn tốc của hai người cũng bị ảnh hưởng rất lớn tốc độ so với bình thường thì chậm hơn phân nửa hàn lập nhíu mày vừa định lên đón nhưng ngay sau đó sắc mặt biến đổi đồng tử chợt co rụt lại một cái bóng xám mơ hồ diện tích mấy trăm trượng đang hiện ra từ phía sau nhị nữ vài dặm truy đuổi đến một tiếng giống to rõ ràng là từ cái bóng xám này truyền ra mà với khoảng cách gần như thế ngay cả hàn lập đem uy năng của phạm thánh chân ma công tăng lên tới hơn phân nửa mà vẫn có thể cảm nhận được bốn loại chân linh chi huyết trên lưng rục dịch ngay cả hàn lập thần thông bực này còn bị tiếng giống này ảnh hưởng như thế thì nhị nữ tu vi kém xa hàn lập hơn nữa bóng xám lại gần hơn rất nhiều nên tự nhiên là càng bất hảo trong tiếng giống độn quang của hai người càng ngày càng chậm giống như rơi vào một mảnh cấm chế vô hình căn bản là không thể dãy ra chỉ một lát công phu sau, bóng xám thật lớn kia đã kéo gần thêm khoảng cách với nhị nữ. Nhị nữ rơi vào đường cùng chỉ có thể quay trở lại phát động công kích. Một người trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đại cung, một đoàn hoàng bạch quang mang trói mắt kỳ lạ chớp động rồi vô số quang sơn giống, như mưa to bắn nhanh ra, vô thiên cái địa công kích tới. Còn thiếu phụ váy đen liền dương tay lên, mấy đạo bạch quang chợt lóe lên bắn ra sau đó, phân hóa thành vài luồng điện dao trắng bắn về phía bóng xám hai nàng liên thủ công kích thật sự cũng có thanh thế không nhỏ chỉ trong khoảnh khắc đã đi tới phụ cận bóng xám nhưng không chờ công kích tới gần một đạo sóng giao động vô hình từ bóng xám bắn ra vô luận là quang sơn hay là điện giao nhất nhất đều bị sóng giao động này cuốn đi sau khi bang băng hai tiếng thì tự động vỡ ra căn bản là không thể chân chính tới gần bóng xám mà bóng xám nhân cơ hội này sau khi chớp động mấy cái thì chỉ còn cách hai người bất quá gần một dặm nhị nữ trên mặt không còn một chút máu mà xem tranh lệch tu vi của bọn họ với cái bóng xám này mà nói thì có muốn cũng không thể ngăn cản được tiếng giống của bóng xám xem ra sẽ lập tức nổ tan xác mà chết a à, hàn tiên sinh tiền bối cứu mạng thanh tiểu rốt cục trong lúc bối rối liếc mắt một cái nhìn thấy hàn lập ở phía trước cách đó không xa thì nhất thời mừng rỡ giống như bắt được cọng rơm hướng hàn lập lớn tiếng cầu cứu nữ nhân kia thấy biểu tình của thanh tiểu như thế thì cũng ngẩn ra vội vàng quay đầu lại liếc mắt nhìn hàn lập một cái hai mắt hàn lập lam mang chớp động chói mắt hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cái bóng xám ở xa xa trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng dị thường dưới linh mục thần thông hắn đã đem hình dáng ẩn thân của bóng xám nhìn rõ ràng đây dĩ nhiên là một con quái vật phi nga thật lớn con quái thú này có hai cánh nếu mở ra hết có thể rộng tới trăm trượng mà thân thể trước sau hai đoạn lại sinh ra hai cái đầu tròn dữ tợn cái trên thoạt nhìn có vẻ giống đầu sư tử lông mau lún nhún hai mắt xanh lét dị thường tiếng giống quái dị chính là, từ trong cái mồm sư tử nọ phát ra mà ở phần thân dưới của phi nga quả nhiên, cũng có một cái đầu cự mãng màu xanh thẫm, hai mắt nhắm nghiền nhưng có một cái lưới màu đen thì không ngừng thò ra thụt vào. Đây là quái vật gì? Như thế nào mà ta chưa bao giờ nghe nói qua? Thấy bộ dạng kinh dị của quái vật, ngay cả hàn lập tự cho là kiến thức rộng rãi mà cũng phải hít một ngụm lương khí. Nhưng cũng may yêu lực trên người quái thú này thật sự không phải quá mức nghịch thiên, hình như là tồn tại cấp luyện hư hậu kỳ, nhưng lúc này, sau khi thanh tiểu cất tiếng cầu cứu, ánh mắt hàn lập chợt lóe lên, đột nhiên hai tay áo run lên, nhất thời 72 khẩu thanh sắc tiểu kiếm bắn nhanh ra, sau đó chợt lóe lên hóa thành hơn 10 đạo thanh ti, phát ra thanh âm suy suy xé gió bắn nhanh ra. Việc này do nàng mời hắn tới, hơn nữa từng có một phen kết giao, nên hắn tự nhiên sẽ không thật sự thấy chết mà không cứu, lấy tốc độ phi kiếm của Hàn Lập, có thể nói là cực nhanh giống như điện quang đá hỏa thạch, tiếng xe gió bên này vừa mới phát ra thì ngay sau đó, chúng thanh ti đã trước người bóng xám phô thiên cái địa chém xuống. Quái Nga trong bóng xám hiển nhiên, cũng không có dự đoán được công kích của Hàn Lập lại nhanh như vậy, nên chưa kịp thi pháp phòng hộ, cũng chỉ thấy mặt ngoài bóng xám thanh quang trượt lóe, rồi thanh ti liền dễ dàng xuyên thủng qua cái bóng xám, xuyên thủng qua thân thể cự Nga mà qua. Bóng xám đứng ở chỗ cũ, đồng thời tiếng giống quàng quạc cũng dừng lại, Ma Thanh Ti lại đang vây quanh thân hình khổng lồ của cự Nga, thanh mang chớp động liên tục. Quái Nga này một chút đã bị chém thất linh bắt lạc, bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Nguyên Thanh Tiểu cùng Tiểu Phụ váy đen bản mệnh sắp khó giữ được thấy vậy, thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng thừa dịp thúc dục độn quang tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của tiếng giống, đều liều mạng nhằm hướng Hàn Lập bên này bắn nhanh đến đồng thời Thanh Tiểu, he cái miệng nhỏ, từ xa xa phát ra thanh ấm nhắc nhở nói, đạo hữu cẩn thận, quái Nga này có bất tử chi thân, chỉ bằng vào bảo vật bình thường thì không thể chém chết nó. Bất tử chi thân. Hàn lập hơi hơi sừng sốt mà lúc này, trong bóng xám xa xa dị biến đã nổi lên, tàn thi của quái nga nguyên bản đã bị bầm thây vạn đoạn lúc này đồng thời tụ lại, một quần sáng mở chợt lóe lên rồi liền quỷ dị khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong lòng thầm thúc dục kiếm quyết, hơn 10 đạo phi kiếm xoay quanh phụ cận lại hóa thành thanh ti hướng thân thể quái nga bắn tới. Quái vật giận dữ giống to một tiếng, vỗ hai cánh nhất thời một tầng sóng dao động lúc trước lại xuất hiện đồng thời, cũng hướng ra bốn phương tám hướng mà khoét tán đi, một chút đã bắn nhanh tới đem tất cả thanh ti quấn vào trong đó, Tất cả thanh ti hơi dừng lại một chút, sau đó lại hóa thành một thanh tiểu kiếm màu xanh dài độ một thốn. Tiếp theo có hai tiếng băng băng liên tiếp vàng lên không dứt, chúng phi kiếm đều hóa thành đoàn đoàn thanh mang bạo liệt ra. Chương 1550, chiến đấu kịch liệt phần 1, cũng không biết sóng dao động vô hình là cái thần thông quỷ dị gì mà Thanh Trúc Phong Vân kiếm lại có bộ dáng hoàn toàn không thể ngăn cản được. Thanh tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt lại trắng bệch, Giờ phút này các nàng bất quá mới kéo giãn khoảng cách với quái nga một chút mà thôi, chỉ cần tiếng giống to lại vang lên thì khẳng định là không thể thoát chết. Hàn Lập nhìn thấy hơn 10 khẩu phi kiếm bạo liệt vỡ ra, thì trên mặt vẫn không có gì kinh sợ, ngược lại sau khi hừ lạnh một tiếng thì đột nhiên một tay bấm quyết nghiệm thần chú, hướng ra phía xa xa ngưng thần một chút, một màn kinh người xuất hiện. Phi kiếm nguyên bản hóa thành vô số thanh quang bỗng nhiên nổi lên thanh âm vù vù, tiếp theo vây quanh cự nga xoay tròn một trận, rồi ánh thanh quang tụ tập phục hồi lại thành một đạo tiểu kiếm hàn khí lóng lánh như lúc ban đầu. Chúng phi kiếm sau khi quỷ dị chợt lóe lên, thì vô số thanh ti lại đan vào nhau có vẻ như lần nữa đem quái nga chém thành vô số mảnh nhỏ. Thần thông này tự nhiên là phi kiếm kiếm linh hóa hư thần thông. Lần này, thanh tiểu nhị nữ nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, nhưng các nàng lập tức tỉnh ngộ thúc dục độn quang nhanh hơn vài phần, sau mấy cái chớp động rốt cục đã chạy tới cạnh hàn lập rồi khôn ngoan dừng lại. Đa tạ tiền bối cứu giúp, bất quá quái vật này quá lợi hại, chúng ta hay là mau đào tàu đi. Thanh tiểu thở phào một hơi hướng hàn lập vội vàng nói, nhị vị đạo hữu tự tiện đi, ta đối với quái vật này có chút hứng thú, xem có thể giết đi hay không. Hàn lập thản nhiên trả lời, tiền bối con thú này không biết từ chỗ nào chạy ra sự lợi hại không phải chỉ như vậy ngay cả ngân xa cư sĩ cũng đã chết thảm ở trong tay nó chúng ta trước tiên rút lui khỏi nơi đây sau đó hào hào nghĩ ra đối sách rồi lại đến đối phó với yêu nghiệt này cũng không muộn thiếu phụ mặc váy đen cũng có thiện ý khuyên bảo hiển nhiên tuy hàn lập vừa hiền lộ mọt tay thần thông kinh người nhưng nhị nữ vẫn không cho rằng hàn lập thật sự có thể đánh bại quái nga này nhị vị yên tâm hàn mỗ cho dù không địch lại nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối không cần lo Hàn lập mỉm cười vẫn lắc lắc đầu nói. Lúc này phía xa xa quần sáng mờ sau khi chớp động, thì lại đem tàn thi của quái nga một lần nữa dung hợp cùng nhau mà khôi phục như cũ. Nhưng do lần thứ hai bị chém giết nên làm cho quái vật này nổi trận lôi đình, cái đầu sư tử há to, một loạt tiếng giống còn to hơn. Lúc trước từ trong miệng tuôn ra đồng thời hai cánh điên cuồng vỗ lên nhất thời trên bầu trời phụ cận có tiếng ầm ầm như tiếng sấm nổ, đồng thời một vòng sóng dao động từ thân thể quái nga, nhộn nhạo mà ra sau đó điên cuồng hướng ra bốn phương tám hướng liên tiếp lan ra. Chúng phi kiếm đang dao động lại tất tức bạo liệt vỡ ra, một lần nữa bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Thấy vậy nhưng quái nga vẫn không ngừng vỗ hai cánh, xem ra vẫn không có ý dừng tay. Tuy rằng bởi nó bị phi kiếm chế trụ nên vẫn chưa tới gần được hàn lập, nhưng khi tiếng giống truyền đến, thanh tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen hai người mới khôi phục lại sắc mặt bình thường lúc này lại đỏ lên dị thường tựa hồ toàn thân máu huyết sẽ lập tức phá cơ thể bắn ra hàn lập nhíu mày uy năng của phạm thánh chân ma công trong cơ thể sau khi tăng thêm hơn hai phần thì dường như không có việc gì nhưng ánh mắt đảo qua thấy nhị nữ bộ dáng nguy hiểm như thế thì một cánh tay như tia chớp hướng về phía hai người hư không đánh ra chỉ thấy trên bàn tay kim quang chợt lóe hai đạo cột sáng màu vàng chợt lóe lướt qua nhập vào trong thân thể nhị nữ thanh tiểu nhị nữ cảm thấy hiện tượng máu huyết sôi trào, trong cơ thể lập tức thông thả chậm hơn phân nửa, huyết sắc trên mặt cũng biến mất hơn phần nửa. Nhị nữ thả lỏng tâm tư một chút biết là do hàn lập ra tay tương trợ, nên trong miệng liên thanh cảm ơn. Con thú này có tiếng giống rất cổ quái, phạm vi uy năng cũng cực lớn. Nhị vị đạo hữu đi trước một bước đi. Hàn lập khoát tay nói. Hắn từ xa xa nhìn thấy trong phạm vị quanh quái Nga, hơn ngàn trượng có thể thấy được một vùng không gian đang vặn vẹo, địa phương lớn như thế mà dĩ nhiên trong chốc lát đã mơ hồ đi trong chốc lát chỉ còn như là ảo ảnh cực kỳ quỷ dị không biết cái hiện tượng này là do tiếng giống của quái vật phát ra hay là do dao động vô hình từ hai cánh phát ra nhị nữ nguyên bản đã bị tiếng giống của quái nga làm cho sợ hãi hiện giờ từ xa xa nhìn thấy cảnh như vậy làm cho sợ hãi dị thường sao còn dám do dự cái gì nữa sau khi khuyên thêm hai câu nhưng mắt thấy hàn lập vẫn không có ý rời đi thì chỉ có thể hướng hàn lập chỉnh đốn trang phục thì lẽ sau đó hóa thành lưỡng đạo kinh hồng phá không bay đi Lúc này đây, các nàng một hơi bay ra hơn trăm dặm, mãi cho đến khi ra khỏi băng đảo, tiếng giống lọt vào tai như có như không mới dừng lại. Nhị nữ dừng độn quang lại, hiện thân huyền phù ở giữa không trung, mà trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại phương hướng cũ. Thanh tỷ tỷ, người nó chính là Hàn Tiên sinh ngươi nói lần trước a. À, thiếu phụ mặc váy đen sau khi thần sắc khá chấn định thì nhịn không được hỏi. Không phải tiền bối thì là người phương nào nữa? Hàn Tiên sinh là tồn tại cùng cấp bậc với Ngân Sa cư sĩ. Bất quá thần thông có vẻ còn mạnh hơn nhiều, thanh tiểu gật gật đầu nói cho dù thần thông có to lớn hơn thì cũng không có khả năng là đối thủ của con quái vật kia dù sao ngay cả ngân xa cư sĩ cùng với đầu linh thú ngân quang xa liên thủ mà cũng bất quá chỉ chống đỡ được mấy hiệp đã liền ngã xuống chết cái đầu rắn của quái vật này ở phía dưới so với đầu sư tử ở phía trên xem ra còn đáng sợ hơn vài phần hàn tiền bối ở lại thật sự là không khôn ngoan thiếu phụ mặc váy đen thở dài một hơi nói cái này khó mà nói xem ra tiếng giống này đối với hàn tiên sinh dường như không có tác dụng gì khẳng định là có đại thần thông nào đó hộ thân hơn nữa có bộ dáng tự tin như vậy thì cho dù thật sự không địch lại quái nga thì việc thoát thân hẳn là không đáng ngại chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ chốc lát đi nhìn xem kết quả rồi nói sau vạn nhất không ổn thì chúng ta chỉ còn cách triệu tập tất cả thượng tộc đến bố trí vài loại pháp trận đại uy lực đối phó với quái vật này thanh tiểu đối với hàn lập hơi có chút tin tưởng hơn nữa suy nghĩ cũng cực kỳ sâu xa đối phó với yêu nghiệt này cũng chỉ có thể dựa vào pháp trận chi lực nếu không tụ tập đủ nhân thủ thì dưới một tiếng giống e là tất cả cũng chỉ có thể bỏ mạng nhưng quái vật này lại xuất hiện quá sớm nếu chỉ chậm chừng một tháng nữa mà nói thì số các đồng đạo không kịp đề phòng sẽ không biết có bao nhiêu người sẽ ngã xuống thiếu phụ cười khổ một tiếng có chút khổ sở nói điều này cũng đúng nhưng quái vật này không giống hải thú không biết từ chỗ nào đến thanh tiểu nhìn về hướng quái nga phía chân trời trong mắt hiện lên một tia kinh nghi thì thảo nói một câu thiếu phụ mặc váy đen đồng dạng trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc nhưng tự nhiên là không thể giải đáp được gì. Sau khi nhị nữ bay khỏi, mắt thấy phi kiếm đều bị một vòng vô hình chi lực kia nghiền nát đến mức không thể nát, được hơn. Hàn lập khóe miệng nhếch lên nhưng trong đó lại có một tia cười lạnh. Ngay cả quái thú trước mắt là tồn tại luyện hư hậu kỳ, thần thông tự hồ cũng không tầm thường nhưng với pháp thể song tu, Phạm Thánh chân Ma Công đã tu luyện đến đệ nhị bộ phận, hơn nữa trên người lại có nhiều loại nghịch thiên thần thông, hàn lập như thế nào lại sợ hãi quái vậy này lúc này chỉ thấy hắn hai tay bấm quyết niệm thần chú, trên người kim quang đại phóng, trên đỉnh đầu hiện ra một cái vòng sáng màu vàng. Trong vầng sáng có một cái pháp tướng ba đầu sáu tay dần dần hiện ra, hai mắt trợn lên, sáu tay đều tự bấm quyết niệm thần chú. Trong miệng quát khẽ một tiếng, kim sắc pháp tướng sáu tay đồng thời nhắm phía cự Nga xa xa vung lên. Phốc phốc vài tiếng trầm đục truyền ra, sáu cột sáng to thô màu vàng từ trong lòng bàn tay cuồng phun mà ra, chợt lóe lên lướt về phía bóng xám mơ hồ xa xa mắt thấy sẽ đánh lên trên người cự Nga, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Bên ngoài thân hình cự Nga bỗng nhiên trở nên mơ hồ, phương hướng của sáu đạo kim quang bỗng nhiên biến đổi quỷ dị lướt qua bên cạnh thân hình cự Nga, mà đi, quỷ dị đánh tới chỗ hư không tán loạn rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này Hàn Lập không khỏi ngẩn ra, nhưng lập tức bàn tay đen thui bên trong tay áo, lại nhằm cự Nga hướng xa xa nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời một phiến quang hà màu xám từ năm ngón tay phun ra, sau đó hội tụ cùng nhau hóa thành quần sáng màu xám nhằm thẳng phía đối diện điên cuồng cuốn, tới. Nguyên từ thần quang chậm rãi mà đi, tại trên đường đi không ngừng khoét tán cuồng trướng che kín non nửa không chung. Thanh thế to lớn như thế làm cho quái Nga, thân ở trong bóng xám mơ hồ dương hai con mắt màu bích lục lấp lóe không thôi. Phương hướng dao động vô hình từ hai cánh cũng biến đổi, tất cả đều hướng phía trên hùng hổ nghênh đón hai phương vừa tiếp xúc một trận nổ như tiếng sấm truyền ra, sóng dao động cùng quần sáng mờ đan vào nhau lấp lóe, cả không gian, chợt hốt sáng hốt tối cực kỳ quỷ dị hiện ra xu thế hai bên rằng co. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, năm ngón tay màu đen bỗng nhiên hơi dừng lại một chút nhất thời, trên không trung phía trên quầng sáng mờ có một bóng đen hiện ra, tiếp theo là một tòa tiểu sơn màu đen quỷ dị xuất hiện trong nháy mắt cuồng trướng, sau mây cái chớp đã liền biến thành ngàn trượng cự sơn. Đúng là nguyên từ thần sơn, Quái Nga thấy vậy thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó, trong miệng lập tức giống to một tiếng, sóng dao động vô hình đột nhiên lại huyễn hóa ra một cái cột sáng trong suốt, bằng mắt thường có thể thấy được nhằm thẳng đến cự sơn vọt, tới. Lấy việc lúc trước sóng dao động vô hình có thể phá vỡ phi kiếm hàn lập, mà nói thì có thể thấy được uy năng của nó to lớn thế nào. Lúc này lại hội tụ một chỗ, nên mức độ tàn phá đối với pháp khí bảo vật lớn như thế nào có thể nghĩ, nếu là trước khi nguyên từ thần sơn dung nhập cái thạch đôn quái dị kia, thì nó có thể không ngăn cản được đạo cột sáng trong suốt này, nhưng sau khi dung nhập thạch đôn, thì trình độ cứng cỏi sớm đã đến một cảnh giới bất khả tư nghị. Chỉ thấy dưới chân núi chợt có quang mang kỳ lạ màu xám trắng chợt lóe lên, cột sáng sau khi đánh vào đấy, thì chỉ phát ra thanh âm muộn hưởng và một đoàn bạch mang chói mắt phát ra. Mà bạch mang này sau khi tắt đi thì cột sáng cũng tán loạn, mà tan biến đi còn chân ngọn núi thì ngay cả một tia nứt cũng không có xuất hiện, bộ dáng không chút tổn hao gì quái nga kinh hãi không thể tin tưởng vào điều này mà hàn lập ở xa xa mặt không chút thay đổi hai tay bấm quyết nghiệm thần chú khiến cho ngọn núi nhất thời lấy thế thái sơn áp đỉnh từ từ hạ xuống ngay cả vòng sóng dao động từ hai cánh của quái nga không ngừng phát ra nhưng dưới uy năng cường đại của ngọn núi đều nhất nhất tán loạn tan biến đi căn bản là không thể ngăn cản sức nặng của nguyên từ thần sơn mắt thấy ngọn núi đè xuống cự nga tựa hồ ngay sau đó liền đem nó đè thành thịt vụn thì đột nhiên cái đầu sư tử của nó hơi ngừng lại rồi lại biến ảo thành cái đầu cự mãng hai mắt nhắm nghiền cái đầu rắn xanh thẫm này hai mắt trợn tròn lộ ra hai con ngươi ánh vàng rực rỡ quỷ dị ánh mắt chớp động lạnh như băng dị thường đồng thời ngẩng đầu nhìn thẳng lên ngọn núi trên đỉnh đầu một tiếng gầm âm trầm tê minh từ miệng mãng xà phát ra, rồi đột nhiên hai cánh vỗ mạnh, từng đoàn quang phấn màu xanh tràn ra đem thân hình của nó bao phủ lấy, rốt cuộc làm cho không thấy rõ thân ảnh mảy may. Quái vật tựa hồ muốn thi triển đại thần thông nào đó. Hàn lập từ xa thấy vậy thì trên mặt lệ sắc chợt lóe lên, đột nhiên thúc giục pháp quyết trong tay. Ngọn núi phát ra một tiếng nổ vang rồi đột nhiên áp chế xuống, đáy ngọn núi áp vào trong quang phấn màu xám. Chương 1550 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé phanh một tiếng nổ kinh thiên động địa chuyển đến ngọn núi màu đen vừa tiến vào trong quang phấn dây lát thì đột nhiên chấn động dừng lại ở giữa không trung giống như bị cái gì ngạnh kháng chặn lại lúc này đây hàn lập thực sự lộ ra vẻ giật mình nguyên từ thần sơn nặng bao nhiêu tự nhiên là không ai có thể hiểu hơn hắn ít nhất là trước khi tiến giai lên luyện hư hắn không thể nhấc nổi núi này mà sau khi tiến giai lên luyện hư thì dựa vào hiệu quả cường hóa thân thể của phạm thánh chân ma công cũng mới có thể miễn cưỡng thừa nhận sức nặng của nó mà trước mắt một con quái nga này như thế nào có thể làm được việc này trong lòng kinh hãi, Hàn Lập không dám nghĩ ngợi nhiều, hai tay bắt quyết, trên đỉnh đầu kim sắc pháp tướng vung sáu cánh tay múa may một trận, vầng sáng màu vàng quay tròn vừa chuyển rồi đột nhiên bay ra một đoàn quang diễm màu vàng, nhưng sau khi bắn ra xa hơn 10 trượng, thì lập tức hóa thành một cơn cuồng phong màu vàng nhạt nhắm phía đối diện cuốn tới. Chưa đến gần hôi sắc quang phấn mà đã có tiếng xe gió nổi lên, từ trong cơn lốc có năm đạo phong nhận bắn ra, sau khi trượt lóe lên thì tất cả đều bắn vào trong quang phấn, phốc phốc có âm thanh trầm đục truyền đến, tựa hồ như toàn bộ phong nhận đã đánh trúng cái gì đó, nhưng tiếp theo lại không có dị thanh gì phát ra, giống như vẫn chưa tạo thành thương tổn gì cho quái nga bên trong. Hàn lập hai mắt nhíu lại đột nhiên thúc giục pháp quyết. Cuồng phong màu vàng lại gào thét thổi qua đem đám quang phấn màu xám này, trong nháy mắt thổi tán loạn. Hàn lập vừa ngưng thần nhìn xuống thì sắc mặt chợt biến đổi. Chỉ thấy sau khi quang phấn tan đi thì để lộ ra thân hình to lớn của quái Nga, thân hình nguyên bản mập mạp khổng lồ, bên ngoài có một tầng vảy màu lục bao trùm, phía dưới bỗng nhiên có một cái bàn tay lớn như đuôi mãng xà đồng thời hai bên thân thể còn sinh ra hai cánh tay quái dị, phía trên cánh tay đồng dạng đầy vảy xanh lục. Tất cả đều hướng lên không trung ngạnh kháng lại nguyên từ thần sơn đang ép xuống. Loại tình hình này làm cho Hàn Lập phải trợn mắt. Quái vật này sau khi biến thân có hình dạng quỷ dị thì thôi, nhưng như thế nào lại có được cự lực như thế? Nhìn bộ dáng thoải mái tự nhiên của nó, thì một thân thần lực này xem ra còn hơn hắn ba phần, bất quá trong mắt hàn lập hàn mang ẩn hiện đám phi kiếm vừa bị vỡ ra xung quanh quái vật đột nhiên thanh quang chợt lóe rồi lại hóa thành hơn 10 cái thanh ti nhắm hướng quái vật bắn đi không biết vì nguyên nhân gì mà hàn lập thấy quái nga sau khi biến thân thì nhất thời trong lòng ẩn ước cảm thấy được tấm thân bất tử của đối phương tự hồ không còn tồn tại nữa cho nên không chút khách khí đem phi kiếm phục hồi lại như cũ để chuẩn bị đem quái thú này chém chết một tiếng tê mình bỗng nhiên từ miệng quái nga phát ra theo đó lớp vảy màu xanh lục bên ngoài thân thể thả ra vô số tiểu thuẫn trong suốt, hình lục giác giống như thủy tinh tạo thành đem thân thể hoàn toàn che đậy ở bên trong. Thanh ti bắn vào đây, sau một trận bạch mang lóe lên thì đều thay đổi phương hướng lướt qua bên cạnh mà đi, bộ dáng căn bản không thể làm nó thương tổn mảy may. Hàn lập thấy vậy thì vẻ mặt có chút khó tin đang muốn thi pháp khác, thì song trưởng cự Nga đột nhiên vẫy ra. Nhất thời một tiếng gầm đinh tai nhức óc truyền ra, ngọn núi màu đen cao tới nghìn trượng dĩ nhiên bị quái vật này ném lên giữa không trung lập tức vô số thủy tinh quang thuẫn đồng thời trượt lóe lên cũng với âm thanh vỡ giòn, tất cả dĩ nhiên đồng thời vỡ vụn đồng thời hóa thành đoàn đoàn bạch mang chói mắt, rồi trong nháy mắt hội tụ thành một đoàn. Xa xa nhìn lại thấy giống như một vòng sáng mặt trời bỗng nhiên hiện lên. Bạch quang thật sự rất chói mắt, ngay cả đang sử dụng linh mục thần thông mà hai mắt hàn lập, vẫn cảm thấy đau đớn dị thường, bất quá trong nháy mắt công phu này, hắn cũng đã xem rành mạch tình hình bên trong quần sáng này. Khóe miệng hắn khẽ run rẩy một chút, trong trung tâm bạch quang rỗng tuếch nào có nửa phần bóng dáng quái nga quái vật này trong lúc hắn nhắm mắt đã biến mất vô tung vô ảnh tuy nhiên lấy kinh nghiệm tranh đấu phong phú của hàn lập làm sao để cho đối thủ thừa cơ cơ hồ ngay lúc phát hiện ra quái nga biến mất hắn không cần suy nghĩ vung tay áo bào lên năm bộ xương khô đầu bạch ngọc từ trong tay áo bào bắn ra vây quanh hàn lập quay tròn một vòng đồng thời phun ra một cỗ ngũ sắc quang diễm bao trùm trong phạm vi ước chừng hơn trăm trượng xung quanh Kết quả tại một chỗ cách Hàn Lập hơn 10 trượng có một tiếng quái minh phát ra, một cái bóng đen to chừng 8 trượng đang lăn lộn trong ngũ sắc quang diễm hiện ra. Đúng là quái nga vừa mới thất tung kia, chỉ là giờ phút này hình thể của nó đã rút nhỏ đi hơn 10 lần, hơn nữa động tác trong quang diễm cũng trở nên chỉ độn dị thường, bộ dáng nhất thời bị nhốt ở tại trong đó. Hàn Lập thấy vậy thì mừng rỡ, không cần suy nghĩ nhiều há mồm phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm cùng một cái thanh sắc tiểu đỉnh ngân sắc quang diễm sau khi quay tròn một cái, thì bỗng nhiên hóa thành một con ngân sắc hỏa điều cỡ chừng một tấc lao thẳng tới, còn thanh sắc tiểu đỉnh thì có âm thanh vù vù phát ra, trên nóc đỉnh có một chùm thanh ti bắn ra, nhưng sau khi chợt lóe lên thì lập tức tiêu thất. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu quái nga không gian chợt dao động thanh ti từ trong hư không chợt lóe hiện ra, rồi nhằm xuống phía dưới cuốn đi, trong nháy mắt đã đem quái nga trong quang diễm bao vây lấy chỉ thấy bên ngoài thân hình quái nga tinh quang chợt lóe, vô số tiễn thuẫn trong suốt quỷ dị hiện lên lại đem thanh ti chặn ở bên ngoài. Tuy nhiên lúc này ngân sắc hỏa điểu đã tới trước mặt. Hàn lập thấy vậy, mặt không chút thay đổi nhưng nhanh chóng niệm vài tiếng chú ngữ, ngân sắc hỏa điều không trực tiếp đánh về phía quái Nga, mà há mồm phun ra một đạo kim ngân tế ti kích tới. Đúng là linh tuyển tà quang do phệ linh hỏa điều mới cắn nuốt chiếm được kia, Tế ti trượt lóe lên rồi liền xuyên qua lớp phòng hộ tinh thuẫn tiến vào trong đó. Ngay sau đó liền dễ dàng xuyên thủng ngực quái thú, rồi theo một bên khác kích bắn mà chui ra. Chỗ ngực quái thú hiện ra một cái lỗ hơi có máu hồng, nhưng quanh thân vẫn chưa có một giọt máu tươi nào chảy ra. Nếu là quái thú bình thường mà chỗ yếu hại bị xuyên thủng, cho dù không lập tức bị mất mạng thì cũng sẽ lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Đúng lúc này, tế ti vừa xuyên thủng đi ra ngoài kia sau khi xoay quanh một cái, thì lại một lần kích bắn mà quay về, tính toán lại một lần nữa xuyên thủng thân hình quái thú này. Bất quá lúc này đây, nó lại nhắm ngay chỗ đầu quái thú này. Chỉ thấy bên ngoài thân thể quái Nga đột nhiên nổi lên tầng tầng cường quang chói mắt, rồi dùng hai tay dựa vào cự lực một chút phá tan chói buộc của quang diễm, rồi hung hăng nhằm chỗ trước ngực đánh ra một trường oanh một tiếng giống như tiếng phích lịch trầm đục phát ra một vòng âm ba bằng mắt thường có thể thấy được lập tức hướng ra bốn phương tám hướng khoách tán đi ngũ sắc quang diễm khi tiếp xúc với âm ba này thì dĩ nhiên một chút trói buộc đã bị tan ra mà cùng lúc đó cái đầu rắn của quái nga đột nhiên quay 180 độ quỷ dị hai con ngươi màu vàng lạnh lùng nhìn thẳng vào tế ti đang bắn đến phốc phốc hai tiếng hai đạo kim mang từ trong con mắt phun ra sau khi chớp động một cái thì hợp thành một đạo vừa lúc đánh chúng lên linh tuyền tà quang đang phóng tới kết quả song phương vừa tiếp xúc với nhau thì phát ra âm thanh muộn hưởng rồi dĩ nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng sau đó run lên vỡ ra và biến thành hư ảo mà phệ linh hỏa điều hai cánh mở ra muốn bay lên tuy nhiên cự mãng lại hé miệng phun ra một đoàn chất lỏng màu đen đem hỏa điều vây ở trong đó bộ dáng nhất thời không thể thoát thân tiếp theo cái cự vĩ của quái nga đột nhiên vỗ vào hư không một cái thân hình uốn éo rồi như một mũi tên hướng hàn lập kích bắn đến nhưng trên đường đi thì chỉ thấy không gian phụ cận hơi uốn khúc rồi thân hình quái nga quỷ dị biến mất hàn lập thấy vậy thì không nói một lời đột nhiên đưa một tay sờ vào mắt mình một chút chỉ thấy hắc mang chớp động phá diệt pháp mục thoáng hiện ra tùy theo mắt hắn lấp lóe một cái từng đạo thần quang hướng bốn phương tám hướng đồng thời bắn ra sau đó đều chợt lóe lên và nhập vào trong hư không oanh một tiếng nổ trên đỉnh đầu hàn lập hơn 10 trượng sau khi một đạo hắc quang bắn vào trong đó thì thấy thân hình quái nga lào đảo từ trong đó đi ra nhưng quái nga này chuyên ẩn tích trong nháy mắt dương hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào hàn lập trong đồng từ kim mang chợt lóe rồi hai đạo kim quang kích bắn đến bên cạnh đó cái đuôi rắn lại vỗ thêm cái nữa hóa thành một đạo bóng xanh hướng hàn lập đảo qua mang theo một đám tàn ảnh quét đến đồng thời nửa trên thân hình quái nga này đột nhiên uốn một cái vô số lợi trảo mang theo tiếng động nhằm thiên linh cái hàn lập chụp xuống quái thú này liên tiếp gặp thiên thời nên nổi giận dị thường chỉ muốn đem đối thủ đập nát thành vô số mảnh nhỏ để giải mối hận trong lòng hàn lập thấy như vậy nhưng trên mặt không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng không thấy hắn có hành động gì nhưng kim sắc pháp tướng trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên rồi nhập vào trong thân thể hàn lập và biến mất không thấy ngay sau đó, Hàn Lập liền hét lớn một tiếng, trên người lập tức hiện ra lớp vảy màu vàng rực rỡ đồng thời, sau lưng hiện ra sáu cánh tay giống, như thật tất cả đồng thời nhoáng lên một cái, trong các tay đều mơ hồ hiện ra một kiện vũ khí màu vàng. Phân biệt là đao, kiếm, trượng, hoàn, sử, sáu loại vũ khí. Ánh mắt mang theo phá diệt pháp mục chợt lóe lên, một đạo hắc quang thô to chợt lóe lên bắn ra nghênh đón hai đạo kim quang đang phóng tới tiếp theo sáu cánh tay nhoáng lên một cái, hai binh khí màu vàng đánh về phía cái đuôi rắn lớn, bốn cái còn lại chia ra làm hai hướng lên đỉnh đầu vung lên, huyễn hóa ra một mảnh phiến kim sắc khí ảnh bảo vệ trên không. Đuôi rắn, chào anh cùng kim quang vừa tiếp xúc ở một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thân hình hàn lập chấn động trực tiếp lui lại hai bước, sáu cánh tay vàng kim quang cuồng hiện, binh khí trong tay đều mơ hồ tất tất vỡ vụn tán loạn, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Đối diện cự Nga tình hình cũng không tốt hơn chút nào, chẳng những cái đuôi rắn bị hất ngược quay về, mà hai cánh tay còn có một mảnh huyết nhục mờ hồ, xem ra bị thương tổn không nhẹ. Về sức lực, quái thú này có lẽ có thể hơn hàn lập, một bậc nhưng luận về trình độ cứng cỏi của thân thể, thì lại có thúc ngựa cũng vô pháp vượt qua. Tiểu thuẫn trong suốt hộ thể này, tự hồ đối với công kích của binh khí thực thể lại không có tác dụng gì. Chương 1551 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quái nga trong miệng phát ra thanh âm tê tê không dứt, hiển nhiên kết quả công kích vừa rồi cũng đã làm cho nó cảm thấy ngoài ý muốn, từ hai con ngươi vàng chóa hông quang đại phóng, hai tay nhoáng lên một cái, song trường huyết nhục mơ hồ nhất thời nổi lên một tầng lục quang, vết thương nhanh chóng khỏi hẳn đồng thời hai cánh sau lưng đột nhiên run lên hào quang đại phóng ra. Đột nhiên hai cái cánh chợt biến mất đồng thời, trong không gian lại hiện ra hàng trăm phi nhận chói mắt, mỗi một khẩu đều có kích cỡ chừng nửa thước, hàn khí lóng lánh, âm khí bức người lập tức trong mắt quái vật này hung quang chợt lóe, phi nhận sau lưng nổi lên một trần vù vù tựa hồ sẽ lập tức phi đến. Chính là đúng lúc này, Hàn Lập lại bỗng nhiên nở nụ cười, trên người kim quang chợt lóe, lân giáp hiện lên trên da thịt đều biến mất, bốn cái cánh tay màu vàng cũng một chút mơ hồ rồi tán đi không thấy. Điều này làm cho quái Nga linh trí không thấp ngẩn ra, động tác công kích không khỏi chững lại một chút, mà đối diện Hàn Lập lại một tay bấm quyết niệm thần chú, sau lưng có một tiếng sét đánh rồi bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh lóng lánh, vừa động một cái thì cả người đã biến mất không thấy. Ngay sau đó, ở ngoài hơn 10 trượng có một tiếng sấm vang lên, thân hình Hàn Lập quỷ dị thoáng hiện ra, nhưng lại không thi triển công pháp gì mà ngược lại đứng lên hai tay khoanh trước ngực, thần sắc lộ ra vẻ tựa như cười như không nhìn quái nga. Cự nga tuy rằng trong lòng kinh nghi, nhưng hung ý trong đầu trong nháy mắt đã khiến cho nó bỏ đi sự trần chờ, sau một tiếng tê minh, toàn bộ vảy trên người trong nháy mắt dựng thẳng đứng lên đuổi tới. Nhưng lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên vỗ tay cười rộ lên đồng thời trong miệng phun ra một câu, ngã, ngã, ngã. Ba tiếng ngã vừa ra khỏi miệng, quái nga bỗng cảm thấy đầu trầm xuống, một cỗ cảm giác mê muội sông thẳng lên đỉnh đầu. Tiếp theo trong ngực có một trận kỳ dương truyền ra, thân hình trong nháy mắt trở nên không hề hay biết gì nữa, lắc la lắc lư không thể ổn định thân hình. Quái thu tự nhiên vừa sợ vừa giận, vội vàng cúi đầu thì phát rắc ra, lỗ hổng chỗ ngực chậm chạp không thể khỏi mà lúc này, non nửa thân hình trở nên tím tái dị thường đồng thời có một cỗ khí tức tanh hôi từ, trong da thịt tỏa ra, mà phàm là chỗ tím tái thì đều mất đi cảm giác. Nó đã trúng một loại kỳ độc chưa bao giờ gặp qua. Kỳ độc này ẩn nặc bá đạo dị thường, dĩ nhiên từ trước đã làm cho nó không thể phát giác ra chút dấu hiện nào, nhưng mà chỉ chốc lát sau liền lập tức tràn ngập đến. Quái Nga hoảng sợ không phải là nhỏ, nó không lưỡng lự há mồm phun ra một ngụm hào quang màu xanh, bên trong ẩn hiện có một viên châu to cỡ quả trứng chim màu bích lục. Viên châu này chợt lóe lên rồi đã đi tới lỗ máu trước ngực. Viên châu quay tròn vừa chuyển phát ra lục mang chói mắt đồng thời một cỗ kỳ hương, từ trong viên châu tán phát ra làm cho mùi tanh hôi trở nên nhạt đi, kỳ độc màu tím đang tràn ngập nhanh chóng dĩ nhiên bị đình trệ, trong nháy mắt đã đình chỉ khuếch tán. Hàn lập thấy vậy thì trong lòng thật sự cũng có vài phần ngoài ý muốn, linh tuyền tà quang này hắn đã chính mắt thấy qua thế mà dĩ nhiên không, có thể lập tức đem đối phương độc chết. Điều này có thể cho thấy thân thể đối phương đối với độc chất cũng có sức chống cự nhất định. Nhưng lập tức hàn lập cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên nhảy lên phía trước, thanh quang đại phóng, rồi hóa thành một con thanh sắc đại bằng dài chừng 10 trượng đồng thời chợt lóe lên. Sau hai cái chớp động, đại bằng liền mang theo một cơn lốc màu xanh mênh mông hiện ra phía trên quái nga đang khu độc. Hai cánh mở ra, tiếng sấm nổi lên, thân thể mặt ngoài đại bằng trong nháy mắt hiện ra từng đạo kim hồ thô to, một đôi cự chảo màu vàng nhạt hung hăng chụp xuống. Quái nga phía dưới đột nhiên thân hình run lên, quái nhận sau lưng giống như loạn tiễn hướng lên không trung bắn nhanh mà đi. Tuy nhiên đại bằng đối mặt với vô số quái nhận bắn tới căn bản không thèm để ý tới, mà vẫn phi xuống với khí thế không chút suy giảm. Sau một trận đinh, len keng, đương loạn hưởng, tất cả quái nhận kích lên lông vũ của đại bằng đều bắn ngược trở lại, quái nhận nhìn, như sắc bén dị thường lại không có biện pháp thương tổn tới đại bằng mảy may. Việc này cũng không có gì kỳ quái, thân thể hàn lập nguyên bản đã cứng cỏi tới cực điểm, hơn nữa sau khi biến thân thành côn bằng thì thân thể còn mạnh mẽ hơn, vài phần nên tự nhiên không phải mấy đạo quái nhận sắc bén này có thể xâm phạm tới. Ngược lại một đôi lợi trảo lại dễ dàng hất hơn 10 đạo quái nhận ra đồng thời giống như lôi đình xuyên thủng thân hình quái Nga, nhưng chỉ thấy sau khi chảo mang hiện lên thì thân ảnh quái Nga tứ phân ngũ liệt, nhưng bên trong lại rỗng tuếch, bộ dáng không có một chút huyết nhục nào còn quái Nga chân chính lại quỷ dị biến mất, chỉ còn lại có một tầng da bạc ở lại tại chỗ. Thậm chí ngay cả viên châu màu xanh khu độc trước người vào lúc này, cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Bất quá là một cái hư ảnh mà thôi, đại bằng sừng sốt nhưng là, trong mắt la mang vội vàng đảo qua mọi nơi rồi lập tức hai cánh cuồng phiến vài cái, nhất thời trên người điện hồ giống như gió bão tản ra sau đó, chợt lóe lên ngưng tụ thành một đạo điện hồ thô to, sau khi chợt lóe lên cái nữa thì bắn ra. Theo đó là một tiếng gầm lớn. Kim hồ trong nháy mắt lập lòe trong phạm vi mấy trăm trượng, không ngừng nhảy lên như quỷ mị, chỉ trong một cái nháy mắt đã vượt qua khoảng cách xa như vậy. Một tiếng nổ lớn, kim hồ bay ra được hơn 50 trượng thì tại hư không bạo liệt nổ tung, vô số tia điện tinh tế nhảy nhót chớp động, rồi hóa thành một cái lưới thật lớn chụp xuống. Nhưng phía dưới bỗng nhiên hiện ánh sáng màu xanh rồi lưới kim sắc bị hất ra, mà dưới ánh lôi quang lóe ra phía dưới rõ ràng hiện ra một thân ảnh bị thương. Đúng là kim thiền thoát sắc quái Nga. Lúc này 2 phần 3 thân thể của nó đã biến thành màu tím đen, chỉ có lục quang lóe ra không chừng, chính là viên châu màu xanh kia vẫn giữ cho độc khí thủy trung bồi hồi bên dưới, không thể hoàn toàn xông lên đầu, mặt khác hai tay và đuôi tựa hồ đối với độc chất cũng có lực ngăn cản nhất định nên trong ánh lục quang chớp động vẫn chỉ hiện lên một tầng hắc khí như có như không mà thôi bất quá như thế cũng thấy quái vật này đang bị độc tố phát tác bộ dáng lung lay sắp đổ trách không được nó căn bản không dám cùng hàn lập tái giao thủ mà lập tức quyết đoán áp chế độc chất rồi lặng yên bỏ trốn mất dạng bất quá ngay cả nó có ẩn nặc thuật thần diệu thì cũng vô pháp giấu giếm được thanh minh linh mục của hàn lập nên một chút đã bị phát hiện ra nó vì ngăn cản ích tà thần lôi, nên không thể không kiên trì tái điều động pháp lực ngăn cản cho nên, vừa mới miên cưỡng ngăn chặn thần lôi, thì chất độc lập tức hùng hổ cuốn lên làm cho nó tái vô pháp ngăn chặn. Thanh sắc đại bằng sau khi bay ra khỏi hồ quang thì hai cánh chợt lóe lên, thân hình khổng lồ sau mấy cái chớp động thì đã đến chỗ quái nga hiện thân, hai mắt lạnh như băng từ trên không nhìn xuống. Tuy đại bằng do hàn lập biến thành không phải là chân linh côn bằng chân chính, nhưng bởi vì hắn có chân linh chi huyết, nên tự nhiên vẫn có chứa một cỗ khí thế cường đại, Phía dưới quái Nga thấy vậy, trong hai con mắt màu vàng rốt cục hiện lên một tia e ngại, bên ngoài thân thể có ánh sáng mở chợt lóe, bộ dáng muốn thi triển độn thuật đào tẩu. Nhưng đột nhiên có một tiếng hét lớn, rồi viên châu màu xanh trong miệng nó không hiểu sao lại thoát bay ra. Dị biến này làm cho hàn lập cùng quái Nga đều ngẩn ngơ, nhưng quái Nga lập tức phát ra một tiếng tiêm minh thê lương giỏi thân hình bộc phát, ra quang mang kỳ lạ trói mắt đồng thời cuồng trướng gấp mấy lần. Tại cái đầu cự mãng có quầng sáng mở chợt lóe, rồi một cái đầu sư tử lại quỷ dị hiện ra, Tiếp theo thân hình quái vật này vừa động, thần tình giữ tượng sông thẳng đến Hàn Lập, song trường quay cuồng, chảo mang đầy trời phát ra thanh âm suy suy xé gió, rồi hội tụ thành hai cái chảo ảnh thật lớn. Thiên địa nguyên khí trong vài dặm phụ cận hóa thành vô số quang điểm hiện lên, rồi ngay sau đó lại bị hai cự chảo nhất nhất hấp thu vào. Hai chảo ảnh cuồng trứng làm cho người ta có một loại cảm giác bị bao phủ quỷ dị, rồi hướng Hàn Lập chậm rãi chộp tới. Dưới trào ảnh, Hàn Lập chỉ cảm thấy vô luận chính mình trốn tránh, như thế nào cũng không thể ngăn cản được nên đồng tử không khỏi chợt co rụt lại. Đại bằng lập tức phát ra một tiếng thanh minh. Bên ngoài thân thanh quang vừa chuyển, đại bằng dĩ nhiên trong một công phu hô hấp, lại hóa thành một con khổng tước cả người đều được ngũ sắc linh quang bao bọc, mặc dù kích thước chỉ có tầm một trượng, nhưng cả người quang diễm giống như vật hữu hình rất chói mắt. Hàn lập dĩ nhiên thúc giục kinh chập quyết, một chút lại biến ảo thành ngũ sắc khổng tước, Mắt thấy Trào Ảnh kia quỷ dị như thế, Hàn Lập không biết vì sao dĩ nhiên theo bản năng lại bỗng nhiên biến ảo thành hình thái này, nhưng kết quả lại là một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Mắt thấy Trào Ảnh đánh lại, Linh Vũ trên người ngũ sắc khổng tước đột nhiên đồng thời bắn nhanh ra, trong nháy mắt đã dung nhập vào quang diễm bên ngoài thân. Nhất thời ngũ sắc linh quang một chút tăng vọt mấy chục lần sau đó, nghênh đón Trào Ảnh thật lớn đang cuồn cuộn ập tới. Từ xa nhìn lại giống như một đạo ngũ sắc quang hà bỗng nhiên di động đảo lưu cuốn tới. Hai đầu của quái nga vừa thấy thanh thế kinh người của Ngũ Sắc Khổng Tước cùng Ngũ Sắc Linh Quang, thì trong mắt nhất thời hiện lên biểu tình khó có thể tin. Bất quá, giờ phút này nó cũng căn bản không thể khống chế một kích của mình. Trong nháy mắt, chào ảnh thật lớn cùng Ngũ Sắc Quang Hà va chạm với nhau. Kết quả dĩ nhiên là vô thanh vô tức. Ngũ Sắc Linh Quang chợt hiện lên vài cái rồi chào ảnh thật lớn giống như bọt biển chìm xuống sông và cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Lúc trước khí thế kinh người như thế mà thoáng cái lại giống như là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng vì cẩn thận, Hàn Lập cũng không tiến mà lui lại phía sau, ngũ sắc linh quang bên ngoài thân chợt lóe lên, khổng tước quỳ lui ra xa hơn 20 trượng. Quái Nga sau một kích không có hiệu quả, thì lại cứ như vậy huyền phù tại chỗ không nhúc nhích. Hai cái đầu hung hăng nhìn Hàn Lập chằm chằm, biểu tình tràn ngập oán độc, nhưng ngay sau đó, độc khí màu tím đen lập tức tràn lên, hai cái đầu cũng một chút biến thành màu tím đen làm cho thân hình quái vật run lên, bốn mắt dần mất đi thần quang rồi lập tức phảng phất như không có xương mà rơi xuống mặt đất. Vào lúc này, Ngũ Sắc Khổng Tước vừa thu lại hai cánh, hình thể thu nhỏ lại mấy lần rồi một lần nữa biến ảo thành hình người. Tuy nhiên Hàn Lập vẫn huyền phù ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chỗ quái nga, không có ý tứ bay lại. Phanh một tiếng, thân hình tím đen của quái nga giống như bùn đất rơi xuống băng địa, không động đậy một chút nào nữa. Hàn lập nhíu mày, lúc này mới đưa một tay hướng vào hư không đánh ra một chảo. Phốc suy một tiếng, một cái ngân sắc hỏa cầu quỷ dị thoáng hiện ra. Đúng là phệ linh thiên hỏa ban đầu bị quái nga vây khốn. Chương 1552 trên không trung Hàn lập thấy thế thì không nói gì, hai tay bấm quyết, lục hỏa trên không đang dao động bay đi, thì chợt có hai đạo thanh ti từ trong hư không thoáng hiện ra thanh ti lập tức tản ra, trong nháy mắt đã đem hai luồng lục hỏa bao vây ở bên trong. Lục hỏa nhất thời không ngừng kêu lên thanh âm kỳ quái đồng thời dãy dụ ở, trong thanh ti muốn ra. Lúc này, trên không trung phụ cận đột nhiên có một cái thanh sắc tiểu đình quỷ dị hiện lên. Hàn lập trong mắt hàn mang trượt lóe dưng một tay điểm ra xa xa một cái. Ngân sắc hỏa điều nổ tung ra rồi hóa thành hai quả cầu lửa bắn đi. Sau hai tiếng phốc phốc, hai quả cầu lửa này đều đánh lên hai luồng lục hỏa đang bị nhốt bên trong, sau khi kêu lên hai tiếng tiêm minh thê lương, thì hai đạo lục hòa ở trong ngân diễm chợt lóe lên lục quang, rồi ngưng tụ thành hai cái đồ vật trông giống, như hai con ngươi nhìn vào Hàn Lập nhấp nháy mắt, trong đó tựa hồ có dị mang chớp động. Hàn Lập trong lòng dùng mình, thân hình cơ hồ theo bản năng trong nháy mắt biến mất không thấy. Tuy nhiên ngay sau đó, hai đạo lục hỏa này trong ngân quang đã biến thành hư ảo, hoàn toàn bị tiêu diệt trên thế gian này. Ở một chỗ khác cách đó hơn 10 trượng, thân hình Hàn Lập trong thanh quang thoáng hiện ra, hai mắt nhìn xuống phía dưới đồng thời trao mày, Tinh hồn của loại cao dai quái vật này tự nhiên là vật có chỗ hữu dụng lớn nhưng trong tình huống không biết rõ về đối phương thì hắn cũng không dám để cho chúng nó sống sót, để ngừa có cái gì hậu hoạn về sau. Về phần phương pháp sưu hồn luyện phách thì lại càng không thích hợp sử dụng cho tồn tại cao dai hơn mình, nếu miễn cưỡng thực hiện thì có thể bị phương pháp sưu hồn phản phệ. Bất quá quái vật kia có được hai cái tinh hồn độc lập thật sự làm cho hắn hơi có chút bất ngờ. Hơn nữa đồ vật cổ quái do tinh hồn biến ảo thành nọ tựa hồ cũng có chút quỷ dị, nhưng hắn đã cẩn thận kiểm tra qua thân thể chính mình, thì vẫn chưa phát hiện ra bất cứ sự dị thường nào. Xem ra loại đồ vật này, hẳn là chưa kịp phát động ra công kích nào thì đã bị phệ linh thiên hỏa diệt sát. Trong lòng sau khi cân nhắc như thế, hàn lập nhẹ thở ra một hơi đồng thời dơ một tay hướng ra xa vẫy một cái, tay áo bào run lên, nhất thời chẳng những ngân sắc hỏa diễm cùng hư thiên tử đình bay trở về, mà ngay cả nguyên từ thần sơn cùng 72 khẩu thanh trúc phong vân, kiếm cũng chợt lóe lên xuất hiện trước người rồi đều bị thu vào trong thân thể. Bên ngoài Hàn Lập lúc này thăng quang chợt lóe lên rồi người từ từ hạ xuống phía dưới. Hàn Lập cũng không biết ngay tại thời điểm hắn giết chết quái Nga đã dẫn tới dị biến tại một nơi rất xa dưới đáy biển sâu tối đen, trong một tòa cung điện được xây bằng ngọc trắng có một gian mật thất hắc ám nằm, ở nơi sâu nhất trong cung điện, trong mật thất có đặt một cái cổ đăng màu xanh cao chừng hai ba chục thước, phía trên có vô số đóa đăng diễm to nhỏ không đồng nhất chớp động không thôi. Đám đăng diễm này, cái lớn thì to cỡ quả trứng chim, nhỏ nhất cũng cỡ ngón tay cái. Mà ở phía trước cổ đăng này đang có một cái bóng người cao gầy ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Người này khẽ cúi đầu nên thân thể cùng khuôn mặt đều bị một cái áo tơi màu vàng nhạt bao lấy. Bề ngoài áo tơi có linh quang chớp động cùng với một ít phù văn cổ quái, ngay lúc Hàn Lập đem hai cái tinh hồn của quái Nga giết chết, thì một đóa đăng diễm trong cổ đăng bỗng nhiên lóe lên rồi tiêu biến. Bóng người khô gầy hắt xỉ một tiếng rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, hai luồng lục hỏa lóe sáng làm cho hình dáng người này hiện ra. Đây là một cái gương mặt bạch cốt khô lâu, nhưng trong hai hốc mắt lại có hai luồng lục hỏa sáng loè lòe, bộ dáng có vẻ cực kỳ quỷ dị. Khô lâu lắc lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổ đăng, trong mũi giống như phát ra một tiếng hư tức giận, rồi đột nhiên nó há mồm phun ra một đoàn hắc quang, đây rõ ràng là một cái ấn bốn mặt màu đen vật này trông sáng bóng dị thường nhưng phía trên có một con chân long màu đen quấn quanh ấn mấy vòng sau một loạt câu thần chú khó hiểu từ miệng khô lâu phát ra thì từ trong cái ấn có một mảnh quang hà bay cuộn ra rồi có một con vật lớn màu đen tuyển thật lớn theo đạo sáng mờ này rơi ra dưới ánh sáng mờ mờ cũng có thể nhìn thấy đây là một con thú dài chừng ba bốn trượng thân thể có màu xanh dị thường đầu giống như trâu quái thú này nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, nếu không phải ngực nó vẫn hơi phập phồng thì chỉ sợ kẻ nào nhìn thấy đều cho rằng, đây là một cái xác chết mà thôi. Khô lâu khẽ há mồm, một đoàn lục diễm to cỡ hạt đậu từ từ bay ra, sau khi trượt lóe lên thì tiến vào trong thân thể quái thú cái gì đó. Nhất thời thân hình nó vừa động, hồ quang trên thân thể đột nhiên sáng lên trói mắt. Sau một tiếng sét đánh, trên thân thể quái thú này, phát ra một đạo điện hồ rồi mượn thế dùng lôi độn biến mất. Mật thất một lần nữa trở nên hôn ám, lục diễm trong mắt khô lâu chợt lóe lên, ánh mắt một lần nữa lại rơi xuống cái cổ đăng đã tắt kia sau đó, dương một ngón tay nhằm vào hư không điểm một cái. Phanh một thanh âm trầm thấp phát ra, ngọn lửa đã tắt trong cổ đăng lại một lần nữa lóe lên, bất quá đăng diễm lúc này chỉ nhỏ như hạt đậu tương trông yếu ớt vô cùng, tự hồ có thể vụt tắt bất cứ lúc nào sau khi làm xong hết thảy mọi việc này trong mắt khô lâu lục hòa chớp động vài cái rồi nó lại ngoẹo đầu như suy nghĩ gì đó và đem ánh mắt rời khỏi cổ đăng nhưng ngay sau đó nó lại giương một ngón tay nhằm hư không trước người nhẹ nhàng điểm một cái không gian phía trước liền xuất hiện một cái vòng tròn trong nháy mắt vòng tròn xuất hiện không gian trở nên xáo động rồi huyễn hóa ra thành một cái gương ngân quang trói lọi quay tròn trước mặt khô lâu khô lâu há mồm phun ra một đoàn lục quang bắn lên gương nhất thời mặt gương linh quang đại phóng đồng thời trên mặt dần hiện ra một hình ảnh hình ảnh này rõ ràng dị thường, giống như là gần trong gang tấc, nhưng lại phảng phất như bị vật gì mông lung che đậy đi hơn phân nửa. Mỗi một hình ảnh xuất hiện đều hoàn toàn khác nhau, trong đó có rất nhiều hình người, cũng có yêu thú nhưng mỗi một hình ảnh đều lộ ra bộ dáng cực kỳ cường đại. Bỗng nhiên khô lâu dơ ngón tay chỉ vào gương một chút, đám hình ảnh đột nhiên ngưng trệ dừng lại bất động. Bên trong rõ ràng xuất hiện hình ảnh một thanh niên hai tay chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi, một thân thanh bảo, Không phải hàn lập thì còn là người phương nào, Khô lâu lạnh lùng nhìn hình ảnh Hàn Lập trong gương một hồi lâu sau đó, giống như tùy ý khoát tay một cái. Một tiếng vỡ răng rắc thanh thúy vang lên, cái gương từ từ vỡ vụn ra, rồi lập tức hóa thành nhiều điểm thanh quang hoàn toàn tiêu thất. Trong mắt khô lâu lục hỏa lại thiêu đốt lóe lên, trong chốc lát sau đó lại buồn bã tắt đi, đầu hơi cúi thấp xuống, thân ảnh rốt cục bất động. Đồng thời lúc đó thân hình Hàn Lập đã hạ xuống bên cạnh thi thể quái nga một lần, nữa đánh giá, Quái thú này là tồn tại cao dai như thế nên tự nhiên mọi thứ trên người nó đều là tài liệu cực kỳ quý hiếm. Bất quá ngoại trừ nội đan của nó, thì Hàn Lập cảm thấy hứng thú nhất vẫn là lớp vảy có thể ngưng tụ thành tiêu thuẫn, trong suốt cùng với một đôi cánh có thể biến ảo thành lưỡi dao sắc bén của quái Nga. Bất quá hiện tại không phải là thời điểm xử lý thi thể của nó. Hàn Lập đột nhiên rung tay, cái vòng chữ vật bắn ra, sau khi xoay quanh ở trên không một cái thì nhất thời phun ra một mảnh thanh hà, bị ánh sáng mờ bao phủ thi thể quái nga nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng bị cuốn vào trong vòng chữ vật sau khi làm tốt hết thảy việc này hàn lập thu hồi vòng chữ vật rồi nhìn mọi nơi một vòng sau khi không thấy gì cần lưu ý thì bên ngoài thân thanh quang đột khởi hóa thành một đạo thanh hồng hướng phía chân trời bay đi nhìn phương hướng thì không phải hắn đi ra ngoài mà lại tiếp tục nhằm chỗ sâu trong băng đảo nơi xuất hiện quái nga bay tới lúc này đây hàn lập không có phi hành bao lâu một lát công phu sau hàn lập đã lơ lửng trên không phía trên một khu kiến trúc đã sụp đổ hơn phân nửa kiến trúc này rộng chừng vài dặm các phòng ốc dưới ánh mặt trời lấp lóe không thôi tất cả đều là dùng hàn băng thi công mà thành bất quá trong hàn băng kiến trúc này ngoại trừ một ít vết máu cùng dấu vết bị tàn phá thì nơi nơi đều trống không tựa hồ tất cả mọi người đã bị quái nga kia đánh chết hàn lập nhướng mày hướng một chỗ nhìn như cung điện lớn nhất hạ xuống nhưng hai chân hắn vừa chạm đất thì bỗng nhiên thần sắc vừa động, ánh mắt bá một chút, hướng tới một tòa khác ở phụ cận nhìn như lầu các bình thường nhìn lại. Ai trốn ở nơi này, đi ra cho ta. Hàn lập thân hình một chút mơ hồ đã tới trước chỗ lầu các đồng thời, trong miệng lạnh lùng quát hỏi. Đại nhân tha mạng, chúng ta là người hầu của ngân sa cư sĩ. Một thanh âm run rẩy của nữ tử từ trong lầu các truyền ra sau đó, cánh cửa lầu các vốn đóng chặt được mở ra, từ bên trong có một đám nam nữ tuổi trẻ đi ra, những người này, vô luận là nam hay nữ đều thanh tú dị thường, nhưng bộ dáng phần lớn mới 16-17 tuổi. Cầm đầu là một nữ tử độ hơn 20 tuổi mặc áo bào trắng, sau khi vừa ra tới liền mang theo mười mấy tên nam nữ này, hướng về Hàn Lập Bái Hạ. Vẻ mặt bọn chúng có vẻ cực kỳ sợ hãi. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua trên người đám nam nữ này, thì trên mặt thoáng hiện lên một tia dị sắc. Những người này thoạt nhìn tựa hồ không khác gì người thường, tuy trên người lại không có chút pháp lực nào, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì liền phát hiện sự khác biệt trong đó đám nam nữ trẻ tuổi này ra thịt đều trong suốt dị thường đồng thời hàn khí mở mịt, hơn nữa cả đám cũng ăn mặc phong phanh dị thường, giống như không sợ băng tuyết trên đảo chút nào. Hàn lập nhướng mày đang muốn mở miệng hỏi gì đó, thì bỗng nhiên thần sắc vừa động quay đầu nhìn lại. Kết quả một lát sau, phía chân trời có linh quang chớp động, tùy theo lưỡng đạo kinh hồng chợt lóe lên bay đến, động tốc nhanh vô cùng, sau mấy cái chớp động thì đã đến không trung phụ cận. Sau khi hào quang chợt tắt thì hiện ra thân ảnh thon thả, đúng là thanh tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen, hai người vừa hạ xuống thì biểu tình đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Hàn tiền bối, ngươi lúc này ở đây, chẳng lẽ cự Nga kia đã bị ngươi? Thanh tiểu trần chờ hỏi, bộ dáng trên mặt có chút khó có thể tin. Thiếu phụ bên cạnh trong nháy mắt cũng ngừng thở ngưng thần lắng nghe. Ân, quái vật kia đã bị ta đánh chết. Hàn lập mỉm cười, cổ tay run lên. Ánh sáng mở chớp động rồi phanh một tiếng, thi thể quái Nga xuất hiện ở trên mặt đất. mươi 1553 nhị nữ sau khi thấy rõ thi thể thì tự nhiên đều cực kỳ mừng rỡ, Thanh tiểu thở ra một hơi hướng hàn lập thi lễ nói, may mắn có hàn tiền bối ra tay nếu không lúc này đây, hòa hô quần đảo chúng ta còn không biết bao nhiêu đồng đạo vẫn lạc. Không sai, ngay cả ngân sa cư sĩ cũng không phải là đối thủ của quái vật này, một khi nó đại khai sát giới với hải vực này thì khẳng định đây là đại kiếp nạn lớn nhất mà ta gặp phải. Đa tạ hàn tiên sinh đại triển thần thông trừ yêu nghiệt này. Thiếu phụ váy đen so với lúc trước càng cung kính hơn nói. Không có gì, quái vật kia mặc dù có vài phần khó giải quyết, nhưng may mắn công pháp của ta vừa lúc có vài phần khắc chế đối với nó. Bất quá con thú này không giống như là yêu thú trong biển, các ngươi có biết nó từ đâu mà đến không? Hàn lập lạnh nhạt hỏi. Cái này thì vãn bối cũng không biết. Nó cũng là lần đầu tiên xuất hiện nơi đây. Lúc ấy ta cùng mười mấy đạo hữu đang tụ tập ở đây, nhằm thương lượng cách đối phó với hải thú kia, thì quái Nga liền từ trong xương mù bên ngoài đảo lao ra, vì không kịp đề phòng nên rất nhiều đạo hữu tu vi không đủ lập tức bị tiếng giống của nó làm cho toàn thân vỡ ra mà chết nhưng may mắn lúc đó có ngân xa cư sĩ ra tay kiềm chế con thú một lát mới khiến cho non nửa người còn lại chạy thoát ra ngoài nếu không để nó toàn lực giống to thêm mấy tiếng thì chúng ta toàn quân vẫn lạc nơi đây cũng đều không có gì đáng ngạc nhiên hồi tưởng lại sự khủng bố của quái nga trên mặt thanh tiểu vẫn không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi nói Hàn Lập nhướng mày gật đầu sau đó xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa đã rơi vào đám nam nữ trẻ tuổi kia đồng thời hỏi, "Nhưng người này là người trên đảo phải không?" Thể chất thoạt nhìn tựa hồ có chút đặc thù nhưng cũng không phải người tu luyện. "Ha ha, đây là Hàn tinh tộc, tộc người này tuy rằng không thể khai thông thiên địa linh khí ai nấy đều thông minh dị thường, miệng có thể phun ra một ít hàn khí, lúc trước thành dung nhan thủy chung vẫn có thể bảo trì như lúc ban đầu. Chỉ tại khoảnh khắc chấm dứt thọ nguyên thì dung nhan mới hiện ra bộ dáng giả nua." đây là một tộc người có số lượng thành viên tương đối thưa thớt cả hoa hô quần đảo cũng bất quá có hơn vạn người bên cạnh đó do tộc này không thể sinh ra tu luyện giả nên bình thường đều phải dự vào các tộc cường đại khác để được che chở bọn hàn tinh tộc này là đang dựa vào ngân sa cư sĩ bình thường làm người hầu cho hắn thiếu phụ váy đen giải thích bất quá hiện tại ngân sa cư sĩ đã chết chỉ sợ bọn hắn lại phải một lần nữa đi tìm nơi dựa dẫm thanh tiểu thở dài một tiếng tự hồ đối với đám người hàn tinh tộc này có chút thương tiếc nga tộc người này có chút kỳ lạ hàn lập lần đầu tiên nghe nói về dị tộc như thế nên không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn đám nam nữ đó đánh giá lại mấy lần mà đám nam nữ trẻ tuổi này sau khi nghe được lời của nhị nữ thì dưới sự dẫn dắt của nữ tử cầm đầu không ngừng hướng về phía ba người dập đầu bái ngưỡng như thế nào hay là các ngươi tính toán bái là môn hạ của hàn tiên sinh để được che chở nếu thật sự như thế hàn tiên sinh không ngại đem bọn họ nhận lấy tộc người này là lựa chọn tốt nhất để làm người hầu vô luận là chăm sóc động thủ hay là quản dược viên bọn họ đều có chỗ độc đáo thiếu phụ váy đen tự hồ nhìn ra cái gì thản nhiên nói nga các nàng còn biết bồi dục linh dược hàn lập nghe được lời này thì thật sự có chút bất ngờ không chỉ là biết cho dù là thượng tộc tu luyện giả bình thường trên phương diện bồi dục linh dược có thể nói là còn kém xa các nàng mà những người này có thể đi theo ngân xa cư sĩ tự nhiên đều là những người ưu tú nhất trong tộc nếu thả ra bên ngoài, nói không chừng sẽ có một số lớn thượng tộc tiến hành tranh đoạt. Thanh tiểu cũng mỉm cười nói. Đáng tiếc, ta luôn luôn độc hành nên cũng không thích có người bên cạnh. Nhị vị đạo hữu nếu thích thì cứ tự tiện thu nhận là được. Hàn lập không lưỡng lự lắc đầu nói. Ân, nếu hàn tiền bối nói như thế thì bọn vãn bối cũng không khách khí. Động phủ của vãn bối đang thiếu những người như vậy. Thanh muội muội, hai người chúng ta chia đều đám hàn tinh tộc này nhé. Thiếu phụ váy đen hấp hay đôi mắt đẹp cười dài nhìn thanh tiểu nói, ta đã có không ít người hầu. Tỷ tỷ nếu thích thì cứ thu nhận lấy. Thanh tiểu có vẻ hào phòng dị thường, lơ đễnh trả lời. Thiếu phụ váy đen vừa nghe được thì cũng không khách khí nữ, liền hỏi đám hàn tinh tộc nhân này có nguyện ý đi cùng nàng hay không. Đám hàn tinh tộc nhân này, chính mắt thấy chủ nhân vẫn lạc nên đối với lời mời của thiếu phụ, thì tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, lúc này đều cung kính vội vàng đáp ứng. Tiếp theo đó, dưới sự phan phó của thiếu phụ bắt đầu đem tòa băng điện lớn nhất thu thập một chút, rồi thỉnh ba người hàn lập đi vào hàn tiên sinh sau đây ngài có tính toán gì không con có ý định đánh chết đầu hải thú kia không sau khi yên vị thanh tiểu liền mở miệng hỏi ân nếu đã đến thì ta tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nói cái gì cũng muốn ra tay một lần xem sao hàn lập ngồi ở giữa nhị nữ bình tĩnh trả lời hai người thanh tiểu nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau như thế nào chẳng lẽ nhị vị cảm thấy hàn mỗ không thể làm được việc này hàn lập khẽ nhíu mày thản nhiên hỏi ngược lại lấy thần thông của tiền bối đánh chết quái Nga, thì như thế nào lại không thể đánh chết đầu hải thú kia nhưng Hàn Tiên Sinh không biết, trước kia chúng ta sở dĩ có thể truy tung ra đầu hải thú kia hơn, phần nửa là phải dựa vào đầu ngân quang thú của ngân sa cư sĩ. Hiện tại linh thú này cùng ngân sa, cư sĩ đã vẫn lạc nên muốn tìm được đầu hải thú kia thì chỉ sợ là, không phải việc đơn giản. Thiếu phụ váy đen vội mở miệng giải thích nói, có việc như vậy sao? Đầu ngân quang sa thú kia làm như thế nào mà tìm được hải thú, Hàn lập ngần ra, sau khi trầm ngâm một lúc thì lập tức hỏi. Cái này ta có nghe ngân xa cư sĩ nói qua, tự hồ đầu ngân quang xa trời sinh đã có một loại thần thông truy tung thần bí, chỉ cần cho nó thấy qua một lần thì chỉ cần ở trong vòng ngàn dặm là có thể cảm ứng được sự tồn tại, từ đó chậm rãi tìm kiếm được. Trước kia chúng ta đều tới chỗ hải vực, mà hải thú xuất hiện lần trước sau đó để cho ngân quang xa, dẫn đường thì mới có thể tra ra được chỗ hải thú ẩn thân. Thanh tiểu thần sắc ngưng trọng tiếp lời nói. Nếu thật sự là như thế thì đích xác có chút phiền phức xem ra ta phải đi một mình đến chỗ hải thú xuất hiện để thử thời vận một lần hàn lập nhíu mày một cái nói tiên sinh nếu vẫn nhất quyết muốn đi tìm con thú này thì không bằng chờ thêm một thời gian nữa lúc trước các đồng đạo tụ tập ở lam hồ đảo hẳn là vẫn còn một số người thoát được hơn nữa vẫn còn có rất nhiều người chưa kịp chạy tới đây nếu có thể phát động nhiều nhân thủ cùng nhau tìm kiếm thì so với một mình tiền bối có thể dễ dàng hơn thiếu phụ váy đen đề nghị nói cái này thì chỉ sợ là không cần thiết ta nhớ rõ tú đạo hữu đã nói qua đầu hải thú kia thần thông cũng không kém nếu chia nhau ra đi tìm kiếm thì chỉ sợ rất khó cuốn lấy con thú này nhưng nếu hành động thì khả năng tìm được sinh tâm oán hận nếu là như vậy mà nói thì không bằng hàn mỗ chính mình hành động về phần những người khác nếu là nguyện ý thì tốt nhất còn nếu không muốn thì hàn mỗ cũng sẽ không miễn cưỡng hàn lập nhếch miệng để lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết cười nói nghe hàn lập nói như thế nhị nữ tự nhiên không nói cái gì nữa Hàn Mỗ nếu vạn nhất may mắn đoạt được Không Vân Tinh, thì hy vọng nhị vị đạo hữu trợ giúp ta chữa trị truyền tống pháp trận. Tiền bối yên tâm, chỉ cần có Không Vân Tinh kia, thì việc chữa trị truyền tống trận cứ giao cho ta cùng Thanh Muội Muội." Thiếu phụ váy đen thản nhiên cười nói. Thanh tiểu cũng đồng dạng hứa hẹn. Đối với thái độ của nhị nữ này, Hàn Lập tự nhiên thập phần vừa lòng gật đầu. Chuyện kế tiếp đơn giản hơn, Hàn Lập hỏi kỹ nhị nữ về nơi hải thú xuất hiện lần trước, cùng phương pháp liên hệ rồi liền hóa thành một đạo thanh hồng bay mất. Thanh tiểu cùng thiếu phụ váy đen đều ra cửa đại điện tiễn hắn, đứng trên mặt đất nhìn thanh sắc độn quang biến mất phía chân trời, mà thần sắc hai người hoàn toàn khác nhau. Ta đến bây giờ vẫn không thể tin tưởng hàn tiền bối, vậy mà lại đánh chết được đầu quái Nga kia. Phải biết rằng tu vi của người này thoạt nhìn bất quá là bằng ngân xa, cư sĩ nhưng ngân xa cư sĩ căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Thiếu phụ váy đen thì thào nói, hàn tiên sinh không phải đã nói rồi sao, thần thông của hắn vừa lúc khắc chế được quái Nga, cho nên mới có thể đánh chết được quái vật này, Thanh tiểu im lặng một chút, khẩu khí có chút khác thường trả lời. "Thanh muội muội, loại việc lấy cớ này ngươi cũng hoàn toàn tin tưởng sao? Ít nhất là ta không quá tin tưởng, quái nga không chỉ có quỷ dị thần thông, mà chỉ riêng một thân yêu lực thâm hậu đã có thể so sánh với thượng tộc cửu giai cảnh giới. Đây chính là sự chênh lệch ước chừng hai giai đó a, à, không phải một câu thần thông khắc chế là có thể dễ dàng bỏ qua." Thiếu phụ váy đen tựa như cười như không nói, "Tỷ tỷ rốt cuộc muốn nói cái gì?" Thanh tiểu thở dài một hơi nói, không có gì, thanh muội muội đến bây giờ vẫn còn chưa có đạo lữ song tu sao, vị Hàn tiên sinh thần thông như thế còn gì nữa, đây chính là lựa chọn rất tốt. Nếu muội muội cảm thấy không thích hợp thì tỷ tỷ ta sẽ không khách khí đâu." Thiếu phụ váy đen cười lên khanh khách nói. "Tỷ tỷ nói gì cơ, ta bất quá cùng Hàn tiên sinh mới gặp nhau hai lần mà thôi, như thế nào lại có loại suy nghĩ này?" Gương mặt như ngọc của thanh tiểu trong nháy mắt đỏ hồng lên, trong miệng giận dữ nói, "Cái này thì có gì đâu?" Nếu ta không nhớ lầm, thì Thanh Muội muội đã dừng lại ở ngũ giai cảnh giới không ít năm. Nếu có thể cùng một vị thần thông lớn như thế kết thành đạo lữ, mượn lực song tu thì hẳn là có thể rất dễ dàng đột phá được cảnh giới này. Về phần cùng Hàn Tiên sinh chưa quen thuộc thì đâu có quan hệ gì. Chỉ cần hắn một ngày chưa rời phiến hải vực này đi là có thể gặp nhau nhiều lần. Lấy tài sắc của muội muội ta tin rằng người này không thể không động tâm. Thiếu phụ váy đen che miệng vui cười nói, "Tỷ tỷ đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa." Hàn tiên sinh sớm muộn gì cũng sẽ trở lại đại hỏa lục, làm sao có thể ở lại đây với chúng ta. Hơn nữa nói không chừng người ta sớm đã có đạo hữu song tu. Vẻ đỏ ửng trên mặt thanh tiểu rốt cục tan đi, khôi phục vài phần chấn định nói. Nga, như thế cũng là vấn đề. Bắt quá đầu hải thú kia rào hoạt như thế, ẩn hiện trong hải vực rộng lớn như thế nên không dễ dàng tìm được, mà đánh chết như vậy. Chỉ cần một ngày hắn chưa thể chữa trị được truyền tống trận, thì tự nhiên cũng chỉ có thể ở lại hòa hô quần đảo chúng ta, như thế thì việc Hàn Tiên sinh trước kia đã có đạo lữ, song tu hay không thì có gì khác nhau đâu? Thiếu phụ lắc đầu liên tục nói. Lúc này đây, Thanh Tiểu nghe vậy nhưng không có tiếp lời, chỉ ngẩng đầu hướng về phía chân trời nơi Hàn lập biến mất nước mắt một cái, trong miệng cơ hồ phát ra tiếng thở dài khó có thể phát hiện ra. Chương 1554 hơn hai tháng sau, tại một nơi trên mặt biển có một đạo thanh quang đang chậm rãi phi hành. Bỗng nhiên từ dưới mặt biển có một đạo thanh quang đang chậm rãi phi hành. Bỗng nhiên từ dưới mặt biển có một tiếng thú giống chuyển lên, tùy theo từ mặt biển nổi lên một con sóng lớn cao hơn 10 trượng, lướt theo cơn sóng đó là một con quái ngư một sừng cả người đen thui. Cái mồm tràn đầy răng nanh của nó hung hăng nhằm thanh quang táp một cái, bộ dáng tính toán đem thanh quang nuốt vào trong bụng. Thanh quang bỗng nhiên đại phóng rồi xoay quanh một cái, lấy tốc độ so với trước nhanh gấp mấy lần mà quỷ dị lướt ra xa xa biến mất, rồi hiện ra cách đó, vài chục trượng. Quái ngư cắn vào hư không nhưng lại lập tức vẫy đuôi một cái, rồi liền chuyển hướng quay đầu đánh tới mà đúng lúc này, trong thanh quang có tiếng thanh minh nổi lên, hơn 10 đạo thanh ti chợt lóe lên vây quanh quái ngư một vòng. Con hải thú thể tích không nhỏ này lập tức biến thành vô số mảnh vụn, một đám huyết nhục hỗn loạn nhanh chóng chìm, xuống đáy biển đồng thời khí tức huyết tanh từ từ lan ra mặt biển xung quanh. Hơn chục đạo thanh ti chợt lóe lên quay về mà thanh quang, thì lại khôi phục lại như lúc ban đầu, độn tốc từ từ đi tới, trong thanh quang là một gã thiếu niên hơn 20 tuổi đang thong dong đứng, trên một thanh cự kiếm dài hơn chục trượng, biểu tình thản nhiên dị thường. Đây đúng là Hàn Lập đã quần thảo hải vực nơi đầu hải, thu kia thường lui tới mất hơn 10 ngày. Tuy thời gian tiến vào hải vực này, không dài nhưng Hàn Lập đã cảm thấy việc tìm được đầu hải thú, trong truyền thuyết kia thực sự là một loại công việc tìm kim đáy bể. Mấy ngày nay, hắn ngoại trừ việc chém giết mấy đầu quái ngư bình thường không biết tốt xấu kia, thì đều không có chút manh mối nào về con hải thú kia, Bất quá cũng may phiến hải vực này rất nhiều đảo lớn nhỏ khác nhau, nhỏ thì chừng một dặm, lớn thì hơn 10 dặm cho nên Hàn Lập không sợ tiêu hao linh lực, cứ cách một đoạn thời gian lại tùy tiện tìm một nơi yên ổn ngồi, xuống đà tọa một hai ngày là pháp lực lại hồi phục, như lúc ban đầu. Đương nhiên trong thời gian này Hàn Lập cũng không chỉ tính toán là đi tìm kiếm đầu hải thú kia. Nếu có thể nhìn thấu qua thân thể hắn thì có thể phát hiện ra bên trong đan điển, Nguyên Anh thứ hai hai tay đang ôm một cái tiểu thuẫn trong suốt dài chừng một tấc, miệng không ngừng phun anh hỏa để bồi luyện pháp lực trên người hàn lập thật ra có hơn phân nửa đang dùng cho việc này đây là vật mà hắn thu được thì phân giải thi thể quái nga kia sau khi phân giải hắn thu được đến hơn trăm cái vảy trong suốt cùng một ít tài liệu khác mà luyện chế thành một cái tinh lân tiểu thuẫn tài liệu luyện chế tiểu thuẫn này tuy rằng không quá phức tạp nhưng là bởi vì sử dụng tài liệu đặc thù nên ngoại trừ cứng rắn dị thường ra thì vẫn kế thừa được hơn phân nửa pháp thuật kiếm quang bẻ cong không gian cùng thiên phú thần thông của quái nga điều này làm cho hàn lập mừng rỡ không thôi sau khi do dự một chút thì Hàn Lập đem bảo vật này, tích huyết mà luyện chế thành một kiện bảo vật hộ mệnh của mình. Ngoại trừ cái đó ra, Hàn Lập còn sử dụng đôi cánh của quái Nga chia ra luyện chế được 360 khẩu đại phi đao, mỗi khẩu dài chừng một tấc và đều sắc bén dị thường, đủ có thể dễ dàng phá vỡ chiến giáp bình thường nhưng đáng tiếc chính là, điều Hàn Lập tối hy vọng là yêu đan thì đã vỡ nát. Hắn đã chăm đường tìm tòi sự ảo diệu, trong tiếng giống của quái Nga khiến cho máu huyết của tu sĩ sôi trào lên, dù sao âm ba công kích bình thường vô luận, như thế nào cũng không thể làm cho chân linh chi huyết trong cơ thể sinh ra dị biến như thế. Mà cứ tưởng tượng đến việc như vậy trong lòng hàn lập lại có chút bất an. Ai biết kinh chập thập nhị quyết của hắn có nhược điểm gì mà hắn không biết hay không? Vạn nhất mà đụng tới thần thông cùng loại của quái Nga thì có thể xuất hiện tình hình đồng dạng hay không? Hàn lập vừa suy nghĩ vừa đưa ánh mắt tàn mạn nhìn xung quanh, thần niệm thỉnh thoảng lại thả ra tìm tòi từ trên mặt biển tới đáy biển, Dựa theo lời của hai người thanh tiểu thì đầu hải thú kia, trong gần trăm năm trở lại đây vẫn qua lại phiến hải vực này. Chỉ cần hắn tốn chút thời gian thì hy vọng có thể đụng chạm với nó. Mấu chốt là con thú này có một loại thần thông chạy trốn cực kỳ lợi hại, nên thật sự rất khó giết chết. Bất quá hắn nếu đã đến đây, thì tự nhiên từ lâu đã suy nghĩ kỹ về đối sách cùng phương pháp truy đuổi, bản thân tự hỏi ít nhất cũng có 8-9 phần nắm chắc. Hàn lập đứng trên mặt biển mênh mông vô bờ đào mắt nhìn quanh, lông mày lơ đáng khẽ nhíu một chút, ở đáy biển phụ cận lại xuất hiện loại quái ngư cấp tháp này, thì đầu cự kình hải thú kia hơn phân nửa sẽ không sống ở gần đây. Thầm nghĩ như thế, linh quang dưới chân hàn lập chợt lóe lên, độn tốc của thanh hồng nhanh hơn mấy lần hướng phía chân trời xa xa bắn nhanh đi. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua. Cứ mỗi tháng hàn lập lại tìm một cái đảo nhỏ ngồi nghỉ ngơi mấy ngày, chờ pháp lực khôi phục rồi lại rời đi tiếp tục điều tra. Kết quả là hải vực phụ cận không ít hải thú đã ngã xuống, con nào chủ động công kích thì tự nhiên đều bị hàn lập dễ dàng giết chết còn con nào có chút linh trí chủ động tránh đi hàn lập sau khi tra xét rõ ràng không phải là mục tiêu muốn tìm thì cũng không làm khó dễ cái gì tùy ý để chúng nó rời đi kể từ đó hàn lập tuy rằng vẫn không tìm được mục tiêu nhưng những nơi có quan hệ tới con thú này thì đã đảo qua đảo lại mấy lần thậm chí một ngày nọ hắn còn tìm được một tấm da hải thú lớn trong một cái động lớn dưới đáy biển tấm da thú này cứng cỏi dị thường và cũng là tài liệu luyện khí hiếm có tuy nhiên hàn lập không đem cái này dùng để luyện chế chiến giáp gì đó vì ra thú này ngay cả có cứng cỏi thì tuyệt không thể so sánh với thân thể của hắn hắn dùng ra con thú này luyện chế được một ít linh phù bao gồm một bộ cựu cung thiên kiền phù mấy tấm giáp nguyên phù cùng thái nhất hóa thanh phù trên tấm kim khuyết ngọc thư tàn trang kia có ghi lại nhiều loại phù lục nhưng cũng chỉ có thiên qua phù kia là không thể luyện chế được sau khi hàn lập tiến giai lên luyện hư kỳ có thể nắm thiên địa nguyên khí trong tay thì tựa hồ đã mở ra cơ duyên nào đó mà đối với việc luyện chế thiên qua phù thật sự có một chút linh cảm đương nhiên muốn thực sự đem phù lục này luyện chế thành công thì tự nhiên là còn mất không biết bao nhiêu năm tháng nữa thời gian trôi qua nhanh hàn lập bất chi bất giác đã lang thang ở hải vực này mấy năm hắn thật sự cũng không gấp vốn vừa mới tiến giai lên luyện hư kỳ không lâu hắn còn có rất nhiều thứ cần phải chậm rãi tìm hiểu lĩnh hội. Những năm gần đây tuy không thể tu luyện pháp lực, nhưng về phương diện lĩnh ngộ công pháp cùng thần thông, thì lại có nhiều thu hoạch. Một ngày, Hàn Lập vẫn giống như lúc trước, vừa chậm rãi phi hành trên mặt biển vừa yên lặng tìm hiểu cái gì đó, thì bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu quái dị từ xa truyền tới. Hàn lập nguyên bản trên mặt vẫn thản nhiên lúc này tinh thần liền rung lên, hai mắt la mang đại phóng hướng ra phía xa xa nhìn đi. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh hỉ. Cuối cũng đã tìm được con thú này, bất quá yêu thú đang cùng nó động thủ là loại yêu thú gì, Hàn Lập tự hỏi rồi lập tức tăng tốc độn quang, hóa thành một cây thanh ti hướng về phía trước bắn nhanh đi. Sau mấy cái chớp động, đạo thanh hồng trong tiếng xé gió đã hiện ra cách đó mấy trăm trượng, chớp động một cái nữa thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Tại một hòn đảo nhỏ cách đó mấy trăm dặm, bầu trời u ám, sóng ba đào mãnh liệt do hai con quái vật lớn đang giằng co với nhau. Trong đó có một con thân thể dài hơn 200 trượng, hơn phân nửa thân mình đang dựa vào phiến đá ngầm thật lớn, toàn thân ngạnh giáp bóng loáng trong suốt, đúng là một con tôm lớn toàn thân màu huyết hồng mà cách đó không xa trên mặt biển đang có một con hải thú trôi nổi làm hình thể, của nó giống cá voi nhưng còn lớn hơn con cự tôm kia vài lần. Sở dĩ nói giống cá voi vì thân hình cùng cái đuôi của quái vật này đều giống như cự kình bình thường, cái khác duy nhất là trên đầu hải thú này có rất nhiều vảy, phía trên đầu lại có một cái sừng màu vàng cùng một đôi xúc tua thật dài, dĩ nhiên có bảy tán phần giống như đầu rồng. Hai con cự thú đứng cách xa mà nhìn nhau, cự tôm kia trong miệng không ngừng phát ra tiếng giống kỳ quái nửa thân ghé vào đá ngầm gây ra sóng gió mây đen u ám trên đầu cùng sóng biển phụ cận là do con thú này gọi về thanh thế cực kỳ lớn mà cự kình đối diện lại dựa theo sóng gió mà phiêu động không phát ra thanh âm nào giống như u linh chỉ dùng một đôi mắt quái dị gắt gao nhìn chằm chằm vào huyết hồng cự tôm nhưng trong ánh mắt lại chớp động đầy vẻ tham lam nhất động nhất tĩnh của hai con này lại làm cho người ta cảm giác cự tôm mặc dù có khí thế hơn xa đối phương nhưng bộ dáng lại như dần dần bị áp chế bỗng nhiên cự kình kia hai mắt vừa động, có chút kinh nghi hướng lên không trung liếc mắt một cái. Kết quả một lát sau, bầu trời không xa có linh quang chợt lóe lên, một cây thanh ti lấy tốc độ bất khả tư nghị đang bắn nhanh đến, chỉ sau mấy cái chớp động đã liền đến phụ cận đồng thời, lại không có ý tứ che giấu độn quang chút nào. Lần này, chẳng những cụ kinh hải thú mà ngay cả huyết tôm cũng cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên, kết quả thanh quang chợt tắt thân hình hàn lập như quỷ mị hiện ra trên bầu trời giữa hai con cự thú mặt không chút thay đổi nhìn xuống hai đầu cự thú phía dưới đánh giá một phen không sai quả nhiên là con thú này g dĩ nhiên còn có một đầu huyết diễm tôm hảo tốt lắm xem ra chuyến đi này của ta không tệ hàn lập nhìn vài lần trong miệng liền phát ra thanh âm thì thao hưng phấn tiếp theo đột nhiên hai tay áo bào của hắn đồng thời run lên nhất thời từ trong miệng có tiếng thanh minh vang lên, hơn 10 khẩu thanh tiểu kiếm hướng cự kình hải thú bắn nhanh tới, chỉ thấy lóe lên thì đã đồng thời nhập vào trong hư không không thấy bóng dáng. Từ một ống tay áo khác lại có một cái bóng đen bắn ra, sau khi đón gió, thì liền lập tức hóa thành một tòa cự sơn đen tuyển nhằm huyết tôm trực tiếp ép xuống. Tiếp theo hàn lập hai tay bắt quyết trên người kim quang đại phóng, bỗng nhiên kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra, nhất thời có mấy tiếng phốc phốc phát ra, sáu cái cột sáng màu vàng phun, trong đó ba cái đồng thời đánh về phía huyết tôm, ba cái đánh về phía cự kình hải thú. Hàn lập dĩ nhiên đồng thời ra tay với cả hai con hải thú, hơn nữa vừa ra tay liền lấy thế lôi đình mà đánh, một chút ý tứ lưu thủ cũng không có. Dưới tình huống hàn lập toàn lực vận chuyển phạm thánh chân ma công, tốc độ của kim quang cực nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ thấy kim quang chợt lóe lên rồi đã tới trước người hai đầu hải thú. Hai cự thú cả kinh, một con há mồm phun ra một đoàn lam quang, một con khác thì bên ngoài thân thể huyết quang lưu chuyển, rồi lập tức toát ra huyết quang diễm hơn trượng, đem toàn thân bảo hộ nghiêm mật. Bang bang, vài tiếng động trầm đục truyền ra, ba đạo kim quang vừa cùng lam quang tiếp xúc, thì lập tức đem lam quang đánh cho tán loạn, sau khi lóe lên cái nữa thì đánh sâu vào thân thể cự kình. Nhất thời một tiếng kêu gào bén nhọn từ trong miệng cự thú phát ra, bên ngoài thân thể lam quang chợt lóe, rồi lập tức hiện ra ba cái lỗ máu to bằng cánh tay, đại lượng máu huyết phun ra như suối, bộ dáng căn bản không thể cầm được. Chương 1555 cự kinh hải thú thấy vậy trong lòng cực kỳ hoảng hốt. Lam quang nó phun ra lúc trước thoạt nhìn như không có gì đáng chú ý, nhưng đó là một loại hộ thân thần thông thu thập quỷ tinh trong nước mà tu luyện ra, uy lực thật lớn, trước kia không biết đã cứu mạng nó bao nhiêu lần thế nhưng hiện giờ lại bị bao đạo kim quang này dễ dàng một kích, ma tán như thế làm cho trong lòng nó giật mình, nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Tuy nhiên thương tổn do kim quang này tạo thành đối với nó thực ra chưa đủ khiến nó để vào trong mắt. Thân hình phẳng phất như quả núi nhỏ của nó chỉ nhoáng lên một cái, thì mặt biển xung quanh đã dấy lên một trận sóng lớn mãnh liệt, tiếp theo từ trong nước biển lập tức bay vụt ra vô số điểm sáng màu xanh, trong nháy mắt nhập vào miệng vết thương. Tiếp theo linh quang chợt lóe lên, vết thương bị xuyên thủng lập tức hồi phục như lúc ban đầu, Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt hơi hơi nhíu lại. Bên kia, ba đạo cột sáng màu vàng đồng dạng chợt lóe lên rồi chui vào trong huyết sắc quang diễm. Mặc dù dễ dàng tiến vào trong quang diễm, nhưng sau khi đánh lên lớp vỏ cứng rắn của con tôm lớn thì chỉ thấy huyết quang chợt lóe lên, cột sáng không hiểu sao đột nhiên bị nhỏ đi rất nhiều, uy lực giảm đi quá nửa. Phanh phanh phanh, ba tiếng vang trầm đục truyền ra, thân hình con tôm lớn chấn động rồi liền bị đánh bay ra ngoài trên vỏ của nó hiện ba vết lõm sâu đến cả tấc, nhưng vẫn không có bị quang trụ màu vàng xuyên thủng. Hàn lập nhìn thấy cảnh này thì trong lòng rất kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục như thường, mà hắc sắc tiểu sơn theo sau lúc này đã áp sát con tôm lớn. Lớp huyết quang phía ngoài con tôm lớn đại phóng rồi lớn lên gấp mấy lần, nó dụng lực hướng lên trên, bộ dáng tính toán dựa vào lực lượng thân thể để đón đỡ nguyên, từ thần sơn đang hạ xuống. Cũng khó trách con tôm này lại lớn mật như thế, lấy thân mình khổng lồ dài chừng 200 trượng đối mặt với một cái tiểu sơn cao hơn, trăm trượng thì đích sách nhìn như là có thể một kích đánh bại. Tuy nhiên con tôm lớn nhìn như căn phòng lớn vừa tiếp xúc với hắc sắc tiểu sơn, thì mặt ngoài tiểu sơn trượt hiện ra quang mang màu xám kỳ lạ, rồi nhất thời có hai tiếng kêu răng rắc truyền đến. Con tôm kia run lên một cái rồi đã lập tức bị ép bẹp xuống. Các bộ phận của nó tất tất bị vỡ vụn ra, tuy nhiên thế rơi của hắc sắc tiểu sơn vẫn chưa dừng lại sau khi phát ra một tiếng nổ ẩm ẩm đã đem con tôm ép xuống phiến đá ngầm mà cả khối đá ngầm dưới sức ép kinh khủng này cũng run lên rồi lún xuống mấy trượng mặc cho con tôm lớn phát ra tiếng giống kinh sợ dị thường ánh sáng xanh ngoài thân thể liều mạng chớp lên nhưng hắc tiểu sơn không chút lay động giống như nó cùng phiến đá ngầm là một thể cự tôm mới đối mặt với hàn lập đã lập tức bị trấn trụ không thể thoát thân con hải thú kia thoáng nhìn thấy một màn này, thì trong mắt chợt lóe lộ ra một tia sợ hãi, lúc này không hề trần chờ, cái đuôi lớn đột nhiên vỗ lên mặt biển. Mặt biển phụ cận quay cuồng một trận rồi có hai tiếng phốc phốc phát ra, vô số thủy thương dài hơn một trượng, giống như mũi tên từ trong biển ào ào bay ra nhằm thẳng hàn lập bay đến. Lam mang rậm rạp giống như bạo phong mưa rào phô thiên cái địa mà đến, Cùng lúc đó, từ trong biển phụ cận có vô số điểm sáng màu xanh bay ra đem thân hình khổng lồ của hải thú bao bọc ở trong đó rồi bắt đầu chợt lấp lóe không ngừng. Con thú này rào hoạt dị thường, thấy hàn lập khí thế rào rạt, tu vi tự hồ không thấp nên sau khi đánh ra một chiêu, thì liền tính toán thi triển độn thuận trốn chạy. Hàn lập nhìn thấy trong mắt con thú này, lộ ra một tia khác thường thì bỗng nhiên tay áo bào hướng về trước người vung lên. Một tảng lớn ánh sáng màu xám hiện lên, rồi hình thành một cái quầng sáng màu xám rộng vài trượng quầng sáng này quay tròn một vòng vô số thủy thương bắn tới nhất thời đều lao vào trong đó rồi biến mất không thấy bóng dáng nguyên từ thần quang chuyên khắc ngũ hành thuật nên việc xua tan đám thủy thương này đối với hàn lập mà nói là việc rất dễ dàng hàn lập căn bản không thèm nhìn đám thủy thương này mà thủy trung vẫn nhìn chằm chằm vào con hải thú lúc này bên ngoài thân thể lam quang đại phóng ai cũng không biết lúc hắn thi triển nguyên từ thần quang thì trong lòng đồng thời lặng yên thúc giục kiếm quyết mắt thấy thân thể cự kình hải thú bắt đầu trở nên mơ hồ rõ ràng là muốn bỏ chạy Xung quanh hải thú này, trong vòng mấy trăm trượng, đột nhiên hiện ra một đoàn linh quang màu xanh, sau khi lóe lên, thì biến ảo thành 72 đóa liên hoa màu xanh to cỡ nắm tay. Đám liên hoa này mơ hồ đi một chút rồi lại huyễn hóa mấy trăm đóa. Thanh liên quay tròn vừa chuyển rồi từ trong đó bay ra một luồng sáng mờ màu xanh, trong nháy mắt liên kết một mạch hình thành một quần sáng màu xanh. Một cỗ mộc linh khí cực kỳ nồng đậm trong nháy mắt từ trong quần sáng hiện ra, một chút đã đem cự kình hải thú bao vây ở trong đó. Hết thảy việc này đều hình thành trong phút chốc, nhưng hải thú này nếu có thể nhiều lần thoát khỏi sự truy sát của ngoại tộc thì tự nhiên là linh trí cực cao. Nó vừa thấy cảnh này, tự nhiên biết là bất diệu, con mắt màu bạc vừa động, lam quang bên ngoài thân lập tức vỡ toát ra rồi biến thành một đoàn linh quang chói mắt. Tiếp theo nhoáng lên một cái, thân hình khổng lồ của nó liền tiêu tán trong quang đoàn đồng thời ngay sau đó, một bên quần sáng màu xanh mênh mông bỗng nhiên phát ra một đoàn lam mang chói mắt, tiếp theo là một tiếng gầm nhẹ, rồi một con kình ngư dài hơn một trượng quỷ dị hiện ra, bộ dáng như bị quần sáng màu xanh ngăn trở hải thú đang thủy độn thì bất ngờ bị cản lại nên tự nhiên kinh sợ dị thường nó há mồm một âm thanh như tiếng sấm nổi lên một đạo quang hồ trói mắt phun tói hung hăng đánh lên quần sáng màu xanh nhưng quần sáng kia chỉ hơi nhoáng lên một cái không hề có gì khác thường xảy ra hải thú khẩn trương lúc lắc đầu đột nhiên từ trên đỉnh đầu có một đoàn sáng mờ màu hồng bay ra bên trong rõ ràng bao vây lấy một vật hình vuông màu hỏa hồng vật này trong suốt sáng bóng như ngọc trong nháy mắt thể tích của vật này cuồng trướng lên vài thước, sau khi lóe lên thì liền phát ra tiếng sét đánh lên quầng sáng màu xanh. Sau một tiếng vang thật lớn thì một đoàn hòa diễm đỏ đậm cùng vật này đan vào nhau, nhưng kết quả lại không khác gì lúc trước. Chỉ thấy quầng sáng màu xanh chớp động hai cái rồi liền dường như không có việc gì. Lần này, hải thú này thực bắt đầu có chút kinh hoàng. Thân hình nó nhoáng lên một cái, lại bành trướng phồng to như một quả núi nhỏ. Tiếp theo lam quang đại phóng, nó dùng chính thân hình khổng lồ của nó đánh tới, Hàn Lập trên không trung nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng mỉm cười. Xuân Lê kiếm trận quả nhiên là huyền diệu, mặc dù là lấy huyễn thuật làm chủ nhưng trên phương diện cấm chế các loại động thuật thì còn hơn xa đại canh kiếm trận. Hải thú này tuy thủy độn thuật có chút biến dị, nhưng vẫn bị chính mình nhanh như chớp bày ra kiếm trận, mạnh mẽ đem vây khốn. Con thú này nếu một khi không cẩn thận rơi vào kiếm trận thì sinh tử tự nhiên là phụ thuộc vào một ý niệm của mình. Mà kiếm trận này còn chưa được kích thích uy lực, vừa lúc đùn con thú này để tập luyện. Trong lòng cân nhắc như thế, Hàn Lập vừa nhấc một tay, năm ngón tay nết pháp quyết trong miệng niệm động một câu gì đó. Nhất thời quầng sáng màu xanh phía xa mơ hồ dao động khó có thể phát hiện ra. Hải thú một lần nữa hóa thành con cá voi thật lớn, dùng thân mình xô vào quầng sáng. Lúc này một màn giật mình xuất hiện. Thân hình thật lớn của hải thú vừa tiếp xúc với quầng sáng màu xanh thì lại thấy không chút bị ngăn cản, giống như đâm vào không khí, một chút đã trùi tọt vào trong đó. Cả thân hình cự thú giống như bị một quầng sáng màu xanh thôn phệ chỉ thấy thanh quang chợt lóe, thân hình hải thú nhoáng lên một cái, biến mất từ phía trước, rồi ngay sau đó lại bỗng nhiên từ một bên quầng sáng màu xanh lóe lên lao ra. Hải thú ngẩn ra, nhưng lập tức con mắt chợt lóe lên, rồi nó thay đổi phương hướng lại nhảy vào trong cấm chế. Liên tiếp mấy lần, tình hình đều không sai biệt lắm, con thú này trong lòng biết là bất diệu nên rốt cục dừng độn quang lại. Mà đúng lúc này, Hàn Lập lại đem kiếm trận thúc dục lên, chỉ thấy bốn phía quầng sáng màu xanh chợt lóe lên rồi tấc tấc vỡ vụn ra, trên không trung thúy mang, chớp động liên tục, bốn phía đều có khí tức thảo mộc truyền đến, cả người như ở trong hoa hương điểu ngữ. Tuy nhiên ở trong mắt hải thú thì lúc này nó đang ở trong một khu rừng rậm, mọi vật trông rất sống động, cơ hồ khó phân biệt thiệt giả. Trong lúc nó đang mờ mịt cúi đầu thì mới chấn động phát hiện ra, ở dưới chân nó không biết khi nào đã hiện ra một đóa thanh liên thật lớn, rộng gần trăm trượng, đóa hoa tỏa ra màu xanh mênh mông phát sáng lập lòe, Hải thú thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì liên hoa phía dưới đã chậm rãi chuyển động, quang hà màu xanh ở không trung phụ cận liên tiếp hiện lên, xoay quanh rồi vây quanh thân thể hải thú, nhất thời một cỗ cự lực vô hình buông xuống thân thể nó. Lực lượng to lớn làm cho thân hình cự thú bị ngưng trệ không thể nhúc nhích mảy may, mà ngay sau đó, ánh sáng màu xanh chợt lóe, đột nhiên từ trong đó có hơn 10 con thanh mãng thô to lao thẳng tới cự thú. Chúng nó nhất loạt há mồm để lộ ra cái miệng đầy răng nanh sắc bén, một đám dữ tợn dị thường nửa ngày sau một đạo thanh hồng lại từ mặt biển phụ cận bắn lên, hướng về phía không trung xa xa lóe lên rồi biến mất, mà trên mặt biển lúc này hết thảy các dấu vết đều không còn sót lại chút gì. Chỉ có khối đá ngầm kia vô duyên cớ chìm xuống đáy biển là còn ẩn chứa dấu vết về trận tranh đấu vừa rồi. Hai năm sau, từ hòa hô quần đảo bỗng nhiên có tin truyền ra. Truyền tống pháp trận nguyên bản đã hủy hoại không biết bao nhiêu năm kia không ngờ, đã được chữa trị, và cũng có người đã sử dụng pháp trận này mà truyền tống trở về lôi minh, đại hỏa lục nhất thời các tồn tại thượng tộc tu luyện thành công đều sôi nổi vui mừng quá đỗi, lúc này kết bè kết đội nhằm về hướng truyền tống pháp trận hội tụ đến. Hàn Lập mí mắt vừa động, cuối cùng từ trong mê muội thanh tỉnh lại đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếp theo ánh mắt hắn đảo qua xung quanh một chút thì trong lòng hơi có chút buông lòng. Hắn đang đứng trong một cái phòng rộng hơn trăm trượng, phụ cận im ắng, một bóng người cũng không có. Bốn vách tường có ánh sáng trắng nhạt của cấm chế, và một cái cửa đá phong bế nghiêm mật. Ở giữa cái phòng hình tứ giác này có mấy cái cột đá cao hơn một trượng, phía trên mặt được khảm một tảng đá sáng loè loè không biết tên, là gì khiến cho cả đại sảnh đều chiếu sáng rõ ràng dị thường. Hắn cúi đầu, ở dưới chân rõ ràng là một tòa truyền tống pháp trận thật lớn. Hàn lập thở ra một hơi, không hề trần chờ đi ra khỏi pháp trận, đi thẳng đến chỗ cửa đá, một tay khẽ đẩy, cái cửa đá thoạt nhìn như rất nặng nề lại dễ dàng bị đẩy ra, tựa hồ như không hề có trọng lượng vậy, đồng thời một tiếng ồn ào bỗng nhiên ập đến làm cho Hàn Lập không kịp đề phòng, thật đúng là hơi kinh hãi. Chương 1556 Hàn Lập vội vàng đảo mắt qua, kết quả làm hắn ngạc nhiên trước mắt rõ ràng là một cái quảng trường lớn rộng vài nghìn trượng, tất cả đều dùng một loại bạch thạc làm thành, mà bên trong bộ dáng có vô số người những người này đại bộ phận đều mặc các loại chiến giáp đại thể đều có nhân hình nhưng có những chỗ nhỏ thì lại khác biệt có người có hai cái tai dài giống như tai thỏ có người toàn thân đầy lông đen thân hình cao lớn giống như hắc tinh tinh còn có người toàn thân tất cả đều là kim quang chớp động giống như toàn thân được một tầng kim giáp bao trùm căn bản là không thấy rõ dung mạo thậm chí bên trong còn có người phía trên là nhân hình còn phía dưới là thân rắn nhưng nhiều nhất là một loại người có làn da màu lục nhạt khuôn mặt trắng bệch Bọn họ người nào người ấy đều mặc một loại chiến giáp thống nhất màu xanh lục, trong tay cầm một thanh giáo màu hồng đám dị tộc nhân này nam nữ đều có, lúc này đang tụ tập châu đầu ghé tai, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ lo âu. Trên người những kẻ này nhiều ít đều có một chút pháp lực dao động, tu vi cao thấp khác nhau, nhưng đại bộ phận đều là tồn tại trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ không phải là không có nhưng chỉ có ít ỏi hơn trăm người và đám người này cũng đang tụ tập lại cùng một chỗ tạo thành một cái vòng lớn đại bộ phận bọn họ đều đứng ở trước đám người thấp giọng nói nhỏ cái gì đó hàn lập dùng thần niệm đảo nhanh qua thì phát hiện ra trong đám tồn tại cao giai có ba gã dị tộc nhân cấp luyện hư thì trong lòng cả kinh theo lời thanh tiểu thì truyền tống trận nơi đến là một tòa thành nhỏ do cộng đồng quản lý vì vậy theo lý thuyết thì người tọa trấn có tu vi cao nhất cũng bất quá là một hai gã hóa thần kỳ mà thôi đâu có thể xuất hiện nhiều tu luyện giả như vậy mà hiện tại trên quảng trường chẳng những tụ tập mấy vạn tu luyện giả mà ngay cả số lượng cùng giai với hắn còn có mấy người điều này không khỏi làm cho hàn lập cảm thấy ngoài ý muốn chẳng lẽ sau mấy ngàn năm không liên hệ chỗ lục quang thành này đã xảy ra biến hóa gì hơn nữa thần niệm của hắn còn cảm ứng được phía trên quảng trường có cấm chế dao động như ẩn như hiện mà tất cả mọi người đều đang đứng trên mặt đất không thấy có ai bay lên không hiển nhiên nơi đây còn có cấm chế cấm không tồn tại ánh mắt hàn lập chớp động vài cái hít sâu một hơi rồi từ từ nhằm hướng đám người đi tới ngay lúc hàn lập đang muốn hỏi thăm xem nơi đây đã xảy ra chuyện gì thì trong đám dị tộc luyện hư kỳ một gã đầu to hơn nữa trên đầu lại không có sợi tóc nào đột nhiên trong miệng kêu lên một tiếng đưa tay vào trong ngực rồi lấy ra một cái mộc bàn phía trên có nhiều điểm linh quang màu sắc khác nhau tuy nhiên trong đó lúc này đã xuất hiện một cái phù văn xa lạ đang lơ lửng không động đậy như thế nào Nguyên huynh phát hiện cái gì một gã dị tộc, nhân ra màu lục nhạt bên cạnh mở miệng hỏi nơi đây, bỗng nhiên nhiều ra thêm một đồng đạo thượng tộc thượng ta dai. Nếu ta nhớ không nhầm, mà nói thì truyền tống trận trong thành có thể sử dụng đã sớm bị giác si tộc, chặt đứt. Sao còn có người có thể truyền tống đến nơi đây? Tên dị tộc nhân đầu to kia trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái. Có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ giác si tộc nhất thời sơ ý để lọt tòa truyền tống trận kia? Nếu là như thế thì mau tìm ra người này cẩn thận mà hỏi, gã dị tộc nhân ra màu lục nhạt thần sắc vừa động mừng rỡ nói điều đó không có khả năng ta đã đích thân thí nghiệm qua tất cả các truyền tống pháp trận một lần xác thực là điều mất đi tác dụng gã dị tộc đầu to hai mắt nhìn chằm chằm vào một bàn trong tay liên tục lắc đầu nói không cần nhiều lời nhanh đem người này tìm ra rồi chúng ta hỏi rõ không phải là xong sao nguyên huynh bằng vào linh quang bàn của người thì hẳn là có thể dễ dàng tìm được người này chứ một gã dị tộc khác cả người có ánh lửa đỏ bảo phủ nghe xong hai người nói thì không nhịn được hỏi hắc hắc, người này vừa mới xuất hiện bên trong quảng trường. Ta sớm đã dùng cấm chế tập trung vào hắn, là ở chỗ này trong mắt dị tộc nhân đầu to tinh quang chợt lóe lên, rồi nhìn vào vị trí chỗ Hàn Lập đang đứng hai người khác tự nhiên, cũng quay đầu lại nhìn cho dù số lượng người trong quảng trường rất đông, hơn nữa Hàn Lập cũng dùng bí thuật che giấu tu vi, nhưng dù sao vẫn không thể hòa lẫn với đám tồn tại thấp giai phụ cận, nên lập tức đã bị vài tên dị tộc cấp luyện hư, tìm ra Hàn Lập lúc này mới tiến đến bên cạnh vài tên dị tộc, mới vừa nghe được một hai câu thì lập tức cảm ứng thấy việc bị đám dị ốc cấp luyện hư, nhìn tới nên vừa lúc nhìn lại hắn nhướng mày, việc mấy người này có thể tìm ra hắn nhanh như vậy hơi có chút kinh ngạc bất quá sau khi hơi trầm ngâm thì liền ngay ngang trực tiếp nhằm hướng ba người này đi tới một lát công phu sau hắn liền đứng trước mặt bốn gã dị tộc nhân cấp luyện hư đồng dạng đưa mắt đánh giá đối phương vài lần đạo hữu chắc là vừa đến lục quang thành không biết sưng hô như thế nào cái linh quang bàn trong tay dị tộc nhân đầu to chợt lóe lên rồi biến mất không thấy sau đó hắn bình tĩnh hỏi tại hạ họ hàn xác thực là vừa đến thành này Nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ là khai chiến cùng với người nào? Ánh mắt Hàn Lập đảo qua rồi bất động thanh sắc hỏi ngược lại nguyên lai like là, Hàn Đạo Hữu. Xem ra Đạo Hữu là từ địa phương cực xa truyền tống đến đây, nếu không thì sao lại không biết việc giác si tộc, bắt đầu thâu tóm thiên vân 13 tộc chúng ta. Dị tộc nhân đầu to nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, sau một lúc lâu mới lộ ra vẻ kỳ quái nói giác si tộc, sắc mặt Hàn Lập bỗng nhiên đại biến, tộc này tại linh giới đủ có thể nằm trong số 10 tộc siêu cấp hàn huynh, mọi việc ngươi có thể từ từ tìm hiểu sau, nhưng ngươi rốt cuộc làm như thế nào mà có thể truyền tống đến lục quang thành này. Theo lý thuyết, tất cả các truyền tống trận có liên hệ tới đây đều sớm đã bị giác si tộc, chặt đứt mới đúng tên dị tộc ra xanh nhạt kia nhịn không được hỏi tại hạ, từ hải ngoại truyền tống đến đây. Hàn lập không có gì phải giấu giếm nên từ từ trả lời hải ngoại thành phố như lục quanh thành này mà cũng có loại truyền tống trận này sao vừa nghe lời này gã dị tộc toàn thân có hồng quang bao phủ có chút kinh ngạc nói hải ngoại truyền tống trận đích xác có hai cái bất quá từ nhiều năm trước đã bị phá hỏng rồi đạo hữu là từ chỗ nào ở hải ngoại đến đây dị tộc nhân đầu đồ to đồng dạng lộ ra vẻ giật mình tử hỏa hô quần đảo hàn lập tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển nhưng vẫn lưu loát trả lời nguyên lai like là nơi đó nếu ta nhớ không nhầm thì tòa truyền tống trận này đã bị hủy hoại mấy ngàn năm sớm đã mất đi liên hệ với lục quang thành đạo hữu có thể giải thích qua một chút được không? Gã đầu to thì thào nói, biểu tình không thể tránh khỏi vẻ hố nghi kỳ thật rất đơn giản. Hàn lập thần sắc không thay đổi đem chuyện năm đó, truyền tống trận bị phá hủy thoáng giải thích lại một lần, nhưng ở trong lời nói lại không hề đề cập đến lai lịch của mình, tránh làm cho mấy người này thắc mắc về việc hàn lập xuất thân có phải từ tu luyện giả ở hài vực này. Cuối cùng tại hạ tuy gặp cơ duyên xảo hợp, mà đoạt lại được không vân tinh nhưng khi sửa chữa pháp trận thì lại gặp chuyện ngoài ý muốn, không biết là do phương pháp có sai lầm hay là do không vân tinh, sau thời gian dài nằm trong bụng hải thú mà xảy ra một ít biến dị. Trải qua thí nghiệm thì pháp trận này một lần chỉ có thể truyền tống một người, hơn nữa mỗi lần truyền tống phải cách nhau 7 ngày, nếu miễn cưỡng truyền tống trước thì sẽ lập tức bị hủy. Hàn Lập rất là buồn bực nói hiện tại nếu hắn muốn dùng pháp trận lập tức rời đi thì cũng không thể được. Nghe được nửa trước, trên mặt ba gã dị tộc cùng toát ra vẻ hưng phấn, nhưng khi nghe đến đoạn cuối cùng thì sắc mặt đều biến đổi như vậy, truyền tống trận đạo hữu sử dụng hiện tại không thể mở ra được ư? Dị tộc nhân ra màu lục nhạt thất vọng nói đích xác là như thế. Hàn Lập thở dài một hơi không phải bọn ta không tin Hàn đạo hữu, chỉ do việc này rất quan trọng nên bọn ta muốn đích thân thẩm tra qua một lần, Hàn Huynh không có ý kiến gì chứ ba gã dị tộc sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái, thì gã đầu to cười gượng hai tiếng nói đương nhiên không có vấn đề hàn lập, khẽ nở nụ cười nói Hoàng Huynh, ngươi tạm thời lưu lại ước thúc những người khác, bọn ta đi, trước kiểm tra cái pháp trận kia một chút gã đầu to nhìn gã dị tộc nhân, có hồng quang trịnh trọng nói được, rồi, nhị vị đi nhanh về nhanh. Gã dị tộc nọ sau khi do dự một chút, thì vẫn gật gật đầu đáp ứng nói hai người kia đi theo hàn lập, nhà một bên quảng trường đi đến. Không lâu sau, ba người đã đi đến tòa truyền tống trận trong đại sảnh. Lúc này tòa truyền tống pháp trận này im lặng dị thường, có dấu vết không gian dao động lưu lại, đúng là vừa mới có người khởi động truyền tống trận này. Gã dị tộc nhân ra màu xanh dùng thần niệm đảo qua cả tòa đại sảnh, rồi lập tức nói một câu gã dị tộc nhân đầu to lập tức đi vào truyền tống trận, sau khi vòng vo mấy vòng, thì một tay niệm pháp quyết bắn ra một đạo lục quang kích lên pháp trận truyền tống, trận nguyên bản đang im lặng lập tức nổi lên một tiếng vù vù, rồi có bạch quang nổi lên vừa thấy cảnh này gã dị tộc da màu xanh lập tức hai mắt trợn lên trên mặt hiện ra vẻ kinh hỉ nhưng ngay sau đó pháp trận đang phát ra thanh âm vù vù thì mặt ngoài linh quang chợt tán loạn rồi một lần nữa khôi phục lại vẻ ban đầu không được pháp trận các nơi khác không xong rồi chắc là đã bị đóng cửa dị tộc nhân đầu to sắc mặt trầm xuống chậm rãi nói nghe được lời này dị tộc nhân da màu lục nhạt thần sắc cũng âm trầm xuống nhị vị đạo hữu tình hình trong thành có thật sự nguy cấp không chuyện về rác si tộc có thể giải thích cho tại hạ một chút không Hàn lập bình tĩnh hỏi có gì không thể nói chứ. Đạo hữu cũng thấy tại sao lục quang thành, nho nhỏ của chúng ta tự nhiên lại tụ tập nhiều tu luyện giả như vậy. Bọn họ đại bộ phận là người phụ cận chạy trốn đến đây. Nguyên bản là muốn mượn truyền tống trận mà rời đi nhưng không ngờ rằng giác si tộc, hành động cực nhanh, tất cả các pháp trận truyền tống có liên hệ với bản thành liên tiếp đều đồng thời mất đi hiệu lực. Phòng chừng không phải các thành thị kia đã bị phá mà giác si tộc đã phái người thi pháp chặt đứt. Nhưng đạo hữu nếu vừa rồi có thể đến đây xem ra hơn phân nữa là, từ nơi khác đến vì quân tiên phong của giác si tộc đã tới dưới thành chờ đợi đại quân, đến, mà chúng ta đang định tụ tập nhân thủ bỏ thành, mà đi nhưng điểm mấu chốt là có quân tiên phong của giác si tộc kiềm chế, nên có thể rời đi được hay không lại là chuyện khác. Tối thiểu, những tồn tại cao dai như chúng ta bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Gã dị tộc đầu to cười khổ giải thích nói Hàn Lập, nghe xong những lời này thì sắc mặt trở nên khó coi chương 1557 đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng nổ ầm vang trầm đục từ ngoài cửa đá truyền đến, rồi trên vách tường bốn phía bỗng nhiên nổi, lên một tầng cấm chế linh quang màu trắng ngà lấp lòe, không ngừng, hơn nữa mặt đất cũng rung lên một trận kịch liệt giống như đang động đất. Như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Những chấn động này tự nhiên là không có khả năng ảnh hưởng gì tới mấy người trước mắt, nhưng cũng làm cho sắc mặt ba người không khỏi khẽ biến đổi, gã dị tộc nhân da màu xanh nhạt kêu lên một tiếng kinh sợ. Tiếp theo đó, dị tộc nhân da màu xanh nhạt cùng tên dị tộc nhân đầu to kia lướt mắt, nhìn nhau một cái, rồi cả hai liền cơ hồ đồng thời thúc giục độn quang hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh, đi, trong tích tắc thân hình đã biến mất không thấy. Cho dù quảng trường này có cấm chế phi hành nhưng lấy tu vi của bọn họ mà nói, chỉ cần mạnh mẽ điều động linh lực trong cơ thể thì cấm chế trình độ này, tự nhiên là không có khả năng thật sự có thể trói buộc bọn họ thi triển độn thuật bất quá chỉ là hao phí thêm một chút pháp lực mà thôi mà hàn lập cũng không có trần chờ mục quang sau khi đảo qua trên pháp trận một cái thì hơi do dự một chút rồi bỗng nhiên tay áo bào run lên một đạo thanh quang bắn ra bay xung quanh pháp trận một vòng bang bang hai tiếng động truyền ra thanh quang trong nháy mắt đã chém pháp trận nát vụn sau đó lóe lên quay về Lúc này, bên ngoài hàn lập tinh quang lóe lên rồi bay ra ngoài thân hình hắn vừa ra tới cửa đá, thì thấy cả quảng trường giờ phút này là một mảnh hỗn loạn, các tộc nhân đang nhằm bốn phía chạy tự tán, mà trên không quảng trường không biết khi nào đã xuất hiện một tầng sáng màu lam nhạt đem cả, toàn thành thị bao phủ lấy đồng thời từ phía trên cao, không biết ở chỗ nào đang có vô số bạch sắc quang cầu chút xuống như mưa phía, ngoài quần sáng liên tiếp xuất hiện âm thanh bùng nổ cùng ánh sáng chói mắt khiến, cho vòng bảo hộ kịch liệt chớp lên không thôi, bộ dáng miễn cưỡng chống đỡ. Hàn Lập kinh hãi vội vàng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài quầng sáng, trong mắt lam mang chợt hiện, kết quả một lát sau, khóe mắt Hàn Lập giật giật vài cái và hít thật sâu một ngụm lương khí. Bằng linh mục thần thông hắn đã nhìn rõ các loại công kích này. Trên cao ba bốn nghìn trượng có xuất hiện một cái ngân đảo. Đúng vậy đây là một cái ngân đảo toàn thân lập lòe, giống như là được làm từ bạc tinh khiết, bộ dáng to chừng gần vạn trượng mà dưới đáy tòa ngân đảo này có vô số bạch sắc tinh trụ phù văn mặt ngoài thiểm động không ngừng và từ chính nơi này đang có đoàn đoàn quang cầu rơi xuống không tốt đây chính là đại chiến thuyền của giác si tộc điều này sao có thể chẳng lẽ đại quân giác si tộc đã tới rồi dị tộc nhân đầu to không biết khi nào đã lấy ra một cái gương có mặt màu xanh sau khi ngưng thần nhìn vài lần thì thất thanh kêu lên hiện tại nói việc này còn có tác dụng gì chúng ta nhanh chạy đi thôi Nguyên huynh, người tọa chấn thành này nhiều năm như vậy khẳng định là, biết mấy cái mật đạo trốn khỏi thành chứ dị tộc nhân ra màu xanh nhạt, cũng đã tới phụ cận, vừa nghe lời ấy biết tình thế cấp bách hỏi, tại hạ xác thực biết một cái mật đạo có thể lặng yên đi ra, ngoài phía tây thành hơn 10 dặm. Bất quá trong thành còn nhiều đồng đạo các tộc như vậy, cũng không thể cứ bỏ mặc không hỏi như vậy. Ta sẽ lập tức bảo mọi người ra cửa thành tập hợp rồi trông chờ vào thiên mệnh, mà chạy đi thôi. Nếu vận khí tốt nói không chừng là một bộ phận người có thể chạy thoát. Gã dị tộc đầu to trên mặt thoáng do dự sau đó lập tức cắn răng một cái nói. Hảo, cứ thế mà làm. Gã dị tộc toàn thân có hồng quang kia đang chạy đến nghe được lời này, thì cũng liên thanh đồng ý nói. Hàn lập cùng dị tộc nhân ra màu xanh nhạt thì hoàn toàn không dị nghị gì. Gã đầu to thấy vậy thì cũng không dám chậm trễ nữa. Bên ngoài thân hắn hoàng quang chợt lóe lên, rồi đột nhiên một đạo hoàng quang từ trên người bắn ra, nhoáng lên một cái đã hóa thành một cái hư ảnh cao hơn trăm trượng thật lớn, dung nhan phục sức đều không khác gì gã dị tộc đầu to ban đầu. Hư ảnh này lớn như thế cộng thêm toàn thân hoàng quang sáng chói nên tự nhiên là cực kỳ bắt mắt, bỗng nhiên trong miệng hư ảnh khẽ quát một tiếng, nhưng thanh âm giống như tiếng chuông rung lên, tất cả ai nghe được thanh âm này thì đều cảm thấy thần thức chấn động, tâm thần đang kinh hoàng bất giác thanh tỉnh lại. Nhất thời trong quảng trường hàng vạn ánh mắt đều hướng về phía hư ảnh trên trời cao do gã dị tộc đầu to biến hóa thành Lúc này hư ảnh thần sắc nghiêm nghị nói, các vị đồng đạo không cần kích động, đại trận phòng hộ của bản thành đủ có thể chống đỡ một đoạn thời gian dài nữa, sẽ không lập tức bị phá hiện tại mọi người nhanh chóng đi tới cửa thành tụ tập. Một khắc sau, ta sẽ lập tức hủy bỏ một chỗ cấm chế tại cửa thành để cho các vị đạo hữu tự chạy đi. Bất quá trước khi chạy trốn ta cảnh cáo chư vị đồng đạo một câu, lần này giác si tộc đột nhiên bắt đầu cuộc chiến không báo trước, như vậy là đã phát tâm diệt tộc đối với thiên vân 13 tộc chúng ta, mọi người cũng đừng có nghĩ đến cái gì đầu nhập vào hay tạm thời ủy khuất chi tâm. Theo ta được biết, những ai bị bắt giữ nếu không phải bị đưa đến băng hòa hắc ngục của giác si tộc, làm nô lệ thì cũng bị siêu hồn trừ anh để luyện đan luyện khí. Giọng nói của hư ảnh đầu to âm trầm dị thường, đám dị tộc nhân trên quảng trường đầu tiên là hai mặt nhìn nhau sau đó, không biết có kẻ nào kêu to một tiếng thì nhất thời lập tức giải tán chạy tán loạn. Sau khi ly khai quảng trường, thì mọi người lập tức hóa thành vô số độn quang nhằm hướng cửa thành chạy, đến gã dị tộc đầu to bấm quyết, hư ảnh trên không lập tức lóe lên rồi tán loạn tiêu thất đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn ba người hướng hàn lập nói, chư vị đạo hữu theo ta đi, chúng ta là mục tiêu thật lớn, nên không thể ở cùng bọn họ được những người khác tự nhiên đều gật đầu. Vì thế một hàng bốn người trực tiếp hóa thành bốn đạo hào quang, trong nháy mắt bay ra khỏi quảng trường. Lúc này quần sáng màu xanh phía trên thành thị bị quang cầu bắn phá kịch liệt, mà bắt đầu phát ra thanh âm vù vù, đây đúng là biểu hiện khi đại trận vận chuyển tới cực hạn. Dị tộc đầu to vừa phi độn vừa không ngừng hướng lên không trung nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia chua sót như thế nào, vô huynh còn có chút luyến tiếc ư. Gã dị tộc nhân trong hồng quang thản nhiên hỏi một câu vô mỗ tọa chấn tại lục quang thành, hơn ngàn năm, tất cả cấm chế pháp trận trong thành này đều do tại hạ tự tay bố trí, hiện giờ phải bỏ mà đi, trong lòng tự nhiên có chút luyến tiếc. Gã dị tộc đầu to cũng không có ý che giấu, khẽ thở dài một hơi nói nguyên huynh không cần luyến tiếc như thế, cho dù giác si tộc thế đại nhưng thiên vân 13 tộc chúng ta liên thủ lại thực lực cũng đâu có yếu nhược, nói không chừng còn có cơ hội đoạt lại. Gã dị tộc trong hồng quang an ủi vài câu hy vọng là như thế, Gã dị tộc đầu to cười khổ một tiếng nói nguyên huynh, sao đại quân giác si tộc lại tới nhanh như thế, hai ngày trước thám tử chúng ta phái ra không phải đã nói là, chúng nó còn hai ngày lộ trình nữa, như thế nào mà hôm nay chiến thuyền của giác si tộc đã tới dưới thành? Chẳng lẽ đây là do quân tiên phong của giác si tộc dở trò quỷ? Gã dị tộc nhân ra màu xanh nhạt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ lắm sao lại thế này. Lúc trước quân tiên phong của giác si tộc vẫn không mang theo pháp bảo gì cùng bậc với chiến thuyền, cái này là không giả mà hiện tại nơi đây chiến thuyền của giác si tộc này đã có trình độ gần với trí bảo chiến thuyền cấp vực cấp và thánh cấp, bên trong có thể có tồn tại tu vi thánh tộc tam giai. Là nhân vật căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Dị tộc đầu to họ nguyên lắc đầu, thần sắc âm trầm xuống hư, cho dù không có cấp bậc thánh tộc tồn tại nhưng trong đại chiến thuyền như vậy, khẳng định là số lượng tồn tại cùng Giai với chúng ta cũng tuyệt không phải là ít. Chúng ta đều chỉ có thể chạy chối chết mà thôi chỉ hy vọng tồn tại thượng giai trên chiến thuyền không chú ý tới chúng ta bên cạnh đó để đám người kia chạy trối chết mà hấp dẫn sự chú ý gã dị tộc trong hồng quang cười hắc hắc nói hàn lập nghe đến đó thì ngẩn ra không khỏi nhìn dị tộc đầu to họ nguyên nước mắt một cái thấy thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt cũng không có ý tứ phản bác thì trong lòng có chút giật mình Nguyên lại lúc vừa rồi một phen hướng dẫn những người khác chạy chối chết kỳ thật bổn ý, là muốn đem bọn họ làm mối hấp dẫn sự chú ý của giác si tộc, để cho bọn họ thi triển kế kim thiền thoát sắc lặng yên rời đi bất quá tuy hàn lập, trong lòng hơi dùng mình nhưng cũng không nói gì. Đối mặt với việc tự cứu cái mạng nhỏ thì tự nhiên không thể nói cử động này, của đối phương có gì không đúng bất quá trong lòng hàn lập, đối với ba gã dị tộc này cũng bất giác cẩn thận thêm mấy phần lấy tu vi của bốn người, thì thời gian phi hành đến chỗ chạm canh gác dĩ nhiên là cực nhanh, chỉ trong một khắc công phu bọn họ đã đến một cái lầu cắt nhìn như bình thường. Đại môn lầu cắt đóng chặt, gã dị tộc họ nguyên không chờ độn quang hạ xuống, đứng trên không trung tay áo bào khẽ run lên, một cỗ cuồng phong thổi đi, cánh cửa lớn giống như bị cỗ cự lực đánh chúng tất tất vỡ vụn ra biến thành hư ảo đám người hàn lập, sau khi chớp động mấy cái thì liền trực tiếp từ bên ngoài chạy vào trong lầu cá trong tầng một của lầu các có vẻ trống rỗng ngoại trừ mấy cái bàn thì cũng chỉ có một cái thần tượng cao mấy trượng không biết tên là gì đang dựa lưng vào vách tường thần tượng này toàn thân đen thui ngồi dưới đất bụng béo phệ bốn mắt bốn tay hai chân thon thả nhìn có vẻ có chút quái dị đám người hàn lập sau khi đảo mắt nhìn mọi nơi thì cũng không thấy cửa vào thông đạo đâu thì không nhịn được đồng loạt nhìn về phía gã dị tộc họ nguyên Tuy nhiên hắn đối với cái nhìn của đám người hàn lập lại tỏ vẻ, như không thấy mà chậm rãi đi tới trước thần tượng rồi há mồm ra, nhất thời phun ra một viên tinh thạch màu vàng, viên tinh thạch này chợt lóe lên rồi nhập vào trong thần tượng không thấy bóng dáng. Thử lạp một tiếng, hào quang trói mắt chợt lóe lên rồi bề ngoài thần tượng, như có một tầng nước gợn sóng nhộn nhạo một hỏi. Thần tượng vốn đang trầm lặng lúc này bốn mắt hoàng quang chợt lóe lên, bốn cánh tay hạ xuống rồi ở một tiếng. Thần tượng này dĩ nhiên là một con khôi lỗi trong mắt đám người hàn lập, đều toát ra kỳ quang. Tiếp theo gã dị tộc đầu to hai tay bấm quyết thúc dục khổ lỗi, và một màn kinh người xuất hiện chỉ thấy khôi lỗi múa may bốn tay một chút, hoàng mang phóng ra thì hình thể mỗi lúc một to ra, thân hình cơ hồ đã choáng hết không gian lầu một, lại tiếp theo hai cánh tay đồng thời hướng vào bụng vỗ một cái linh quang trượt lóe, một cái phù trận quỷ dị hiện ra, tiếp theo là thanh âm răng rắc nơi bụng thần tượng lộ ra một cái cửa nhỏ, để lộ ra một không gian rộng vài chương ở trước mặt mọi người. Mà ở trong không gian nọ rõ ràng có một tòa truyền tống pháp trận loại nhỏ, gã dị tộc họ Nguyên không chút do dự tiến lên đi vào trong bụng khôi lỗi, rồi đứng vào truyền tống trận. Chương 1558 chư vị đạo hữu, pháp trận này nối thẳng tới mật đạo, ta đi trước. Gã dị tộc họ Nguyên cười, nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết lên trên truyền tống trận. Pháp trận liền lóe lên một mảnh bạch quang, thân hình gã dị tộc này chợt mơ hồ rồi bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại cái thần tương khôi lỗi ngơ ngác nằm tại chỗ cũ nguyên huynh thật đúng là, kỳ tư diệu tưởng, dĩ nhiên đem truyền tống trận thiết kế nằm trong cơ thể khôi lỗi. Dị tộc nhân làn da màu xanh nở nụ cười rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau, đồng dạng giơ tay lên kích phát pháp trận và cũng được truyền tống đi ra ngoài. Hàn huynh, mời ngươi đi trước đi. Dị tộc nhân trong hồng quang đảo mắt trên người Hàn Lập, một cái rồi dĩ nhiên khiêm nhượng nói một câu Hàn Lập, nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn nhưng trên mặt không lộ dị sắc mà gật gật đầu, thân hình nhoáng lên một cái tiến lên. Truyền tống phi thường nhanh, Hàn Lập thậm chí cũng không cảm thấy có gì mệt mỏi, thì người đã xuất hiện tai một cái động quật ánh mắt đảo qua một vòng, thì thấy động quật này diện tích cũng không lớn, chỉ hơn 10 trượng mà thôi, nhưng trên đỉnh động quật có khảm một khối tinh thạch chiếu sáng, đem hết thảy nơi đây chiếu sáng rõ ràng. Mà một bên vách tường có một cái thông đạo cao chừng một trượng thông ra tứ phương, mà gã dị tộc đầu to cùng dị tộc nhân làn da màu xanh đang đứng ở một bên, trong đó thần sắc của gã đầu to đang ngưng trọng nhìn vào mặt cái pháp bản trong tay, ánh mắt chớp động, nhưng không biết đang cân nhắc cái gì Hàn Lập thân hình vừa động liền đi ra, dưới chân truyền tống trận một lát sau, trong pháp trận có ánh bạch quang lóe lên rồi gã dị tộc trong hồng quang cũng hiện ra vừa thấy nhân thủ đông đủ, gã đầu to ngẩng đầu nhìn mấy người nở nụ cười đang muốn mở miệng nói cái gì đó, bỗng nhiên một trận âm thanh trầm đục từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến cho cả gian động quật hơi run lên nhất thời trong động quật, sắc mặt mọi người đều khẽ biến đổi đừng chậm trễ nữa, chúng ta nhanh chạy đi thôi. Vòng bảo hộ trong thành chỉ sợ không chịu được bao lâu nữa. Gã dị tộc nhân làn da màu xanh có chút cấp bách nói ân, thời gian cũng không sai biệt lắm ta đem cấm chế tại bốn cửa thành mở ra để cho những người khác chạy đi trước đã gã đầu to thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu rồi cầm pháp bàn trong tay ném lên không trung đồng thời hai tay bắt quyết từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau chợt lóe lên rồi nhập vào trong pháp bản một lát sau pháp bản liền phát ra một trận âm thanh trầm thấp phía mặt ngoài phát ra một trận quang mang kỳ lạ lưu chuyển cuối cùng phanh một tiếng rồi tiêu thất mất một màn này lại làm cho ba người còn lại đồng thời ngẩn ra khống chế pháp khí tự bạo cái này tự hồ không chỉ đơn giản là giải trừ cấm chế ta muốn khởi động một cái tự bạo pháp thuật trong lục quang thành một lúc nữa, cả tòa thành thị này, sẽ hóa thành cho tàn gã đầu to tựa hồ nhìn ra vẻ kinh nghi của ba người, nên trong miệng cười hắc hắc nói tự bạo pháp trận vừa nghe lời này, hàn lập trong lòng phát lạnh gã ngày thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. À, tuy rằng đại đa số đã chạy tới bốn cửa thành tụ tập, nhưng trong thành khẳng định là, vẫn còn không ít phàm nhân cùng một ít tu luyện giả ẩn nấp, trong thành chưa chịu rời đi theo đó, xem như toàn bộ đều bị chôn trong lục quang thành, này hai gã dị tộc còn lại nghe vậy, thì cũng cảm thấy ngoài ý muốn liếc mắt nhìn nhau một cái nhưng ba người, cũng không nói thêm cái gì. Bởi vì gã đầu to sau khi nói xong, thì liền hóa thành độn quang nhằm cửa thông đạo bắn nhanh đi. Đám người Hàn Lập tự nhiên là cũng lập tức độn quang cùng nhau đi theo giờ phút này, trên không trung phía trên lục quang thành chỗ bốn cửa thành, quang sáng nguyên bản bao phủ cả thành thị, đột nhiên hiện ra một cái lỗ hồng lớn đường kính hơn, trăm trượng vô số dị tộc nhân sớm tụ tập ở cửa thành lập, tức hóa thành vô số hào quang bắn nhanh đi, giống như lưu tinh độn quang chớp động liền chạy tứ tán ra ngoài thành rồi trong nháy mắt, có độn quang hướng xuống lòng đất trầm xuống chui vào bùn thổ không thấy bóng dáng có kẻ lăn lộn trên cỏ tìm cách ẩn nặc thân hình vô tung vô ảnh đây, đúng là đám dị tộc, nhân tinh thông thổ mộc độn thuật còn đại đa số đều khu động các loại phi hành khí vật, dưới chân tại tầng trời thấp điên cuồng phi hành, mà đi cơ hồ tất cả mọi người trước đó có quan hệ có vẻ tốt đẹp này, đều tự động tách ra, mà chạy chối chết, không có tụ tập cùng nhau để hành động. Lúc này cao tầng giác si tộc trên trời cao trong tòa ngân đảo hiển nhiên, cũng phát hiện ra người trong thành đảo tẩu, chỉ thấy mặt ngoài cái ngân đảo ngân quang lóe lên một trận rồi từ phía trên bay ra từng đàn song đầu ưng màu trắng hình thể thật lớn những con chim ưng này hình thể khổng lồ chẳng những có hai đầu mà hình thể to đến ba bốn trượng, ở trên người còn mang theo một tầng chiến giáp màu trắng, trên hai cự trào cũng được bọc một bộ chỉ sáo bằng kim trúc, sắc bén dị thường, phía trên có hàn mang chớp động kinh người số lượng đàn ưng khổng lồ này, phải đến hơn ngàn con, sau khi từ trên ngân đảo bay ra, thì lập tức hai cánh cuồng triển nhắm thẳng về phía đám người của lục quanh thành đang bôn đảo, mà đánh tới với tốc độ cực nhanh, không thua kém tu sĩ cấp kim đan chút nào, mà sau khi đàn ưng khổng lồ này bay ra, Phía trên ngân đảo vẫn có linh quang chớp động, rồi có rất nhiều đồ vật gì đó bay ra. Đồ vật này là một cái độc mộc màu đen dài hơn 10 trượng, phía trên có phù ấn đen nhánh, trên thuyền có một đám giáp sĩ mặc ngan sắc chiến giáp ngồi ngay ngắn số lượng độc mộc này, một hơi bay ra trên trăm cái, độn quang so với đám ưng khổng lồ kia thì hơi chậm hơn một ít, nhưng chỉ một cái chớp động cũng có thể ra xa 8-9 trượng, nói chung là tốc độ cực nhanh hơn, xa tuyệt đại bộ phận dị tộc nhân đang phi độn chạy trốn kia truy quân của giác sĩ si tộc, sau khi bay ra thì trên ngân đảo kia im ắng một chút, nhưng sau đó không lâu, chợt có mấy tiếng long ngâm phát ra, rồi bảy tám cái thân ảnh thật lớn bỗng nhiên từ trong bay ra. Mấy thân ảnh này là một đám hình thể dài hơn 10 trượng, trên lưng có một đôi cánh màu ngũ sắc. Nhìn kỹ thì đúng là một đàn giao long hai cánh. Ngoại trừ đôi cánh diễm lệ dị thường và toàn thân kim quang trói mắt ra, thì đàn giao long này cũng không có gì khác so với giao long bình thường chúng sau khi bay ra, thì thân hình khổng lồ nhoáng lên một cái đã mơ hồ biến mất rồi ngay sau đó, đám kim dao này đã hiện ra cách đó 3-40 trượng, độn tốc cực nhanh làm, cho người ta trợn mắt cứng lưỡi truy binh từ trên ngân đảo trước sau bay ra nhằm, về hướng đám dị tộc nhân bỏ chạy xa xa đuổi theo đám dị tộc, nhân này số lượng có đến hàng vạn nhưng tu vi lại không đồng đều. Sô so, có tu vi cao hơn một chút thì sớm đã độn ra ngoài mấy chục dặm, lúc này nhìn chỉ thấy là một đám điểm đen nhỏ còn đám có tu vi kém cỏi nhất thì mới chỉ bay ra khỏi lục quang thành bất quá hơn 10 dặm, mà thôi. Hơn nữa những người này lại chiếm số lượng nhiều nhất, cơ hồ trong nháy mắt công phu đã bị đám, song đầu ưng khổng lồ đuổi kịp đám ưng khổng lồ này lao xuống dưới, mang theo một cỗ cuồng phong cuốn xuống tầng trời thấp, một đôi chỉ sáo sắc bén dễ dàng xuyên thủng hộ thân linh quang cùng một ít phòng ngự pháp khí cấp thấp của dị tộc nhân sau đó hung hăng vặn vai dùng lực xé rách hoặc hướng lên không trung ném đi dị tộc nhân trong nháy mắt có kẻ thân thể trực tiếp bị xé rách làm hai mảnh Máu tươi rơi xuống đất như mưa, có kẻ bị khống chế mà bị ném lên cao, bị mấy con ưng khác đang chờ sẵn đánh tới, thân thể trong nháy mắt thùng ba bốn cái lỗ máu đồng dạng đi đời nhà ma đương nhiên là, đám dị tộc nhân này không cam lòng cứ như vậy khoanh tay chịu chết, không ít người tụ tập lại cùng nhau hoặc thả ra pháp khí hoặc thi triển công pháp, nhất thời vô số công kích màu sắc khác nhau đánh về phía, song đầu ưng đang lao xuống bất quá, công kích của những người này uy năng quá thấp, mà những con ưng khổng lồ này lại được mặc chiến giáp màu trắng có lực phòng ngự, cực kỳ cường đại ngoại trừ ít ỏi hơn con, do không kịp phòng ngự bị đánh trúng chỗ yếu hại, mà rơi xuống thì các công kích còn lại đánh lên thân thể, song đầu ưng khổng lồ đều bị chiến giáp cản lại, mà đám ưng khổng lồ này sau khi bị công kích thì lại như bị chọc giận, trong miệng phát ra thanh âm tiêm minh chói ta rồi nhất loạt lao xuống, công kích càng thêm hung mãnh dị thường trong nháy mắt vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên mặt đất xuất hiện mấy trăm tàn thi vết máu loang lổ. Lúc này, đám độc mộc màu đen từ phía sau cũng phi hành tới, chỉ thấy đám giáp sĩ ở trên liên tục huy động các loại binh khí trong tay vô số ngân mang từ trên không trung bắn xuống phàm kẻ nào bị đánh trúng thân thể đều tứ phân ngũ liệt căn bản không thể ngăn cản được chút nào nhưng cũng may đám giáp sĩ này không thèm đem đám tu sĩ cấp thấp này vào mắt độc mộc màu đen liên tiếp chớp động rồi hạ xuống tầng trời thấp mà đuổi theo đám dị tộc có tu vi cao đang chạy phía trước về phần mấy đầu quái dao bay ra cuối cùng ngay từ đầu vẫn chưa dừng lại chút nào mà nhằm lên tầng trời cao mà truy đuổi đám dị tộc nhân có tu vi cao nhất lấy độn tốc của bọn chúng, việc đuổi kịp đám cao giai dị tộc này cũng chỉ là chuyện trong phút chốc trong lúc nhất thời, lấy lục quang thành làm trung tâm, một màn đuổi giết cùng phản kích đuổi giết đã diễn ra trên quy mô lớn. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc tại một ngọn núi nhỏ vô danh cách lục quang thành hơn 10 dặm, tại một mặt thạch bích nhìn, như bình thường đột nhiên có ánh thanh quang chợt lóe lên rồi phát ra một thanh âm trầm muộn, mà vỡ ra sau khi nó vỡ ra thì để lộ ra một cái đại động trên thạch bích tiếp theo có thanh âm sư, sư từ trong động truyền ra rồi có vài đạo kinh hồng từ bên trong bắn nhanh ra, sau khi xoay quanh một cái thì độn quang chợt tắt, hiện ra bốn gã tướng mạo khác nhau đúng là đám người hàn lập. Tuy nơi đây hẻo lánh dị thường, hơn nữa bởi vì không nằm cùng phương hướng với bốn cửa thành cho nên, còn chưa có truy binh của giác si tộc xuất hiện nhưng đám người này vẫn lộ ra vẻ cẩn thận, vội vàng đem thần niệm đảo qua phụ cận rồi lại lập tức thu trở về giác si tộc, vẫn chưa xuất hiện tại phụ cận, chúng ta nên lập tức rời đi thôi, sau đây chúng ta tách ra mà hành động tự tìm sinh lộ tụ lại cùng một chỗ mà nói chỉ sợ rất khó giấu giếm được rắc si tộc gã dị tộc nhân có làn da màu xanh thần sắc vui vẻ dẫn đầu nói việc này là đương nhiên bất quá trước khi chư vị đạo hữu rời đi tại hạ còn có một chuyện muốn giải bày một chút mong chư vị đạo hữu không nên cự tuyệt gã đầu to gật gật đầu ánh mắt sau khi đảo qua ba người còn lại sau khi do dự một chút thì bỗng nhiên nói như vậy hỗ trợ hỗ trợ cái gì gã dị tộc trong hồng quang nghe vậy thì có chút kinh ngạc hỏi Hàn Lập cùng gã dị tộc nhân làn da màu xanh trên mặt cũng lộ vẻ kỳ quái chương 1559 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gã đầu to hít sâu một hơi, bàn tay vừa động lấy từ trong lòng ra ba cái hộp ngọc màu trắng. Trên mặt mỗi một cái đều có dán mấy tấm bùa màu đỏ đậm, ẩn hiện có phù văn trôi nổi không ngừng cái hộp này đối với thiên vân 13 tộc chúng ta cực kỳ trọng yếu, ba vị đạo hữu nếu có thể đem vật này đưa đến vạn cổ tộc thì tự nhiên là sẽ có chỗ tốt không thể tưởng tượng được, nhưng nếu trừ vị đạo hữu bị giác si tộc đuổi theo thì tốt nhất là trước khi bị bắt lập tức đem mấy cái hộp này hủy đi. Nếu không để nó rơi vào trong tay giác si tộc thì sẽ đưa đến nỗi khổ bị trừ hồn luyện phách. Gã đầu to nói đến đó thì cổ tay run lên, ba cái hộp ngọc lập tức nhằm hướng ba người hàn lập bay đến dị tộc nhân có làn da màu xanh, và hàn lập theo bản năng tự nhiên đưa tay tiếp lấy. Nguyên huynh, rốt cuộc bên trong là vật gì, sao lại phải cẩn thận như thế? Dị tộc nhân trong hồng quang đưa mắt nhìn hộp ngọc trong tay có điểm trần chờ hỏi. Là cái gì thì tại hạ không thể nói rõ, nhưng ta có thể cam đoan với các vị một việc, bằng vào vật này các vị có thể hướng tới các vị trưởng lão của chúng ta ở vạn cổ, tộc đổi lấy một kiện khôi lỗi cấp bậc thông linh hoặc một bảo vật cùng dai khác. Gã đầu to sau khi hít sâu một hơi thì thần sắc ngưng trọng nói, cái gì, khôi lỗi cấp thông linh? Lời này vừa nói ra, dị tộc nhân có làn da màu xanh thất thanh hô to lên. Chỉ có Hàn Lập lần đầu tiên nghe nói đến vật ấy, nên thần sắc tự nhiên không biến đổi còn dị tộc nhân trong hồng quang ánh mắt, cũng lấp lóe không thôi Nguyên Huynh không nói đùa đấy chứ, vật này mà có thể đổi lấy loại bảo vật nghịch thiên ấy. Nói như vậy nếu ta dùng vật ấy yêu cầu đổi lấy vạn rượu đan, thì chắc quý tộc cũng sẽ đồng ý, lữ phu nhân có chút trần chờ hỏi. Vạn diệu đan so với thông linh khôi lỗi thì còn hiếm hơn nhiều nên ta cũng không thể cam đoan là các vị trưởng lão chắc chắn sẽ cho ngươi, nhưng có bảy tám thành hy vọng. Gã đầu to sau khi trần chờ một chút thì cẩn thận trả lời. Nghe dị tộc nhân họ nguyên trả lời như thế, dị tộc nhân có làn da màu xanh ngược lại càng thêm tin tưởng vài phần. Lúc này hắn không nói gì nữa, nhưng năm ngón tay cầm hộp ngọc bất giác dùng thêm vài phần lực đồng thời nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc, con mắt quay tròn chuyển động vài cái, mà lúc này, Hàn Lập đã sớm dùng thần niệm nhằm vào cái hộp ngọc giỏ xét, nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với hộp ngọc thì đã bị một cỗ cấm chế chi lực hất ngược ra, căn bản là không thể xâm nhập vào trong đó. Xem ra mấy cái phù triện dán bên ngoài hộp ngọc còn có kỳ hiệu ngăn cản thần niệm. Ba vị đạo hữu tốt nhất cũng đừng có chú ý trên đường mở hộp ra, nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì đừng trách nguyên mỗ đã không nhắc nhở trước cho ba vị. Gã đầu to tự hồ nhìn ra suy nghĩ của những người khác nên lên tiếng nhắc nhở nói hừ, liệu trong hộp con có thủ đoạn lợi hại gì khác? Dị tộc nhân có làn da màu xanh hừ nhẹ một tiếng vật trong hộp đối với thiên vân, 13 tộc chúng ta mà nói là phi thường trọng yếu nên cấm chế bố trí tự nhiên là, không chỉ có mấy tấm phù triện này. Đương nhiên nếu ba vị đạo hữu thật sự có thể đào thoát được, cũng tự tin có thể phá điệu bố trí của nguyên mỗ thì cứ mở ra là biết. Gã đầu to âm trầm cười rộ lên. Ta làm sao mà biết sau khi giao đồ vật này cho quý tộc thì thật sự có thể được trọng bảo vạn nhất trưởng lão của quý tộc sau khi thu nhận đồ vật này lại đột nhiên trở mặt không giao vật thì sao hàn lập thản nhiên mở miệng nói vừa nghe hàn lập hỏi câu này dị tộc nhân trong hồng quang cùng dị tộc nhân có làn da màu xanh đều nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt đều hiện ra vẻ băn khoăn Gã đầu to nghe vậy thì nhướng mày một cái, sau khi do dự một hồi lâu thì có chút không tình nguyện nói, nếu các ngươi không quá yên tâm đối với vạn cổ tộc chúng ta mà nói, thì có thể giao hộp ngọc cho các bộ tộc khác trong thiên vân 13 tộc, đồng dạng cũng sẽ nhận được không ít ưu đãi nhưng ta phải nhắc nhở trước một chút, đồ vật này đối với các bộ tộc khác có thể sẽ không được coi trọng như, đối với vạn cổ tộc chúng ta cho nên chỗ tốt có thể sẽ ít hơn nhiều. Tôi thiểu, vạn rượu đan gì đó tốt hơn hết là đừng có nghĩ tới, Gã đầu to sau khi nói như thế thì chẳng những dị tộc nhân có làn da màu xanh, và dị tộc nhân trong hồng quang cùng lộ ra vẻ suy nghĩ. Hàn lập sờ sờ cầm, đối với vật trong hộp cũng cảm thấy rất có hứng thú. Nếu mấy thứ này trọng yếu như thế thì sao Nguyên Huynh không tự mình mang về tộc? Vì sao lại phải phó thác cho chúng ta ra tay? Dị tộc nhân trong hồng quang hỏi một câu. Mấy thứ này mới đến tay ta chưa được bao lâu, hơn nữa sau khi có được vật này thì giác si tộc lại đột nhiên phái ra một chi bộ đội vây công lục quang thành, phải biết rằng lục quang thành bất quá chỉ là một tòa thành nhỏ không có gì đáng chú ý theo lý thuyết căn bản sẽ không nhanh chóng bị công kích như vậy cho nên tại hạ hoài nghi giác si tộc đã nghe ngóng được phong thanh gì đó nếu ta đem đồ vật này ở trên người thì rất nguy hiểm gã đầu to thật sự cũng không có ý giấu giếm trực tiếp đem mọi lo lắng trong lòng nói ra người nói đại quân giác si tộc cũng là vì vật trong cái hộp này mà đến dị tộc nhân có làn da màu xanh không khỏi hít sâu một ngụm lương khí biểu tình lộ ra vẻ khó có thể tin mà trong mắt hàn lập cũng hiện lên vẻ hoảng sợ cái này cũng là tại hạ đoán như vậy cũng không nhất định là thật nguyên mỗ sở dĩ nhờ ba vị đạo hữu cũng là để đề phòng vạn nhất mà thôi gã đầu to thần sắc trầm xuống chậm rãi nói hảo nếu nguyên huynh đã nói như thế thì tại hạ đồng ý tạm thời bảo quản vật này dị tộc nhân trong hồng quang tự hồ hạ quyết tâm trong tay bạch quang chợt lóe lên hộp ngọc đã được thu vào mà dị tộc nhân có làn da màu xanh sặc mặt âm tình bất định trong chốc lát rồi cũng đột nhiên ném hộp ngọc trong tay lên tiếp theo há mồm phun ra một đạo quang hà trong suốt cuốn tới đem cái hộp ngọc trực tiếp nuốt vào trong bụng đảo mắt một cái trong ba người cũng chỉ còn hàn lập là vẫn đưa một tay nâng hộp ngọc ánh mắt chớp động không chừng như thế nào hàn huynh còn có nghi ngờ gì nữa không gã đầu to có chút ngoài ý muốn quay đầu hỏi nguyên đạo hữu cũng không hỏi tại hạ xuất thân lai lịch như thế nào mà đã đem vật ấy giao cho ta không sợ nhờ và không đúng người sao khóe miệng Hàn Lập vừa động, liếc mắt nhìn hộp ngọc trong tay một cái rồi bỗng nhiên tựa như cười như không hỏi một câu. Hắc hắc, tại hạ tuy rằng còn chưa nhìn ra đạo hữu xuất thân từ tộc gì, nhưng cũng khẳng định không phải người của giác si tộc. Về phần thần thông của đạo hữu, thì chỉ cần nghĩ đến chém giết bao nhiêu hải thú ở hải ngoại, cũng tuyệt đối không quá yếu. Gã đầu to cười nói. Ân, nếu đạo hữu tin tương như thế thì hàn mỗ cũng sẽ nhận phó thác này. Hàn lập tâm niệm nhanh quay ngược trở lại rồi vẫn gật gật đầu đáp ứng, thoáng nâng hộp ngọc trong tay Hàn Lập nhẹ nhàng thong dong thu vào trong túi chữ vật, tuy hắn không biết cái thông linh khôi lỗi cùng vạn diệu, đan kia ra sao nhưng có thể làm cho vài tên tu sĩ cấp luyện hư, coi như trí bảo thì khẳng định là quý hiếm dị thường. Ma vật trong hộp ngọc có thể khiến cho cái gọi là thiên vân, 13 tộc nguyện ý trao đổi, thì giá trị hẳn là phải cao hơn mấy cái này mới đúng. Hơn nữa lại có loại chuyện tự đem đồ vật tặng đến tay thì hắn tự nhiên, cũng sẽ không dễ buông tay dù sao nghe đối phương lúc trước đã nói trong số truy binh khả năng có tồn tại cấp hợp thể kỳ là không lớn hẳn là đủ để ứng phó về phần có đem đồ vậy này đi trao đổi thì đến lúc đó hãng tính hảo nếu ba vị đạo hữu đã đáp ứng rồi thì chúng ta lập tức tách ra mà đi thôi hiện tại truy binh đều đang đuổi theo giết những người khác đấy đây đúng là cơ hội lẳng lặng mà bỏ chạy nguyên mỗ đi trước một bước đây nhìn thấy hàn lập cũng thu hồi hộp ngọc trên mặt gã đầu to lộ ra vẻ vui sướng nói Tiếp theo hắn đào mắt nhìn qua mọi nơi một vòng sau đó, vung tay ném ra một vật màu đen tuyền trông giống như một cái thiết vụ, con quay. Lúc đầu vật này chỉ to cỡ một thước nhưng sau khi được thúc giục thì bỗng nhiên bành trướng dài ra tới ba bốn trượng. Trên thân gã đầu to hoàng quang trượt lóe lên, rồi hóa thành một đạo hư ảnh chui vào trong thiết vụ. Đúng rồi, theo ta được biết, vị ứng phó giác si tộc, các trưởng lão thiên vân 13 tộc chúng ta sẽ đến tụ tập tại Vân Thành, trong đó cũng có mấy đại trưởng lão trong vạn cổ, tộc chúng ta đích thân tọa chấn trong thành, Hy vọng mấy tháng sau chúng ta sẽ có thể tái kiến ở đó. Gã đầu to trước khi đi tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nên sau khi chui vào trong thiết vụ còn nói vọng ra, "Vân Thành, dị tộc nhân có làn da màu xanh cùng tên dị tộc nhân trong hồng quang nghe vậy, thì thần sắc vừa động, mà Hàn Lập nghe xong thì trên mặt cũng lộ ra một tia cân nhắc Vân Thành, cái tên này hắn tựa hồ đã nghe Thanh tiểu đề cập qua nhưng nhất thời cũng vô pháp nghĩ ra. Bất quá cũng không sao, trên người hắn còn có một bộ bản đồ khu vực phụ cận." tuy rằng đã trải qua mấy ngàn năm nhưng đối với những kẻ tu luyện, như bọn họ mà nói thì tự nhiên sẽ không có cái gì thay đổi quá lớn. Tiếp theo chỉ thấy thiết vụ bỗng nhiên quay tròn, rồi hóa thành một đoàn hắc quang hình nón chui vào lòng đất không thấy bóng dáng. Nhị vị đã nhất trí thì tại hạ cũng xin cáo từ. Dị tộc nhân xanh giống như kiêng kỵ truy binh của giác si tộc, nên cơ hồ gã đầu to vừa mới đi cũng lập tức hướng tới hai người hàn lập, ôm quyền cáo từ tiếp theo thân hình hắn thoáng mơ hồ đi, trang phụ và da thịt đồng thời trở nên trong suốt một khắc công phu sau cả người liền giống như tan biến trong không khí đây là độn thuật gì hàn lập lắp bắt kinh hãi không tự chủ được dùng la mang trong đồng tử đảo qua sau khi nhìn quét qua sau khi mất khí lực thật lớn thì hắn mới phát hiện ra tại một chỗ xa xa đang ẩn hiện có một bóng người gần như vô hình đang chạy đi ha <laughs> hà đây là bí thuật ẩn nặc đặc biệt của mặc lục tộc một khi thi triển ra thì trừ phi có tu vi cao hơn hắn hoặc là một ít thần thông đặc thù ra thì căn bản là không thể phát hiện ra nhưng điểm yếu duy nhất chính là khi thi triển thần thông này lại không thể phá không phi độn mà tốc độ cũng chậm hơn nhiều thấy hàn lập ngóng nhìn ra xa xa sau lưng chợt vang lên tiếng cười khẽ của dị tộc nhân trong hồng quang nga ẩn nặc thuật này cũng có chút kỳ lạ hàn lập đem ánh mắt vừa thu lại xoay người nói một câu tuy rằng không thể phi hành nhưng cho dù là đi bộ thì chỉ trong thoáng chốc dị tộc nhân có làn da màu xanh đã tiến vào trong một rừng cây xanh phía xa xa không thấy bóng dáng hàn huynh cũng tính toán rời đi sao Bất quá tại trước khi rời đi, tại hạ có một cái đề nghị, đạo hữu có thể nghe không?" Dị tộc nhân trong hồng quang hai tay để sau lưng, nhìn Hàn Lập hỏi một câu, "Có đề nghị gì?" Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, thản nhiên trả lời, "Các hạ không phải xuất thân từ Thiên Vân 13 tộc, một khi đã như vậy thì mạo hiểm làm gì? Không bằng đem vật nguyên huynh giao cho người chuyển giao cho tại hạ đi dị tộc nhân." Trong hồng quang dĩ nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, Ngươi muốn cái hộp ngọc kia, trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia kỳ quái, hai mắt híp lại một chút có chút không quá khẳng định hỏi ngược lại. Đúng vật, tại hạ đích xác đối với vật trong hộp ngọc này cảm thấy rất hứng thú. Dù sao tại hạ đến lúc đó tặng một cái cũng là tặng, tặng hai cái cũng là tặng, không bằng để cho hoàng mỗ đỡ vất vả. Thanh âm của dị tộc nhân trong hồng quang bỗng nhiên trở nên trầm thấp dị thường chương 1560 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không dấu nhé. Tại hạ muốn nói một chữ không, Hàn Lập không chút sợ hãi chậm rãi nói một câu. Đạo hữu là người từ hải ngoại trở về nên hẳn là không biết tốt xấu như thế nào. Bảo vật cho dù là tốt nhưng nếu chết đi thì còn có tác dụng gì. Dị tộc nhân trong hồng quang cười hắc hắc nói có phải đạo hữu muốn ra tay đối phó với, tại hạ. Nơi này khắp nơi đều là truy binh của giác si tộc, chẳng lẽ các hạ muốn cùng tại hạ trở thành tù nhân của giác si tộc sao? Thanh âm của hàn lập trầm xuống, sắc mặt lạnh tựa băng xương nói, Nghe Hàn Lập nói vậy, dị tộc nhân trong hồng quang nhíu nhíu mày nhưng lập tức đột nhiên vừa đảo tay, trong tay xuất hiện cái bình nhỏ trong suốt sáng long lanh đưa ra phía trước cho Hàn Lập, nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy trong bình mơ hồ có một viên đan hoàn đỏ tươi như máu, ẩn ước phóng ra kim quang. Hàn đạo hữu, cho dù ngươi đem vật ấy chuyển giao cho vạn cổ tộc thì nhiều nhất cũng được một viên vạn rượu, đan mà thôi. Vật trong tay tại hạ mặc dù không bằng vạn rượu, đan nhưng cũng chỉ thấp hơn nó một bậc, đó là kim huyết hoàn, Đan hoàn này đồng dạng có thể trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh thượng tam giai. Tại hạ dùng đan hoàn này đổi lấy cái bình ngọc trong tay Hàn đạo hữu có được không? Dị tộc nhân trong hồng quang nhìn chằm chằm vào Hàn Lập nói kim huyết hoàn, đồng tử Hàn Lập có chút co rụt lại đan dược này, mặc dù đồng dạng lần đầu tiên hắn nghe nói đến, nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua, thì cảm thấy từ trong tiểu bình mơ hồ phát ra hương dược thơm mát xác thực là không tầm thường hắn chăm chú nhìn, vào cái bình nhỏ trong tay đối phương không khỏi trầm mặc một lúc không nói gì, tự hồ thực sự đang đánh giá lại đề nghị của đối phương. Hàn huynh tốt nhất nên quyết định nhanh một chút, truy binh của giác si tộc có thể tùy thời đuổi đến. Dị tộc nhân trong hồng quang thấy bộ dáng của hàn lập thì trong lòng vui vẻ nhưng nét mặt bất động thanh sắc thúc giục nói. Nhưng vị dị tộc nhân này lại cũng không có chú ý tới, cái bóng hàn lập đổ trên mặt đất lúc này, dĩ nhiên không biết khi nào so với lúc trước trở nên dài nhỏ hơn một ít, bất quá loại biến hóa này trừ phi là luôn nhìn chằm chằm vào bóng của hàn lập còn nếu không thì thật sự không thể liếc mắt một cái mà nhìn ra được cái gì khác thường mà cùng lúc đó dưới chân hàn lập cũng có hai đạo thanh ti mờ nhạt như không thấy vô thanh vô tức chui vào trong lòng đất biến mất xin hỏi đạo hữu là người của bộ tộc nào hàn lập bỗng nhiên hỏi một câu lời này có ý tứ gì hỏa nguyệt tộc chúng ta mà cũng không nhận ra sao đạo hữu biết rõ rồi sao còn hỏi dị tộc nhân trong hồng quang ngẩn ra hừ lạnh một tiếng trả lời thật sự ta còn tưởng rằng đạo hữu chính là người của giác si tộc, có ý định lấy hộp ngọc trong tay tại hạ sau đó lập tức trở mặt động thủ. trên mặt Hàn lập ngay lúc đó khẽ nở một nụ cười quỷ dị nói, đạo hữu chẳng lẽ thần trí không bình thường? tại hạ rõ ràng chính là hòa nguyệt nhân, như thế nào lại đầu nhập vào giác si tộc? dị tộc nhân trong hồng quang ngẩn ra nhưng lập tức lộ ra vẻ giận dữ quát lớn hỏi. Đạo hữu có phải là hòa nguyệt nhân hay không tại hạ có thể không quan tâm, nhưng lúc trước một mình ở lại trong lầu các các hạ đã động tay động chân chẳng lẽ, cũng muốn phủ nhận sao? Bảo tại hạ đem đồ vật giao cho người không bằng đạo hữu cầm đồ vật trong tay giao, cho hàn mỗ đi. Tại hạ đồng dạng tặng một cũng là tặng mà tặng hai cái cũng là tặng. Hàn lập lạnh nhạt nói những lời này mới chỉ nói ra một nửa, thì dị tộc nhân trong hồng quang sắc mặt rốt cục đại biến. Câu cuối cùng vừa chấm dứt thì đột nhiên vị hòa nguyệt nhân này hai tay kết quyết, bên ngoài thân hồng quang quay tròn vừa chuyển một vòng hồng nguyệt phóng lên cao chỉ thấy người chấp động một cái rồi có cái gì đó bay vút lên trời cao không thấy bóng dáng mà cùng lúc đó thân hình vị dị tộc này thoáng mơ hồ rồi trong hồng quang đồng thời xuất hiện ba đạo hư ảnh hoàn toàn giống nhau ba cái hư ảnh này đồng dạng hai tay chắp sau lưng mặt không chút thay đổi nhìn hàn lập không nói gì thấy cử động dị thượng của đối phương nhưng Hàn Lập vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch lên một chút sau đó vỗ tay cười ha hả nói, quả nhiên là hào tính kế, trước tiên thả ra linh lực đưa người giác si tộc tới, sau đó lại lấy lui làm tiến, chuẩn bị quấn đấu chi sách để cho ta không thể lập tức rời đi. Thấy bộ dáng của Hàn Lập thong dong như vậy, ba đạo nhân ảnh trong hồng quang trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lạnh lùng nói, ta mặc dù không biết tại sao ngươi lại biết ta để lại dấu vết chỗ thần tượng, nhưng nếu ta đã gọi người khác tới thì ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện đi được. Nếu ngươi thức thời thì mau giao cái hộp ngọc cho ta. Hoàng mỗ còn có thể cho ngươi cầu tình, nói không chừng sẽ thả ngươi một cái mạng khẩu khí, của hư ảnh này có vẻ tự tin dị thường. Này cũng khó trách, người của giác si tộc chỉ cách bọn họ bất quá mười mấy dặm mà thôi, căn bản chỉ chốc lát công phu liền có thể chạy, tới cái ngươi mới vừa rồi thả đi chính là cái này ư khóe miệng Hàn Lập có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia thần bí rồi đột nhiên ngửa bàn tay nhìn, như tùy ý hướng vào hư không bên cạnh đánh ra một chảo. Hồng quang chợt lóe lên, rồi một đoàn hòa hồng quang đoàn to cỡ đầu người quỷ dị xuất hiện ở, trong lòng bàn tay hắn không thể nào, ngươi làm như thế nào mà bắt được nó. Ba đạo hư ảnh trong hồng quang đồng thời run lên, mặt lộ ra vẻ kinh sợ giờ phút này, trong hồng sắc quang đoàn rõ ràng là vật do hồng nguyệt linh lực biến thành, mà lúc trước đã bắn lên không chung, nhưng không chờ Hàn Lập đáp lời, ba cái nhân ảnh trong hồng quang thoáng một cái rồi đồng thời chậm rãi mà lui về phía sau, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác vạn phần. Hàn Lập thấy cảnh này thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng rồi lại lập tức cười lạnh một tiếng. Tay vừa đảo, bạch quang chợt lóe lên, rồi một cái hộp ngọc phía ngoài có dán hồng sắc phù lục hiện lên ở tại trong tay, hắn ném lên không trung. Cái hộp này sau khi quay tròn trôi nổi trên trời cao một vòng, thì phiêu phù bất động trên đó. Tiếp theo ngón tay Hàn Lập búng ra một cái, hàn quang chợt lóe lên, mấy đạo thanh sắc kiếm quang bắn ra kích thẳng đến cái hộp ngọc. Ngươi điên rồi. Hỏa Nguyệt Nhân Nguyên Bồn đang chậm rãi lui về phía sau vừa thấy hành động này của Hàn Lập thì nhất thời lại càng hoảng sợ, nhưng lập tức phản ứng gầm lên một tiếng chỉ thấy hai cái hư ảnh trong đó, vừa động rồi từ trong hồng quang bay vọt ra. Độn tốc kỳ khoái vô cùng, chỉ một cái chớp động đã tới ngay trên không trung. Trong đó một đạo hóa thành một cái bàn tay màu hồng hung hăng chộp tới cái hộp ngọc một đạo hư ảnh khác thì ngừng lại một chút, khuôn mặt nhanh ác, thân hình đột nhiên nổi lên xích mang khác thường, rồi hóa thành một đạo xích hồng vọt đến chỗ Hàn Lập. về phần đạo hư ảnh thứ ba thì vẫn đứng ở xa xa trong hồng quang không di chuyển một chút nào. hiển nhiên cử động cao thâm khó lường vừa rồi của Hàn Lập đã làm cho vị hỏa nguyệt nhân này vạn phần cẩn thận, chỉ dám khu động hóa thân công kích, còn bản thể thì vẫn đứng tại chỗ. phảng phất như hai đạo hư ảnh công kích quá nhanh, hơn xa dự đoán của Hàn Lập nên hắn căn bản không kịp phản ứng chỉ thấy bàn tay màu hồng kia nắm lấy cái hộp ngọc, vào tay đồng thời một đạo hư ảnh khác, thì trượt lóe lên biến thành một đạo xích hồng xuyên qua thân thể hàn lập mà qua. Tiếp theo xích mang thu liễm lại hiện ra hư ảnh đứng cách phía sau hàn lập, mấy trượng mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân thể hàn lập xuất hiện hỏa quang lóe lên, lại có tiếng phù một tiếng, rồi bỗng nhiên hóa thành một đoàn hòa cầu màu đỏ đậm bốc cháy rừng rực. Trong chớp mắt, thân thể hàn lập trong hỏa quang đã biến thành cho bụi, Hỏa Nguyệt Nhân trong hồng quang vừa thấy hộp ngọc tới tay rồi Hàn Lập dễ dàng bị kích sát, như thế thì ngược lại lại ngẩn ra, mơ hồ cảm giác được có chút không thích hộp. Nhưng không chờ hắn kịp suy nghĩ cẩn thận, thì cái hộp ngọc trong bàn tay to màu hồng kia đột nhiên mặt ngoài thanh mang lóe lên, rồi một chút quỷ dị biến thành một viên châu màu xanh to cỡ nắm tay. Bàn tay to nọ chưa kịp phản ứng gì thì viên châu này liền chợt lóe lên rồi nổ tung. Tiếng nổ như tiếng sấm nổi lên, vô số thanh sắc điện hồ bắn ra đem bàn tay to lớn màu hồng xuyên thủng thành, hàng trăm ngàn lỗ thủng, Bàn tay to chợt lóe lên rồi tiêu tan mất. A, à, vừa thấy cảnh này, Hỏa Nguyệt Nhân trong hồng quang cả kinh, sắc mặt trắng bệch há miệng phun ra một ngụ máu màu xanh, ta tưởng là hóa thân thuật huyền diệu gì. Di. Nguyên lai bất quá chính là phân hồn thuật, nếu như vậy, mấy cái hóa thân này tại hạ sẽ không khách khí thu nhận lấy. Đột nhiên, thanh âm hàn lập từ bốn phương tám hướng ong ong truyền đến, theo sau đạo hư ảnh thứ hai đang đứng, trên mặt đất đột nhiên bị một đạo hắc tuyến lóe cùng một cái kim sắc trường nhận, từ phía dưới quỷ dị chém lên động tác cực nhanh, giống như điện quang lôi thạch một bực như nhau. Sau khi hét thảm một tiếng, hư ảnh bị thế công xét đánh không kịp bưng tay chém làm hai nửa. Tán thi thoáng một cái ngã quỵ trên mặt đất, rồi lập tức hóa thành một tia linh quang tan đi. Lúc này mới thấy kim quang chợt lóe, một khối kim giáp khôi lỗi tay cầm trường nhận từ phía dưới mặt đất, như quỷ mị chậm rãi chui lên. Lại một khối phân thân nữa trong nháy mặt bị diệt, hỏa nguyệt nhân trong hồng quang sắc mặt thêm trắng bệch, tiếp theo hai gò má lại đỏ ửng lên một cách khác thường, xem ra nguyên khí thật sự bị tổn thất không nhỏ. Nhưng vị hỏa nguyệt nhân này cũng đủ quyết đoán, cơ hồ ngay tại lúc hóa thân thứ hai bị hủy, thì đột nhiên không nói hai lờ ha miệng phun ra một cái chuông nhỏ màu xanh, rồi búng ngón tay bắn ra đang, một tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, một cỗ vô hình âm ba lấy cái chuông đồng làm trung tâm hướng ra bốn phương tám hướng, mà khoét tán đi. Tiếp theo, hỏa nguyệt nhân sắc mặt giữ tơn chợt lóe qua, hắn không tin trong tình hình này, đối phương có thể ngăn cản hắn tìm đến chỗ người của giác si tộc, bất quá hắn cũng không có chút ý tứ nào tiếp tục ở lại chỗ này, để liều mạng với hàn lập. Thân hình vừa động, cả người đã hóa thành một đạo hồng quang hướng lên trời cao bay đi. Nhưng một tiếng hừ lạnh từ hư không truyền ra, hồng quang mới bay được lên cao chừng 5-60 trượng, thì đột nhiên trên không thanh quang chợt lóe, một đóa hoa sen màu xanh quỷ dị hiện lên, tiếp theo một hóa, hai hóa bốn, bốn hóa tám mà trên trời cao hình thành một đánh thanh quang, Đám thanh niên này quay tròn một vòng, hình thể trong nháy mắt biến to hơn một trượng một chút đem cả bầu trời che kín lại. Lần này, Hỏa Nguyệt Nhân cả kinh không phải là nhỏ nhưng hắn không nói gì, hai tay giương lên. Một thanh đoàn đao màu bạc cùng một cái lệnh bài ánh vàng rực rỡ đồng thời kích bắn ra. Đoàn đao vừa bay, ra đã liền hóa thành một cái cự nhân mấy trượng hướng lên trời cao hung hăng chém đi. Kim sắc lệnh bài thì sau khi lên một tiếng vù vù đột nhiên, từ trong lệnh bài bay ra một cái nhân ảnh cả người kim quang loè loè, trên lưng có hư ảnh hai cánh dương nanh múa vuốt đánh đến. Ầm ầm, sau hai tiếng nổ, ngân quang cùng kim ảnh cơ hồ đồng thời đánh tới trên thanh sắc cự liên. Song phương vừa tiếp xúc, thanh sắc cự liên bắt đầu rung động nhưng một lát sau liền tất tất vỡ vụn ra. Theo sát sau đó, Hỏa Nguyệt Nhân thấy cảnh này thì trong lòng mừng rỡ, nhưng sau một khắc thì vẻ tươi cười trên mặt liền lập tức động lại chỉ thấy thanh liên vừa tán đi, thì thanh quang loè loè rồi bất ngờ lại có một đóa cự liên khác chắn ở trước mặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.